Trọng yếu hơn phải, người từ thanh kiếm kia bên trong lấy được tin tức, chấn tà bàn ở giữa kiếm là một chuôi tà kiếm, có lẽ huyết u tử đã sớm biết, ta không xác thực định chuôi này tà kiếm phải chăng và ngươi có liên quan, nhưng có một chút có thể khẳng định, năm đó huyết u tử không đem hắn hủy đi, sau này thật ra thì cũng không cần hủy. Còn như vậy vu tổ, ta dám khẳng định, sau này ngươi nhất định có trấn áp hắn biện pháp. Ta tin tưởng ngươi. Nói tới chỗ này, huyết u tử đột nhiên khạc ra một búng máu, Diệp Thần vừa định thi triển bát quái thiên đan thuật chậm tách ra, lại bị huyết u tử phất tay một cái cự tuyệt. Ta biết tình trạng của mình, không cần thi triển những thủ đoạn này, vô dụng. Ta còn có một chuyện cuối cùng muốn nói rõ. Huyết kiếm mình bắt lại Diệp Thần, khó nhọc nói, đem ta đỡ dậy. Huyết ngưng thiên và Diệp Thần nhìn nhau, cuối cùng hay là đem huyết kiếm mình đỡ lên. Hai người cũng không biết huyết kiếm mình đều như vậy trạng thái, vì sao còn phải ngồi dậy. Rất nhanh, huyết kiếm mình ngồi xếp bằng, từ giữa hông lấy ra một cái màu đen ngọc bội, ngọc đen bên trên, có khắc từng đạo kiếm văn, cực kỳ huyền diệu. Huyết kiếm mình tay run run sắp tối ngọc dao ở huyết ngưng thiên trên tay, ngưng thiên, thật ra thì nơi đây có một cái đặc biệt tên chữ, danh kiếm thế trần, mà đây ngọc đen chính là thừa tái kiếm thế trần. Kiếm thế trần là huyết gia sứ mạng. Hôm nay ta liền tướng kiếm thế trần giao cho ngươi, bất kể như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt nơi đây. Dù là sinh mạng giá phải trả. Ngươi có thể làm được không? Huyết ngưng thiên nhìn một cái ngọc đen, ánh mắt bên trong lóe lên kiên định quang. Nàng chợt gật đầu, ta có thể làm được. Dù là chết, cũng sẽ không để cho người ngoài xông vào kiếm thế trần. Huyết kiếm mình khá là vui vẻ yên tâm, tiếp tục nói, cũng may ngươi là huyết gia người, những năm gần đây. Ta chấn thủ nơi đây, cũng không có chuyên chú tu luyện và mạnh mẽ tự thân, cái này mới đưa đến đỉnh trệ không tiến lên, mà ngươi, ta hy vọng ngươi không nên học ta, mượn nơi này thời cơ, thật tốt tu luyện, nói không chừng, ngươi nói không chừng có cơ hội nắm giữ trong đó một thanh kiếm. Sau đó, huyết kiếm mình nhìn về phía Diệp Thần, ngươi không phải máu người nhà, nhưng từ ngươi nắm giữ viên kia thần bí đá tới xem, cái này mấy thanh kiếm có thể đều cùng ngươi có liên quan, cho nên... Ngươi làm một người ngoài, vậy hy vọng ngươi có thể trợ giúp huyết ngưng thiên, ở nàng nguy nan lúc ra tay, bảo vệ nàng. Đây là một cái cụ già ở đối mặt cái chết trước, sau cùng thỉnh cầu, ngươi có thể cự tuyệt, ta cũng tôn trọng ngươi. Diệp Thần hai tròng mắt viết đầy kiên định, gật đầu một cái, huyết tiền bối yên tâm, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ chung nhau bảo vệ, sau này nếu có người dám động huyết ngưng thiên thì nhất định phải trước từ trên người ta bước qua đi. Huyết kiếm minh hai tròng mắt viết đầy bất ngờ và vui vẻ yên tâm. Hắn chưa có tiếp xúc qua bên ngoài người tuổi trẻ, nhưng giờ phút này, hắn biết, Diệp Thần trên người có một đạo quang, vậy không riêng gì đại khí vận ra chỉ quang, lại là chánh đạo quang. Người này, vậy không được, một gặp mưa gió liền hóa long. Một chuyện cuối cùng, huyết kiếm minh thanh âm có chút run rẩy, ngưng thiên, người xoay người lại. Lực lượng của ngươi bây giờ muốn trấn thủ nơi đây còn rất khó. Nếu như lại tới mấy cái lão đạo hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyết ngưng thiên chút nào đoán được cái gì, thân thể muốn lui về phía sau, nhưng một cổ lực lượng vô hình nhưng khống chế nàng. Rồi sau đó, nàng thấy một cái già nua ngón tay, điểm vào nàng trên ấn đường. Nháy mắt tức thì, cuồn cuộn linh lực và hình ảnh như nước thủy triều vậy vọt tới. Một bên Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, rất rõ ràng. Huyết kiếm minh định đem một thân tu vi và cảm ngộ toàn bộ truyền cho huyết ngưng thiên. Đây là tương đương với hoàn toàn buông tha mình. Huyết kiếm minh nhưng mà vượt qua quá chân cảnh cường giả, vậy tu vi và cảm ngộ, có thể tưởng tượng có kinh khủng dường nào. Nếu như người bình thường, phỏng đoán cũng không chịu nổi như vậy tu vi và cảm ngộ. Cũng may, huyết ngưng thiên và huyết kiếm minh huyết mạch thống nhất, hơn nữa huyết ngưng thiên chân thực tu vi và nội tình cực kỳ thâm hậu. Trọng yếu hơn chính là, huyết kiếm mình nắm trong tay quy tắc của nơi này, hắn lấy quy tắc bảo vệ hết thảy. Có thể làm như vậy giá phải trả nhưng là, huyết kiếm mình sức sống không ngừng trôi qua, thân thể lại là hướng xương trắng khuynh hướng chuyển hướng. Thời khắc này huyết ngưng thiên đã lệ rơi đầy mặt, nàng muốn cự tuyệt. Nàng muốn cho huyết kiếm mình hưởng thụ cuối cùng này 10 ngày thời gian. Nhưng huyết kiếm mình nhưng chuẩn bị đem trọn đời hết thảy đều giao cho mình. Ước chừng 2 tiếng. Hết thảy kết thúc. Huyết kiếm minh đem lực lượng cuối cùng đều cho huyết ngưng thiên. Cuối cùng, huyết kiếm minh biến thành một chồng xương trắng. Huyết ngưng thiên tròng mắt đóng chặt lại.
Diệp Thần biết Huyết Ngưng Thiên nhất định rất khó chịu, hắn không biết Huyết Ngưng Thiên nhắm mắt bên trong thế giới là như thế nào. Hắn vừa định thức tỉnh Huyết Ngưng Thiên, đột nhiên, Huyết Ngưng Thiên mở mắt ra, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng thông thiên đi. Cả thế giới kiếm cũng run rẩy. Vạn kiếm tựa như ở rên rỉ, lại tựa như đang đợi chủ nhân mới đến. Sau này, kiếm thế trần địa, có ta Huyết Ngưng Thiên bảo vệ. Bất kỳ người bước vào, chết. Huyết kiếm minh môi đỏ mỏng khẽ nhếch, vậy chấn động thiên địa thanh âm chỉ như vậy vang khắp. Diệp Thần biết, Huyết Ngưng Thiên thay đổi, thậm chí thay đổi có chút xa lạ. Nhưng võ đạo thế giới, hồi nào không phải như vậy tàn khốc. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, cái đó Huyết Ngưng Thiên đã biến mất, thay vào đó phải, kiếm thế trần địa người bảo vệ. Huyết Ngưng Thiên nhìn một cái huyết kiếm minh xương trắng, đứng lên đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, chúng ta đem huyết tiền bối an táng đi. Diệp Thần gật đầu một cái, chôn ở chỗ nào? Huyết Ngưng Thiên ánh mắt sâu thẳm nhìn một cái cách đó không xa trôi lơ lửng ở trên bầu trời ba chuôi chấn thế kiếm, gần từng chữ, liền vậy ba kiếm dưới, khi còn sống, huyết tiền bối thường xuyên ở đó ngửa mặt trông lên ba kiếm, sau khi chết, ta cũng hy vọng hắn có thể ngửa mặt trông lên vậy ba kiếm. Được. Hai người ôm trước huyết kiếm minh xương trắng đi tới ba kiếm dưới, đào một cái hố, đem xương trắng chôn nhập trong đó. Diệp Thần ở chung quanh bên bờ dùng sát kiếm đập ra một khối đồ sộ bia, trấn áp tại trước mộ phần. Đồ sộ bia trên viết mấy chữ Huyết Gia Chí Tôn Huyết Kiếm Minh. Huyết Kiếm Minh khi còn sống, bị Huyết Gia đuổi ra khỏi, trấn áp Huyết Gia bí mật, kiếm thế trần địa. Mặc dù là Huyết Gia cố ý làm, nhưng đối với Huyết Kiếm Minh mà nói hồi nào là không công bình đây. Lần này, Huyết Ngưng Thiên coi như là đem Huyết Kiếm Minh trở về gia phả, để cho nó trở lại Huyết Gia. Chắc hẳn Huyết Kiếm Minh dưới suối vàng biết vậy sẽ vui vẻ. Người sanh ra đã có sứ mạng, hoặc bảo vệ người nhà, hoặc nối lại tiền duyên, hoặc thay đổi thế giới, cũng hoặc là cả đời bình thường. Nhưng sứ mạng vĩnh viễn không có giàu nghèo mà nói, chỉ cần trong lòng có tín ngưỡng, không thẹn nội tâm, liền không tính là tới uổng nhân gian đi một lần. Diệp Thần, ta có thể sẽ ở chỗ này bế quan tu luyện một hồi, thật tốt tiêu hóa huyết tiền bối cả đời võ học. Huyết Ngưng Thiên nhìn mộ bia chậm rãi nói, người đâu, người đánh như thế nào coi là. Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, ta cuối cùng không thuộc về nơi này, ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, bên ngoài cũng có người ở chờ ta phải rời đi. Huyết Ngưng Thiên đưa tay ra, đột nhiên, bắt được Diệp Thần tay, lúc này từ biệt, hy vọng lần kế gặp mặt, người đừng kém ta quá nhiều. Diệp Thần nhìn một cái Huyết Ngưng Thiên, lần kế gặp mặt. Ta nhiều lần lấy là chúng ta muốn mấy năm sau mới gặp, kết quả mấy ngày liền gặp. Ta sẽ thường xuyên đến kiếm thế trần địa xem ngươi, nếu như ngươi đụng phải chuyện, cũng có thể tìm ta, dẫu sao ta hiện tại nhưng mà ngươi bằng hữu duy nhất. Tốt lắm, đi. Diệp Thần nói xong, liền phất tay một cái, lần nữa hướng Huyết Kiếm Minh mộ bia cúi mình vái chào, hướng cánh cửa kia đi. Huyết Ngưng Thiên nhìn Diệp Thần viễn đi hình bóng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ liền chỉ là bằng hữu sao? Đột nhiên, Huyết Ngưng Thiên lại đuổi theo, đi tới Diệp Thần bên người, ta nghĩ muốn, vẫn là ta mang ngươi đi tìm bạn ngươi, sau đó đưa các ngươi hồi chỗ cũ. Diệp Thần nhìn một cái Huyết Ngưng Thiên, cuối cùng vẫn gật đầu, được. Rất nhanh, Diệp Thần chính là gặp được Tiểu Huyên và Mạc Hàn Hy, hai người hiển nhiên có chút lo lắng Diệp Thần an nguy, khi nhìn đến Diệp Thần bình an vô sự lúc đó, không khỏi thật dài thở ra một hơi. Mạc Hàn Hy lại là nói, Diệp đại ca. Nếu như ngươi không trở lại nữa, chúng ta cũng dự định lao ra nơi này đi tìm ngươi. Diệp Thần nhìn một cái hai người, cũng không nói nhảm, việc này không nên chậm trễ, vẫn là trước đi tìm ba vị lão tổ đi. Rất nhanh, Huyết Ngưng Thiên liền đem ba người lần nữa đưa về Yên Vân chết giới. Huyết Ngưng Thiên do dự mấy giây vẫn là nói, nơi đây ta so các ngươi quen thuộc, thật không cần ta dẫn đường. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn biết Huyết Ngưng Thiên sứ mạng. Hôm nay nơi đó không người trấn thủ, Huyết Ngưng Thiên theo lý mau trở về. Đã như vậy, cáo từ. Huyết Ngưng Thiên nói xong, không trung truyền đến một tiếng gió minh, ngay sau đó biến mất ở giữa trời đất. Tiểu Huyên hiếu kỳ nói, ngươi còn phải làm chuyện lúc trước sao? Ta vì ngươi che đậy hơi thở. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, nếu như không phải là Huyết Ngưng Thiên xuất hiện, hắn có lẽ đã sớm luyện hóa cách mặt đất diễm quang cờ. Hắn gật đầu một cái. Rồi sau đó nhìn về phía Mạc Hàn Hy, là ta hộ pháp. Ừ,
Mạc Hàn Hy sát ý hội tụ, bày trận mà đợi. Diệp Thần không do dự nữa, cắn bể đầu ngón tay, đem tự thân máu tươi nhỏ xuống đi xuống, thấm vào nhập vậy cách mặt đất diễm quang cờ bên trong. Oanh! Máu tươi một thấm vào, Diệp Thần liền cảm thấy một hồi nóng rực đợt khí, phản xông lên tới. Pháp bảo này ngọn lửa uy thế, ngược lại là khá là nồng nặc. Diệp Thần sớm có chuẩn bị, liền điều động Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đem tất cả ngọn lửa hơi thở, toàn bộ chế trụ. Cái này cần cách mặt đất diễm quang cờ, chính là ngày xưa năm phương thánh địa chí bảo, sau đó lại đi qua cân nhắc quyết định thánh đường rèn luyện qua, quả thực là không phải chuyện đùa, vậy muốn luyện hóa, sợ rằng phải hao phí một phen khổ công. Nhưng lấy Diệp Thần thực lực, muốn luyện hóa pháp bảo này, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ nửa ngày thời gian, Diệp Thần thành công luyện hóa cái này cách mặt đất diễm quang cờ, hoàn toàn thành pháp bảo của hắn. Diễm quang hóa ảnh, phá. Diệp Thần mở mắt ra, thúc giục diễm quang cờ, cờ xí phân quang hóa ảnh, biến ảo thành bốn bề, đi bốn phía bắn ra, cuốn lên ngọn lửa gió bão, hồ hồ vang dội, đem kéo ra mảng lớn sương mù dày đặc, cũng khu tan hết. Nguyên bản Diệp Thần ở thiên đường, chỉ có chu vi 7 bước, nhưng lần này, nhưng là lan tràn tới chu vi 100 mét. Không sai, pháp bảo này hơi thở vô cùng là nóng rực, ngược lại là một kiện không thể có nhiều đại sát khí. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái. Hống. Nhưng mà, vừa lúc đó, vùng lân cận truyền đến một hồi động trời tiếng thú gào, chỉ gặp một viên to lớn đầu thú, ngó ráo rác, ở ngoài 100 thước trong sương mù hiện lên. Viên này đầu thú, là một đầu man nghiêu đầu, dị thường dữ tợn to lớn, con người đỏ tươi, nhìn chằm chằm Diệp Thần các người, sát khí tràn ngập ra. Này, Diệp Thần ca ca, là ngươi đưa tới hung thú, có thể chuyện không liên quan ta. Tiểu Huyên sợ hết hồn, mới vừa Diệp Thần huy động diễm quang cờ, pháp bảo hơi thở lan truyền, đã vượt ra khỏi nàng che giấu phạm vi, trực tiếp đưa tới hung thú chú ý. Ừ, ta đây muốn xem, nơi này hung thú thật lợi hại. Diệp Thần mặt không đổi sắc, diễm quang cờ trôi lơ lửng ở trước người, xúc thế đãi phát. Ngao! Vậy man nghiêu đầu lộ ra, thân thể vậy từ trong sương mù hiển hóa đi ra, là một đầu vô cùng to lớn man nghiêu hung thú. Bốn vó đạp đất, móng trên có hắc vụ vờn quanh, hình dáng đặc biệt kỳ lạ. Hô! Vậy man nghiêu bốn vó chạy đạp tới, thế như khai thiên tích địa, đạp được mặt đất ùng ùng vang dội, vọt tới Diệp Thần trước mặt, nhọn sừng trâu như đao kiếm vậy đâm ra, đâm hướng Diệp Thần thân thể. Diệp Thần huy động diễm quang cờ, hấp dẫn vậy man nghiêu chú ý. Vậy man nghiêu bị diễm quang cờ ánh sáng hấp dẫn, sừng trâu xông lên đỉnh lên. Diệp Thần liền vung cờ xí. Man nghiêu nhưng nhào hụt, bốn vó không thu lại được, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Ò ò, nhất kích không trúng, vậy man nghiêu giận dữ, lại xoay người hướng Diệp Thần đạp chết tới. Diệp Thần vẫn là quơ diễm quang cờ, thuận tiện lấy cờ xí ánh sáng làm chất dẫn, dụ được vậy man nghiêu liền liền đánh, nhưng liền liền rơi vào khoảng không. Vui, vui, Tiểu Huyên ở bên cạnh thấy một màn này, không nhịn được vỗ tay cười lên. Diệp Thần cùng vậy man nghiêu lại đấu một hồi, đợi rất đúng phương thể lực dây dưa được kém không nhiều, liền rút ra sát kiếm, một kiếm chém giết. Mạc Hàn Hy đến gần tới đây, móc ra một cái khăn tay, ôn nhu thay Diệp Thần lau chùi trán cũng không tồn tại mồ hôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đang định đi tới trước, đi tìm địa tâm miếu tung tích, chợt nghe được bốn phương tám hướng, đều có tiếng thú gào vang lên. Sau đó liền hàng loạt mãnh thú tiếng bước chân, đất rung núi chuyển. Hướng nơi này cuồng sông lên tới. Nồng đậm hôi vụ bên trong, loáng thoáng, có thể thấy một song song máu đỏ ánh mắt, đang không ngừng ép tới gần. Không tốt, man nghiêu này mùi máu tanh, đưa tới cái khác hung thú. Diệp Thần mặt liền biến sắc. Tiểu Huyên cũng là che lại cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm, lần này dường như không dễ chơi. Đi nhanh đi. Diệp Thần không dám khinh thường, lập tức gọi Mạc Hàn Hy cùng Tiểu Huyên. Lật đật trốn về phía trước đi. Hai cô gái đi theo Diệp Thần, nhanh chóng chạy trốn, trước mặt cũng có hung thú, thật may cũng là hướng về phía man nghiêu thi thể đi, cũng không có tận lực tổn thương ba người. Rất nhanh, ba người chạy trốn tới phía trước xa xa, quay đầu vừa thấy, nhưng gặp chi chít hung thú nhóm, đã chìm ngập vậy man nghiêu thi thể. Những thú dữ này, thể hình đặc biệt là khổng lồ, lệ khí tràn đầy giật, vì cướp đoạt man nghiêu thi thể, đang tàn sát lẫn nhau trước. Máu thịt tung tóe. Diệp Thần ba người thấy vậy, trong lòng ngầm thất kinh sợ hãi,
nếu như chỉ là một đầu hung thú mà nói, bọn họ còn có thể đối phó, nhưng nếu như một chồng lớn hung thú xông lên, sợ là khó mà chống lại. Mau rời đi nơi này. Diệp Thần mang hai cô gái, nhanh chóng rời đi. Hai cô gái một trái một phải đi theo Diệp Thần, đi về phía trước. Tiểu Huyên nháy con mắt, nói, Diệp Thần ca ca, vậy địa tâm miếu ở nơi nào? Diệp Thần nói, ta cũng không biết, có thể là cái phương hướng này đi. Diệp Thần thử nghiệm suy diễn thiên cơ, nhưng nhân quả đặc biệt yếu ớt, vậy suy diễn không tới cái gì, chỉ loáng thoáng có thể cảm nhận được một phương hướng. Chỉ cần dọc theo trước mắt phương hướng đi xuống, có lẽ có thể tìm được địa tâm miếu chỗ. Mạc Hàn Hy nói, Diệp đại ca, muốn nhanh một chút, bọn họ cũng đang chờ chúng ta trở về. Hiện tại Lâm Thiên Tiêu, Hồng Hân bên kia, dĩ nhiên là đang nóng nảy chờ Diệp Thần, thời gian chỉ hoãn hơn một phần, liền hơn một phần nguy hiểm. Mạc Hàn Hy ra ra Mạc Hoàng Tể, cũng ở đó bên. Một khi vũ trụ thần thụ vòng bảo vệ bị phá, đó đúng là tất cả mọi người ngày tận thế. Ta cũng biết, nhưng không có cụ thể đầu mối, muốn tìm ba vị lão tổ, lại nói dễ vậy sao? Diệp Thần cười khổ một tí, Lâm Thiên Tiêu cũng không có cho hắn cụ thể đầu mối, chỉ nói địa tâm miếu núp ở Yên Vân Tử Giới, nhưng mảnh thế giới này lớn như vậy, rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào, liền Lâm Thiên Tiêu cũng không biết. Triều đại ba tộc người, cũng không người nào biết. Ba tộc lão các tổ tiên, âm thầm núp ở này, sau lưng là có lớn bố trí, tựa hồ chẳng muốn hậu nhân nhúng tay vào. Đi một ngày, Diệp Thần ba người không có chút nào thu hoạch, đi tới một phiến hoang phế trong thành phố. Cái này phiến thành hoang, lại không có sương mù dày đặc che giấu, tựa hồ có chút kỳ quái. Chúng ta tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Diệp Thần hướng hai cô gái nói. Địa tâm vực khắp nơi linh khí đậm đà, nhưng Yên Vân Tử Giới là ngoại lệ, nơi này linh khí đặc biệt mỏng manh, hơn nữa mang một cổ quỷ dị nhân quả, để cho người đi ở chỗ này, liền cảm thấy gân cốt nặng nề, tinh thần mệt mỏi, không cách nào một mực hành động, nhất định phải nghỉ ngơi ngủ. Được rồi. Tiểu Huyên dụi mắt một cái, vậy cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Diệp đại ca, ta mệt quá à? Mạc Hàn Hy vậy ngáp một cái, ở Yên Vân Tử Giới bên trong đi. Tiêu hao thực sự quá lớn, hơn nữa thiên địa linh khí lại mỏng manh, rất khó đạt được bổ sung. Diệp Thần muốn mở ra hoàng tuyển thế giới, nhưng cuối cùng không có qua loa động tác, dẫu sao chỗ này quá quỷ dị, vạn nhất nơi này hơi thở, ô nhiễm liền suối vàng địa mạch, vậy thì thật to không ổn. Đêm đó, Diệp Thần liền ở nơi này thành hoang bên trong, tìm một cái ngôi miếu đổ nát, và hai cô gái đặt chân nghỉ ngơi. Hai cô gái mỗi người dựa vào một cây cột, nhắm mắt ngủ đi. Diệp Thần tinh thần thịnh vượng, huyết mạch xa so hai cô gái mạnh mẽ, cho dù ở Yên Vân Tử Giới bên trong, một đêm không ngủ vậy không có gì đáng ngại. Lập tức Diệp Thần liền là hai cô gái gác đêm, thức tỉnh tinh thần, đề phòng bên ngoài nguy hiểm. Cái này thành hoang không biết có cổ quái gì, nhưng lại không có hung thú xâm phạm, tựa hồ vậy không nguy hiểm gì địa phương. Diệp Thần hơi yên lòng một chút, móc ra cách mặt đất diễm quang cờ, dùng tự thân máu tươi rèn luyện ân cần săn sóc trước. Pháp bảo này đỉnh cấp uy lực, khá là cường hãn, đáng đào tạo. Ôn dưỡng một hồi, Diệp Thần đột nhiên tới giữa, bắt được một chút vô cùng mịt mờ nhân quả. Ừ, còn có một mặt cờ xí, ẩn núp ở phụ cận đây. Diệp Thần thất kinh, thoáng chốc tới giữa, chính là phát giác ở vùng lân cận địa phương, vậy cất giấu một mặt cờ xí, hơi thở chia tay diễm quang cờ tương thông. Phải biết, tiên thiên năm phương cờ có 5 kiện. Cách mặt đất diễm quang cờ chỉ là trong đó một kiện, ngoài ra còn có 4 kiện. Ban đầu cân nhắc quyết định thánh đường, tiêu diệt năm phương thánh địa, cướp được tiên thiên năm phương cờ, vì thu nhận Lã Phong, đặc biệt cho hắn giữ lại một mặt diễm quang cờ, cái khác 4 bề, đều bị cân nhắc quyết định đứng đầu chiếm đoạt. Lúc này, Diệp Thần cảm ứng được mặt khác cờ xí hơi thở, trong lòng kinh nghi không chừng, thầm nói. Chẳng lẽ cân nhắc quyết định thánh đường, ở chỗ này ẩn núp một mặt cờ xí? Diệp Thần cảm thấy vậy cờ xí hơi thở, cách nơi này đặc biệt đến gần, trong lòng động một cái, lập tức đi ra ngôi miếu đổ nát cửa, hướng hơi thở nguyên địa đi tới. Cùng lúc đó, ám vực. Diệp Lăng Thiên đi tới lui, hắn ở Cố gia đã nán lại tốt ít ngày, nhưng là thật lâu không có chờ được Cố Bác Hành trong miệng Tần Tử Vi. Hắn thậm chí cũng đang hoài nghi, Cố Bác Hành có phải hay không đang lừa gạt mình. Cái thế giới này căn bản không có kêu Tần Tử Vi tồn tại. Nếu không vì sao phải nói điện chủ đã chết,
Diệp Lăng Thiên chân thực không chờ được, lần nữa đi tới Cố Bác Hành chỗ ở đại điện. Giờ phút này Cố Bác Hành đang ngồi ở phía trên nhất, cau mày, trong tay cầm một cái ngọc giản, chút nào đang đọc trước cái gì. Ngọc giản này bên trong ghi lại chính là những thứ này thời gian vực ngoại sự tình phát sinh. Vực ngoại thiên đạo suy thoái, đây là chuyện tốt, cũng hoặc là chuyện xấu. Hắn rất rõ ràng, vực ngoại thế lực cách cục đang từ từ biến hóa. Dưới mắt Cố Gia nắm trong tay ám vực, như một ít quyết sách không chính xác, Cố Gia có lẽ sẽ ở đây một lần thiên đạo suy thoái bên trong diệt vong. Bất quá Cố Gia sống chết, hắn không quan tâm. Hắn để ý hơn chính là, Cố Tuyền còn sống hay không, còn có Diệp Thần thật bỏ mình sao? Chẳng bao lâu sau, hắn từng coi trọng qua Diệp Thần, ở hắn nhận biết bên trong, Diệp Thần trưởng thành, có lẽ sẽ ảnh hưởng Cố Gia ở vực ngoại thế cục. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Nếu như Diệp Thần phi thăng thái thượng thế giới, hoặc là nói thành là vực ngoại người thứ nhất, vậy có lẽ dựa theo Cố Gia và Diệp Thần nhân quả, Cố Gia cũng có thể hướng thiên nhân vực tiến quân. Cố Bác Hành tự nhiên chú ý tới Diệp Lăng Thiên tồn tại, những ngày qua, hắn cho Diệp Lăng Thiên đầy đủ đặc quyền, càng làm cho Diệp Lăng Thiên có thể tu luyện Cố Gia một ít công pháp, nhưng mà hắn thật bất ngờ, Diệp Lăng Thiên đối với cái gọi là võ học cùng với tài bảo căn bản không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chỉ có vậy được gọi là điện chủ Diệp Thần. Diệp Lăng Thiên tiến lên một bước, chắp tay một cái nói. Cố gia chủ, ngài trước nói biết được điện chủ sinh tử Tần Tử Vi sẽ xuất hiện, cái này đều đi qua nhiều ngày như vậy, vì sao chậm chạp không gặp cái này Tần tiểu thư? Cố Bác Hành đem ngọc giản để ở một bên, khí lực đầy đủ thanh âm truyền tới, Diệp Lăng Thiên, ta cũng biết ngươi tìm Diệp Thần nóng lòng, có thể ta hồi nào không phải. Chỉ là Tần tiểu thư thân phận so ta cũng tôn quý không thiếu, nếu không phải chúng ta và Diệp Thần nhân quả, nàng thậm chí liền phản ứng ta dự định cũng không thể có. Bất quá, Tần tiểu thư nếu nói phải xuất hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện, dựa theo ước định tới xem, chắc sắp. Diệp Lăng Thiên trong lòng suy tư chốc lát, tâm ý đã quyết, nếu như Tần Tử Vi không xuất hiện nữa, hắn liền chuẩn bị rời đi Cố Gia, tự mình đi điều tra Diệp Thần rơi xuống. Hắn không thể nào đem hy vọng ký thác vào cái này cái gọi là Tần Tử Vi trên mình. Ngay tại Diệp Lăng Thiên chuẩn bị nói gì thời điểm, một đạo long ngâm đột nhiên từ trên 9 tầng trời vang khắp. Cố Bác Hành thở ra một hơi thở dài, nhàn nhạt nói, người hẳn tới, cùng ta cùng đi ra ngoài nghênh đón đi. Diệp Thần có hay không xảy ra chuyện, nàng so người bất kỳ đều biết. Rất nhanh hai người liền đi ra bên ngoài. Một giây kế tiếp, Diệp Lăng Thiên chính là thấy được một người cô gái ngự long tới. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, người này chính là Tần Tử Vi. Long du cửu thiên, làm trên thần long cô gái tầm mắt chạm được Cố Bác Hành và Diệp Lăng Thiên lúc đó, ngay tức thì từ trời cao cực nhanh rơi xuống. Cuối cùng vững vàng rơi vào hai người trước người. Tần Tử Vi nhìn lướt qua Diệp Lăng Thiên, sau đó nhìn về phía Cố Bác Hành nói, có một cái tin tốt. Có một cái tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Cố Bác Hành thân thể khẽ run, thật sự có tin tức xấu, nếu như Tần Tử Vi nói cho hắn Cố Tuyền thật đã chết rồi, vậy hắn có thể thật không nhịn được, bất quá thành tựu Cố gia gia chủ, hắn do dự mấy giây, vẫn là hai tròng mắt kiên định nói, tin tức xấu. Tần Tử Vi trong tay xuất hiện một quả tinh thạch, linh lực phun trào, tinh thạch ngay tức thì hóa làm trận trận bột. Quỷ dị chính là bột mà lại ở trước mặt mọi người tạo thành một tấm hình xem. Mà hình ảnh bên trong chính là Diệp Thần và Huyết Thần ở Nho Tổ Thần Điện trăm ngày ước hẹn hình ảnh. Diệp Lăng Thiên khi nhìn đến Diệp Thần thực lực như vậy khủng bố lúc còn thầm kinh hãi, có thể khi thấy Diệp Thần hoàn toàn ở nổ lớn bên trong biến mất lúc đó, thần sắc ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Vậy nổ năng lượng quá kinh khủng, nếu không phải bởi vì biến mất là điện chủ, hắn có thể cũng xác định đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Tử Vi tay thanh tú nhẹ nhàng vung lên, hình ảnh ngay tức thì tiêu tán, nàng nhìn về phía Diệp Lăng Thiên nói, ngươi chính là Diệp Lăng Thiên đi, ta biết ngươi. Cũng coi là Diệp Thần người tin cần một trong, không quá ta tựa hồ ở vực ngoại không có gặp qua ngươi, ngươi lần này vì sao đột nhiên không tiếc hết thảy xuất hiện muốn tìm Diệp Thần, chẳng lẽ Diệp Thần bố trí xuất hiện biến cố gì? Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, ta tìm điện chủ có chuyện quan trọng. Ta cũng tin tưởng điện chủ tuyệt đối còn sống. Ta một đường cùng điện chủ đi tới, như vậy sự việc trải qua quá nhiều, điện chủ mỗi một lần cũng còn sống, lần này vậy tuyệt không ngoại lệ. Diệp Lăng Thiên hai tròng mắt lộ ra kiên định và tuyệt đối tự tin. Tần Tử Vi con ngươi híp lại,
nàng thậm chí đều có chút lộ vẻ xúc động, thật ra thì ta mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy, bất quá dưới mắt, từ nơi này nổ tới xem, Diệp Thần quả thật bỏ mình, mấy ngày nay, ta thông qua ta thế lực sau lưng hết thảy tài nguyên điều tra Diệp Thần hướng đi. Diệp Thần nhân quả cũng không tồn tại, thân xác cũng đã biến mất. Như vậy cấp bậc năng lượng, sợ rằng thái chân cảnh đỉnh cấp cũng sẽ tiêu tán giữa trời đất. Bất quá, ta cuối cùng tin chắc Diệp Thần còn sống, ta vậy sẽ không bỏ rơi tìm hắn. Diệp Lăng Thiên con người đông lại một cái, đột nhiên hỏi, sẽ hay không có một loại có thể, năng lượng quá mức mạnh mẽ, xé nát hư không, điện chủ tiến vào hư không nơi nào đó. Tần Tử Vi gật đầu một cái, đây cũng là ta mới bắt đầu nghĩ, nhưng thiên nhân vực và những địa phương khác không cùng, hôm nay thiên đạo suy thoái, coi như Diệp Thần tiến vào hư không chi địa, nhân quả chắc tồn tại. Bất quá, cũng không tuyệt đối, những ngày qua, ta thông qua một ít cổ tịch phát hiện vực ngoại trừ bốn đại vực ngoài ra vẫn tồn tại một chỗ, chỗ đó tên gì ta còn không biết, nhưng cực kỳ thần bí, thậm chí bát ngát trình độ không thua thiên nhân vực. Chỉ là chỗ này không biết vì sao, từ người đời trí nhớ và trong ngọc giản lau đi, tựa như không tồn tại vậy. Như Diệp Thần dưới mắt nhất có thể đi nơi nào, ta thành tựu người phụ nữ trực giác, chính là nơi đây. Bất quá chỗ này kết quả có tồn tại hay không, ta cũng nói không chừng, dưới mắt Diệp Thần rơi xuống tỷ lệ lớn hơn một chút. Đây là tin tức xấu. Cô Bác Hành nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, vậy tin tức tốt là cái gì? Tần Tử Vi khóe miệng ngược lại là lộ ra một đạo nụ cười vui mừng, Cố Tuyền còn sống. Cái gì? Giờ khắc này, Cố gia gia chủ, quyền lợi vô cùng tôn quý Cố Bác Hành hoàn toàn bối rối. Thậm chí hai tròng mắt bên trong nhiệt lưu cuồn cuộn, nước mắt lại là rơi xuống. Vứt bỏ hết thảy, hắn bất quá là một cái lão phụ thân à. Cố Bác Hành hoàn toàn không để ý hình tượng bắt được Tần Tử Vi tay, kích động nói, Tần cô nương. Chuyện này thật 100%. Rất nhanh, Cố Bác Hành ý thức được mình thất thố, vội vàng buông lỏng tay, nói xin lỗi, thật xin lỗi, là Cố mỗ vô lễ. Tần Tử Vi ngược lại là không có để ý, tiếp tục nói, trước đây không lâu, ta có liên lạc Thần Uyên Thái Hư, hắn liền gặp qua Cố Tuyền, Cố Tuyền trước thương thế rất nặng, bị Thần Uyên âm thầm xuất thủ cứu, hiện tại thân ở Táng Thiên Hải bên trong nơi nào đó chữa thương và tu luyện, thực lực cực kỳ kinh khủng. Cái này ta dám khẳng định, Thần Uyên thần bí và mạnh mẽ, không thể nào lừa gạt ta, trọng yếu hơn chính là, Cố Tuyền nếu như phối hợp Thần Uyên con đường này, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Phỏng đoán qua ít ngày nữa, Cố Tuyền liền có thể trở về ám vực tới, Cố gia chủ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Cố Bác Hành sắc mặt đỏ lên, cực kỳ kích động, phải. Cố mỗ ở chỗ này cảm ơn Tần cô nương. Tần Tử Vi lắc đầu một cái, không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn còn được cảm ơn Diệp Thần, chuyện này và Diệp Thần hoặc hơn hoặc thiếu cũng có chút quan hệ, hiện tại Diệp Thần ở thiên nhân vực, cũng là không thể coi nhẹ tồn tại, chỉ tiếc, hôm nay vẫn là rơi xuống không rõ. Nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Lăng Thiên nói, Diệp Lăng Thiên, người có bằng lòng hay không và ta cùng đi tìm. Người nếu là Diệp Thần người bên cạnh, trên mình người đối với hắn cảm giác và nhân quả hẳn rất mạnh, đối với chúng ta tìm được Diệp Thần có thể dạy mấu chốt tác dụng. Diệp Lăng Thiên không do dự chút nào, chắp tay nói, Lăng Thiên lập tức liền có thể lên đường. Tần Tử Vi bước lên trên thần long, vung tay phải lên, Diệp Lăng Thiên cũng là đi tới trên thần long. Coi như không tìm được Diệp Thần, coi như Diệp Thần đã chết, Tần Tử Vi vậy dự định đào tạo Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên thiên phú không hề thấp, có thể thực lực đối với vực ngoại mà nói có chút thấp kém, thiên nhân vực thiên đạo suy thoái, đối với Diệp Lăng Thiên có rất nhiều chỗ tốt. Rồng thần bay trên 9 tầng trời. Tần Tử Vi nhìn phía trước có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, Diệp công tử, người kết quả ở đâu? Người còn sống không, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Hình ảnh quay về, địa tâm vực. Chỉ chốc lát sau, Diệp thần đi tới một rừng cây bên trong, đi lại mấy bước, thấy một cái đầm nước kia bên trong mơ hồ có tiên hà thủy quang, đến gần vừa thấy, trong nước lại vững chắc một mặt thải vân bao phủ. Thủy khí nhô lên cờ xí. Đây là, Tố Sắc Vân Giới Kỳ, quả nhiên chính là tiên thiên năm phương cờ một trong. Diệp thần thất kinh, ở phía trước thiên năm phương cờ bên trong, Tố Sắc Vân Giới Kỳ chủ Tây Phương, có kỳ voi hòa hợp, tất cả thiên địa minh, ra tà tránh lui, vạn pháp bất xâm hiệu quả, nghe nói có thể hấp thu trong thiên địa hết thảy vân khí độc trướng. Nhìn đầm nước kia bên trong cờ xí, Diệp thần sắc mặt ngưng trọng xuống,
bấm ngón tay suy diễn sau lưng nhân quả. Mơ hồ tới giữa, hắn tựa hồ bắt được bí mật gì. Cái này tố sắc vân giới kỳ, nhất định là cân nhắc quyết định đứng đầu lặng lẽ để ở chỗ này, hắn làm như vậy, là muốn hấp thu hết mây nơi này sương mù, bại lộ ba vị lão tổ tung tích. Diệp thần lập tức đoán được, tố sắc vân giới kỳ hiệu quả, chính là hấp thu vân khí. Mà đây yên vân tử giới, vừa vặn là mây mù bao phủ địa phương. Đem tố sắc vân giới kỳ chôn ở chỗ này, cùng pháp bảo hơi thở, cùng địa mạch lẫn nhau dung hợp với nhau, là được lặng yên không một tiếng động, không kinh động người bất kỳ, đem mây nơi này sương mù chướng khí, toàn bộ hấp thu hết. Một khi yên vân tử giới mây mù, toàn bộ bị xóa bỏ, vậy ẩn cư ở chỗ này nhân vật, tự nhiên vậy không tránh khỏi thánh đường theo dõi. Cân nhắc quyết định đứng đầu ngón này, rõ ràng cho thấy muốn cho địa tâm miếu ba vị lão tổ, hoàn toàn bại lộ. Cẩn thận cảm ứng dưới, Diệp Thần chính là phát hiện, tố sắc vân giới kỳ bên trên, đã không có bất kỳ huyết mạch đóng dấu, thiên cơ nhân quả dấu vết. Hiển nhiên, cân nhắc quyết định đứng đầu sợ bị ba vị lão tổ phát hiện, đã xóa đi tất cả có thể dấu vết, cái này tố sắc vân giới kỳ liền ngang hàng là một tờ giấy trắng, chỉ cần cùng địa mạch linh khí dung hợp, liền có thể tự động phát huy hiệu quả, hấp thu hết nơi này tất cả vân khí. Nếu quả thật như vậy, đến lúc đó ba vị lão tổ bại lộ, cũng không biết là cân nhắc quyết định lực lượng chủ yếu. Nhưng mà, cân nhắc quyết định đứng đầu nghìn tính vạn tính, không coi là đến Diệp Thần sẽ bước vào yên vân tử giới. Mà đây sao vừa vặn, Diệp Thần trong tay có cách mặt đất diễm quang cờ, tinh chuẩn bắt được tố sắc vân giới kỳ chỗ. Cái cờ này xí, ngược lại là tiện nghi ta. Cẩn thận điều tra luôn mãi, xác định tố sắc vân giới kỳ phía trên, không có một chút nhân quả dấu vết còn sót lại sau đó. Diệp Thần khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười châm biếm, bàn tay cách không một chảo, liền đem cái cờ này xí, bắt lấy ra ngoài, nắm trong tay. Diệp đại ca. Ngay vào lúc này, Diệp Thần nghe được quen thuộc kêu gọi. Là Mạc Hàn Hy thanh âm. Thế nào? Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên, bàn tay kéo tay nhỏ bé, thần sắc hốt hoảng, hướng hắn bên này chạy tới. Ở hai cô gái sau lưng, tiếng gió hô hô. Lại có một đạo gió lốc, điên cuồng cuốn lên trước đuổi giết tới. Vậy gió lốc, là thuần túy chướng khí ngưng tụ mà thành, chướng khí bên trong lại có từng cái thi con ba ba độc trùng, mũi máu huyết nghĩ vân. Vân quái vật, tê tê kêu loạn, thanh âm làm ra đầu tê dại. Diệp thần ca ca, lòng đất đột nhiên nổi lên chướng khí, thiếu chút nữa thì cầm chúng ta hại chết. Tiểu Huyên chạy đến Diệp thần trước mặt, non nớt gương mặt một hồi trắng bệch. Lúc đầu nàng và Mạc Hàn Hy ở trong miếu đổ nát nghỉ ngơi, Diệp Thần sau khi rời đi, lòng đất đột nhiên có chướng khí xông ra, hơn nữa vậy chướng khí bên trong, còn có rất nhiều quỷ dị con kiến quái vật. Các nàng bị giựt mình tỉnh lại, lật đật chạy ra khỏi ngôi miếu đổ nát, dọc theo Diệp Thần hơi thở chạy tới. Diệp Thần nhìn vậy chướng khí gió lốc, trong lỗ mũi mơ hồ ngửi được một hồi mũi thi con ba ba cổ quái mùi vị, không khỏi có chút da đầu tê dại. Cái này yên vân tử giới quả nhiên là khắp nơi hung hiểm, trừ phân bố hung thú bên ngoài, vẫn tồn tại hàng loạt chướng khí độc trùng, nếu như không cẩn thận, bị chướng khí chiếm đoạt, vậy cho dù thái chân cảnh chỉ sợ là không sống nổi. Hủy diệt đạo ấn, phá. Diệp thần rút ra sát kiếm, mở hủy diệt đạo ấn, một kiếm giết ra một đạo hủy diệt gió bão, hướng vậy chướng khí gió xoáy bổ tới. Suy. Nhưng không ngờ, vậy chướng khí gió xoáy gặp phải kiếm khí công kích. Lại có thể phân hóa, một đạo gió lốc biến thành hai đạo biến thành bốn nói, bốn đạo biến thành tám nói, điên cuồng cùng địa mạch năng lượng câu thông, mặt đất nứt ra, càng nhiều hơn thi trùng quái vật xông lên, hỗn hợp ở trong gió bão mặt. Thoáng chốc tới giữa, mấy chục đạo chướng khí gió xoáy, ở Diệp Thần ba người chung quanh cuốn lên gầm thét, gió lớn thổi được ba người áo khoác phiêu dơ, vậy đập vào mặt độc chướng hơi thở, làm được ba người đều có loại nghẹt thở cảm giác. Xong rồi. Diệp thần ca ca, chúng ta có phải hay không phải chết? Tiểu Huyên sắc mặt bị sợ tái mét. Mạc Hàn Hy rút ra ấu hoàng thiên kiếm, nhưng đối mặt trước mắt những thứ này cổ quái chướng khí gió xoáy, nàng cũng không biết như thế nào ứng đối. Nàng rốt cuộc biết, tại sao cân nhắc quyết định thánh đường người không dám đuổi theo, cái này yên vân tử giới, đích xác là một khối vô cùng hung hiểm địa phương, hơi lơ là chính là chết không có chỗ chôn. Diệp thần mắt thấy chung quanh chướng khí gió xoáy. Điên cuồng xoắn tới, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, bỗng nhiên lúc này phúc tới tâm linh,
ánh mắt nhìn về cầm trong tay tố sắc vân giới kỳ. Kỳ voi hòa hợp, gió cuốn vân khí, tất cả thiên địa minh, đi. Diệp thần linh khí động một cái, cầm trong tay tố sắc vân giới kỳ sử dụng. Nhất thời gian, chỉ gặp vậy tố sắc vân giới kỳ khói dáng đại thịnh, thủy quang nhô lên, cờ xí đón gió rào 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 vang động, thả ra một cổ to lớn hấp lực, lại đem chung quanh từng đạo chướng khí gió xoáy, toàn bộ hấp thu thôn nạp. Ngay chớp mắt, mới vừa còn vô cùng tàn phá bừa bãi chướng khí, toàn bộ bị tố sắc vân giới kỳ thu. Ở giữa thiên địa, khôi phục trong sạch. Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên ngơ ngác nhìn một màn này, ngạc nhiên nói, đây là pháp bảo gì? Diệp thần khẽ mỉm cười, nói tiên thiên năm phương cờ một trong, kêu tố sắc vân giới kỳ, có thể trừ tà tránh tai, thanh thiên lãng, vừa vặn khắc chế những thứ này chướng khí. Tiểu Huyên cả kinh nói, Diệp thần ca ca, người mới vừa đi ra, chính là vì pháp bảo này sao? Mạc Hàn Hy cũng là kinh ngạc, nói, Diệp đại ca, ngươi là làm sao đạt được pháp bảo này? Phải biết, tố sắc vân giới kỳ là tiên thiên năm phương cờ một trong, ở cân nhắc quyết định thánh đường trong tay, giờ phút này lại rơi vào Diệp thần trên tay. Diệp thần đang định trả lời, chợt gian vậy chướng khí gió xoáy tản đi sau đó, có một tờ linh phù, tung bay đung đưa rơi xuống. Ừ, đó là cái gì? Diệp thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay cách không một nhiếp, đem linh phù kia bắt tới đây. Linh phù phơi bày hạnh hoàng màu sắc, phong cách cổ xưa hòa hợp, lá bùa trên in một cái la chữ, ở nơi này ký tự chung quanh, lại có rất nhiều lông vũ vậy vẽ đồ trang sức, khắc vẽ vô cùng là tinh mỹ. Đây là cái gì linh phù? Chẳng lẽ mới vừa chướng khí, chính là cái này linh phù dẫn phát ra? Tiểu Huyên đảo trong mắt một vòng, nhìn linh phù kia, nghi ngờ nói. Mạc Hàn Hy nhưng là mặt liền biến sắc, tựa hồ nhận xảy ra điều gì, kêu lên, đây là Diệp gia thần thụ phù chiếu. Diệp thần cả kinh, nói, Diệp gia thần thụ phù chiếu. Mạc Hàn Hy nhìn chằm chằm linh phù kia, nói, đúng vậy, ta sẽ không nhận sai. Thập đại thiên quân thế gia, có một tấm thần thụ phù chiếu, đây cũng là Diệp gia phù chiếu, mặc dù Diệp gia bị xúc diệt sau đó, thần thụ phù chiếu khí vận mất hút. Nhưng trụ cột linh khí còn ở, có thể dùng để hộ thân. Thần thụ phù chiếu là mở ra hằng cổ chi môn chìa khóa, Diệp gia còn tồn tại thời điểm, khí vận hùng hậu, chìa khóa này có thể mở cửa, hiện tại tuy đã mất đi hiệu quả, nhưng vẫn là một kiện khá là tốt pháp bảo. Chẳng lẽ phụ cận đây có người Diệp gia sao? Diệp thần âm thầm kinh ngạc. Mạc Hàn Hy nói, nơi này rất có thể có Diệp gia hậu duệ. Dùng thần thụ phù chiếu hộ thân, có người ngoài nhích tới gần. Liền điều động chướng khí giết người. Vậy chướng khí gió xoáy lực sát thương, vô cùng là khủng bố, nếu như Diệp thần không phải lấy được rồi tố sắc vân giới kỳ, chỉ sợ cũng khó mà đối phó. Nghe được có thể có Diệp gia hậu duệ tin tức, Diệp thần tim đập bịch bịch, trong tay siết linh phù kia, thử nghiệm suy diễn sau lưng thiên cơ. Trong thoáng chốc, Diệp thần bắt được một chút cực kỳ yếu ớt, vô cùng là mịt mờ nhân quả chập chờn, tựa hồ cùng tự thân huyết mạch có liên quan. Hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng cắn bể đầu ngón tay, đem máu tươi lau ở linh phù, lần nữa suy diễn. Lần này tiêu hao tự thân máu tươi, Diệp thần rõ ràng hơn cảm ứng được, linh phù sau lưng, quả nhiên có Diệp gia nhân quả. Có người ẩn cư ở vùng lân cận. Tìm được, cùng ta tới. Diệp thần trong mắt tinh mang bạo sáng, đã ngược dòng đến linh phù khí cơ ngọn nguồn, lập tức hướng phía đông đi về phía. Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên nhìn nhau. Vậy vội vàng đi theo Diệp thần đi lên. Hai người đi ra mấy dặm đường, lúc đó chính là nửa đêm, hắc ám sương mù dày đặc bên trong, cất giấu rất nhiều hung thú. Vì để tránh cho gây thêm rắc rối, Tiểu Huyên bóp một cái che giấu thuật pháp, một món nhàn nhạt hắc mang còn quấn ba người thân thể, đem ba người toàn bộ khí tức ẩn nặc, miễn được bị hung thú phát hiện. Như vậy một đường đi tới trước, ước chừng hai khắc sau, ba người đi tới liền một nơi di tích chi địa. Cái này mảnh di tích, không có sương mù dày đặc bao phủ, nhưng đã là một mảnh phế tích, khắp nơi là tường đổ tàn viên. Trong phế tích đi một hồi, Diệp thần ba người liền phát giác không đúng, bởi vì bọn họ đi một khoảng cách sau đó, phát hiện mình lại có thể lại trở về tại chỗ. Tựa như dậm chân tại chỗ vậy. Không đúng, nơi này có trận pháp. Diệp thần dừng lại ở bước chân, lập tức phát hiện không ổn, di tích này nhìn như là một mảnh phế tích, nhưng chung quanh tàn phá vách tường. Pho tượng, ven đường hoa cỏ cây cối vân. Vân, thực ra là dựa theo một loại đặc thù pháp môn bố trí, là một cái kỳ môn độn giáp trận pháp,
có thể nhiễu loạn người tai mắt, để cho người từ đầu đến cuối tại chỗ lởn vởn. Diệp Thần nhìn chung quanh trận thế, liền nhìn ra liền cửu cung bát quái, bảy sao ngũ hành vân. Vân biến hóa phức tạp. Lấy hắn trận pháp thành tựu, như muốn phá giải, chỉ sợ cũng muốn 4-5 ngày thời gian. Dưới mắt thời gian gấp, còn phải đi tìm địa tâm miếu, mời 3 vị lão tổ rời núi, tuyệt không thời gian lãng phí ở nơi đây. Diệp Thần khẽ cắn răng, lần nữa móc ra Diệp gia linh phù kia, lại bước ra một giọt máu tươi, rơi tới trên linh phù. Vù vù, hấp thu Diệp Thần máu tươi, linh phù kia dâng lên một hồi ánh sáng vàng. Diệp Thần gương mặt hơi trắng bệch, liên tục tiêu hao máu tươi, không thua gì một trận đại chiến. Lại tiêu hao máu tươi dưới, Diệp Thần rõ ràng phong tỏa thiên cơ, trước mắt trận pháp không đánh tự thua. Mang Mạc Hàn Hy, Tiểu Huyên hai cô gái, từ mê trận bên trong đi ra, Diệp Thần đi tới di tích trung tâm, bên tai lại nghe được một hồi ưu nhã du dương, thanh địch tâm hồn khấn cầu tiếng. Trước mắt, là một bức vô cùng thần thánh, vô cùng nguy nga hình ảnh. Di tích trong phế tích hương, đứng sừng sững một bụi thông thiên thần cây. Bụi thần thụ kia, lá cây là lông vũ vậy hình dáng, trắng nhung nhung, phảng phất là lê hoa, gió thổi một cái, thì có một phiến phiến huyễn vũ lá cây, tung bay đung đưa ở trong gió chập chờn, giống như mộng vậy. Đúng bụi cây thần thụ, cũng đang sáng lên, vậy là mộng ảo vậy trói lọi, nhu hòa mà thánh khiết. Ánh sáng bên trong, có thanh gió mạnh thổi phất ra, gió cùng quang hỗn hợp một thể, như mộng như ảo, như mê như say. Ở thần thụ chung quanh, có mấy chục cái cô gái xinh đẹp, trên mặt bình thản quỳ lạy, các nàng đang thấp giọng khấn cầu, tựa như đem tự thân linh hồn, vậy hoàn toàn hiến tặng cho bụi cây này thần thụ. Đó là, Diệp gia thần bảo vệ cây, phong vũ linh thụ. Mạc Hàn Hy kêu to lên, sau đó phảng phất như gặp phải ác mộng vậy, hô, mau nhắm mắt lại, ngừng thở, không muốn bị thần thụ kia mê muội. Nàng lời nói xong, muốn nhắm mắt lại, ngừng thở, nhưng đã chậm. Bụi cây kia phong vũ linh thụ, thanh gió mạnh thổi phất, ánh sáng mềm đối mặt dưới, có thể bình tĩnh người tâm thần, thanh tim nuôi hồn. Mà đây cổ bình tĩnh thanh lòng hiệu quả, phát huy đến trình độ cao nhất, có thể đem tâm trí của con người, toàn bộ tước đoạt, hoàn toàn đem người độ hóa, để cho người biến thành con rối vậy, trở thành phong vũ linh thụ nhất tín đồ trung thành. Thần thụ chung quanh quỳ bái cô gái, hiển nhiên đều là phong vũ linh thụ tín đồ. Mạc Hàn Hy nhận ra được không ổn, nhưng không ngăn trở kịp nữa, cả người gặp phải phong vũ linh thụ hơi thở bao phủ, trong mắt lập tức đổi dỗi rãnh động, sau đó vậy thành kính quỳ xuống đất, và những thần kia cây tín đổ vậy, bắt đầu thấp hát khấn cầu. Ta đầu thật là chóng mặt. Tiểu Huyên cũng là giống nhau như đúc, trong suốt trong mắt đổi được trống rỗng, vô tri vô giác quỳ xuống, hướng phong vũ linh thụ tế bái. Diệp Thần bỗng nhiên thấy này cùng biến cố, chỉ kinh được ra đầu tê dại. Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên đều bị phong vũ linh thụ độ hóa, trở thành con rối tín đồ vậy tồn tại. Mà kỳ quái chính là, Diệp Thần cũng không có bị bất kỳ tổn thương, đầu hắn vẫn là rất thanh tịnh. Ồ, chỗ sâu bên trong, loáng thoáng, vang lên một đạo tiếng kinh dị, tựa hồ vậy đang kỳ quái vì sao Diệp Thần không có sao. Ai ở chỗ này? Diệp Thần sắc mặt rét lạnh, lập tức rút ra hoang ma thiên kiếm, ngưng thần phòng bị. Không có ai đáp lại, mới vừa thanh âm kia yên tĩnh lại, chung quanh chỉ có một cái vị thần cây tín đồ khấn cầu tiếng. Nếu không ra, ta một kiếm liền chặt đứt cái này yêu cây. Diệp Thần nghiêm túc tiếng quát to, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy phong vũ linh thụ, kiếm phong xúc thế đãi phát. Tiểu Hữu chớ kích động. Nghe được Diệp Thần lời này, phong vũ linh thụ sau lưng trong bóng tối, có một cái gầy yếu ông già, chống gậy, chậm rãi đi ra. Lão kia người cả người hơi thở yếu ớt, cảnh giới tu vi cực thấp, Diệp Thần một đầu ngón tay là được bóp chết. Hắn ngưng mắt nhìn lão kia người, thiên cơ cảm ứng dưới, phát hiện lão kia người cũng không phải là cố ý ẩn giấu thực lực, mà là chân thực tu vi, đã là như vậy nhỏ, cũng không phải là nhân vật lớn gì. Ngươi là người nào? Diệp Thần cảnh giác phòng bị, đối phương tu vi tuy yếu, nhưng khống chế phong vũ linh thụ, quả thực không thể khinh thường. Vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, Diệp Thần cũng bị độ hóa khống chế, vậy thì hoàn toàn xong đời. Lão Phu là Diệp gia một người làm, tiện danh Diệp Phúc, năm đó may mắn không chết, ở chỗ này bảo vệ phong vũ linh thụ, chờ đợi phá cuộc người xuất hiện, Tiểu Hữu lại là người nào, vì sao tới nơi đây? Tên là Diệp Phúc ông già, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần.
hắn gặp Diệp Thần khí độ bất phàm, tựa hồ cũng không có ác ý, cho nên giọng nói vậy khá là hòa ái. Hơn nữa, Diệp Thần trong tay sách Hoang Ma Thiên Kiếm, đủ để một kiếm đem Phong Vũ Linh Thụ chặt đứt, hắn tự nhiên cũng không dám quá đáng nói chuyện. Cái này Phong Vũ Linh Thụ nội hạch, sớm ở thời đại Thái Cổ, liền bị cân nhắc quyết định thánh đường hủy diệt, khí vận căn cơ mất hút dưới, cái này thần thụ uy năng, suy yếu 99%, tự nhiên không thể nào tương đương Diệp Thần. Ngươi là Diệp gia người làm sao? Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trong sâu thẳm, nhưng cảm thấy mình thân phận, cùng cái này Diệp gia có thiên ti vạn lũ liên lạc. Nghĩ ngợi một hồi, Diệp Thần thả ra tự thân huyết mạch hơi thở, nói, ta kêu Diệp Thần, tuy không phải xuất từ các ngươi Diệp gia, nhưng có lẽ cùng các ngươi cái này Diệp gia có chút nhân quả thiện duyên. Diệp Phúc cảm thụ Diệp Thần khoáng đạt hào hùng huyết mạch hơi thở, loáng thoáng tới giữa, dòm ngó thấy to lớn luân hồi chân thân, kinh hãi hô lớn, ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp Thần gật gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Phúc miệng lưỡi run run, nhưng không ngờ tới Diệp Thần thân phận như thế khủng bố, kinh hãi dưới, lại là tại chỗ quỳ ngã xuống, nói tiện nô Diệp Phúc, bái kiến luân hồi chi chủ. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, không cần như vậy lễ trọng. Diệp Phúc rung giọng nói, xem ra lão thiên quân nói không sai, Diệp gia khí số chưa hết, tương lai sẽ có một vị đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, cứu vãn Diệp gia tại nước lửa bên trong. Vị đại nhân vật này, chính là luân hồi chi chủ ngươi. Diệp Thần nói, ngươi là muốn nói, ta là phá cuộc người sao? Diệp Phúc nói, chính là, cân nhắc quyết định đứng đầu khí vận ngút trời, thậm chí có giết chết vạn khư lão tổ, thí chủ tự lập giã vọng, người này giã tâm quá lớn, chỉ có luân hồi chi chủ mới khá chân áp. Luân hồi chi chủ, trên mình ngươi chảy máu, và Diệp gia tương tự, ngươi chính là tộc ta lớn cứu tinh à. Diệp Thần nghe được thí chủ tự lập bốn chữ, nội tâm chấn động một cái, nói, ngươi nói gì sao, cân nhắc quyết định đứng đầu còn muốn thí chủ sao? Diệp Phúc gật gật đầu nói, không sai, vậy cân nhắc quyết định đứng đầu là cân nhắc quyết định thánh đường khí linh, mà cân nhắc quyết định thánh đường, chính là vạn khư lão tổ pháp bảo. Năm đó vạn khư lão tổ phi thăng, vốn là muốn mang trên pháp bảo này, nhưng sau đó phát hiện cân nhắc quyết định đứng đầu có phản bội dã tâm, liền đem hắn ở lại địa tâm vực. Không có mang đi thái thượng thế giới. Diệp Thần kinh nghi bất định, nói, nếu phát hiện phản bội, làm sao vạn khư lão tổ, không có giết người cái này cân nhắc quyết định đứng đầu. Diệp Phúc nói, đây là vạn khư lão tổ bố trí, hắn lưu lại cân nhắc quyết định đứng đầu, là muốn xúc diệt thập đại thiên quân thế gia, đoạn tuyệt địa tâm vực người phi thăng có thể. Diệp Thần nói, thập đại thiên quân thế gia, cũng có vạn khư thế gia chứ. Năm đó vạn khư lão tổ liền nhà mình vậy không buông tha. Diệp Phúc nói, đúng là như vậy. Vạn khư lão tổ người này, lòng dạ cực kỳ độc ác tàn nhẫn, giết sư phụ chứng đạo hành động này, chính là hắn khai sáng, ở hắn trong mắt, vì phi thăng, cha mẹ con cái đều có thể giết, thiên hạ duy ngã độc tôn, không tha cho cái người thứ hai. Thái thượng thế giới khí vận cố định, hơn một người phi thăng, khí vận bị liền chia cắt đi ra ngoài hơn một phần. Cho nên vạn khư lão tổ ghét nhất người ngoài, hắn không muốn nhìn thấy lại có bất kỳ người phi thăng. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi chấn động phố, liên tưởng đến trước kia và vạn khư thần điện tiếp xúc, càng ấn chứng vạn khư thần điện xếp bên ngoài ý tưởng. Vạn khư lão tổ người này, vô cùng là tàn nhẫn bạo ngược, hoàn toàn thì không phải là một người bình thường, là một cái thích giết chóc điên cuồng đại ma đầu, cứ nghe giết sư phụ chứng đạo, chính là người này khai sáng. Nếu như Diệp Phúc nói là nói thật, vậy vạn khư lão tổ dã tâm quá đáng sợ, hắn là muốn duy ngã độc tôn, hùng bá toàn bộ thái thượng thế giới, cấm chỉ những người khác lại phi thăng, muốn một người chiếm đoạt tất cả khí vận. Cân nhắc quyết định đứng đầu là hắn cố ý lưu lại con cờ, muốn lật đổ địa tâm vực, giết sạch thập đại thiên quân thế gia người. Người toàn bộ chết sạch, dĩ nhiên là sẽ không lại có người phi thăng, chia cắt đi khí vận của hắn. Điều này thật sự là vô cùng điên cuồng. Vô cùng hung ác kế hoạch, lang tử dã tâm, vì tư lợi, tàn bạo cay độc ý, thiên hạ không ra hắn yêu thích. Coi như là đế thích thiên tâm ma thẩm phán kế hoạch, cũng không có vạn khư lão tổ đức dễ tuyệt nguyên ác độc như vậy. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cũng là ra đầu tê dại, cả người run sợ. Diệp Phúc nói, vạn khư lão tổ là một cái thuần túy đại ma đầu, cực kỳ hung ác, luân hồi chi chủ, người muốn cùng hắn đối kháng, đó là một con đường chết, bất quá. Lấy người khí vận, đối kháng cân nhắc quyết định đứng đầu, vẫn là có rất lớn cơ hội. Ở Diệp Phúc trong mắt,
Diệp Thần Đoạn không khả năng cùng Vạn Khư lão tổ đối kháng, tối đa chỉ có thể đối kháng cân nhắc quyết định đứng đầu. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng biết con đường phía trước từ từ, bây giờ muốn nói đối kháng Vạn Khư lão tổ sự việc, còn quá mức xa xôi. Vạn Khư lão tổ người này, liền Nhâm Phi Phàm đều phải kiêng kỵ ba phần, không dám bại lộ. Lấy Vạn Khư lão tổ tính cách, là đạt mục đích, cha mẹ con cái, thân sư đồng môn, người trong thiên hạ đều có thể giết, cho nên ở ban đầu ảo cảnh kết cục bên trong, hắn thấy Nhâm Phi Phàm bại lộ, liều mạng cực hạn đổi một lần một, đều phải phái người cùng Nhâm Phi Phàm lấy mạng đổi mạng, tuyệt không lưu nửa điểm chỗ trống. Loại địch nhân này, dã man hung ác, tàn bạo tới cực điểm, cũng không xem Thái Thượng Thiên Nữ, hoặc là Nhâm Phi Phàm như vậy, có cao thủ gì tông sư khí độ, chỉ có thuần túy giết hại, thuần túy ác niệm, là thế gian hết thảy tà ác dã man đỉnh cấp. Như ta muốn đối kháng cân nhắc quyết định đứng đầu, vậy nên như thế nào? Diệp Thần cũng không nói đối kháng Vạn Khư lão tổ chuyện, bây giờ còn chưa phải lúc, chỉ hỏi như thế nào đối phó cân nhắc quyết định đứng đầu. Diệp Phúc nói, muốn đối kháng cân nhắc quyết định đứng đầu, chỉ có thể dùng Cửu Thiên Thần Thuật. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói Cửu Thiên Thần Thuật. Diệp Phúc nói, không sai, Cửu Thiên Thần Thuật là giữa thiên hạ lợi hại nhất chín loại cao nhất nguyên thuật, nếu như muốn chu diệt cân nhắc quyết định đứng đầu, nhất định phải vận dụng Cửu Thiên Thần Thuật. Cân nhắc quyết định đứng đầu người này, biết Vạn Khư lão tổ lặp đi lặp lại vô thường, ngày hôm nay không giết hắn, tương lai ngày nào mất hứng, hắn vẫn là có thể bị giết chết. Cho nên, cân nhắc quyết định đứng đầu tàn sát thiên quân thế gia, là vì thu thập khí vận, cứu cực phi thăng. Thông thường phi thăng, đã không thỏa mãn được hắn, nếu như bình thường phi thăng tới thái thượng thế giới đi, Vạn Khư lão tổ một đầu ngón tay liền có thể giết chết hắn. Hắn phải làm, là xúc diệt tất cả thiên quân thế gia, thu thập địa tâm vực đại khí vận, mới có chiến thắng Vạn Khư lão tổ cơ hội. Hôm nay thập đại thiên quân thế gia, chỉ còn lại ba nhà, cân nhắc quyết định đứng đầu vì thí chủ chứng đạo, đối kháng Vạn Khư, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem còn thừa lại ba nhà vậy tàn sát. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, nguyên lai tài quyết đứng đầu cũng muốn đối kháng Vạn Khư, vậy chúng ta ngược lại là khác đường về cùng đích. Diệp Phúc nói, tuy nói khác đường về cùng đích, nhưng tuyệt không khả năng hợp tác, chỉ có sống chết gặp nhau, ai từ chàng chém giết này bên trong thắng, ai thì có phi thăng tới thái thượng thế giới, chân chính đối mặt Vạn Khư lão tổ tư cách. Diệp Thần nói, ta không có Cửu Thiên Thần Thuật, chỉ nắm giữ một môn giả thần thuật, tên là Đại Phong Lôi Bảo. Diệp Phúc nói, ngươi không có, nhưng Diệp gia có. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói thiên quân thế gia Diệp gia có Cửu Thiên Thần Thuật. Diệp Phúc nói, đúng vậy, Cửu Thiên Thần Thuật bên trong, uy lực xếp hạng thứ nhất, tên là Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, liền bí mật siêu tầm ở Diệp gia bên trong. Diệp Thần nói, Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, cái này thần thuật bí tịch liền ở Diệp gia sao? Ở nơi nào? Diệp Phúc trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ bi thương ảm đạm, nói Cửu Thiên Thần Thuật bí tịch quá chân quý, là núp ở triều đại Diệp gia gia chủ huyết mạch bên trong. Năm đó Diệp gia gia chủ bị Thánh Đường giết chết trước, âm thầm đem bí tịch truyền cho ta. Cửu Thiên Thần Thuật, này cùng Đại Thần Thông, chỉ cần hiện lên hậu thế, nhất định sẽ dung chuyển thiên cơ, chấn động thước nhân quả, bị người suy diễn phát hiện, căn bản không có thể ẩn núp ở. Duy nhất ẩn núp biện pháp, chỉ có núp ở trong huyết mạch, truyền thừa thuận tiện lấy huyết mạch truyền thừa. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì, nói, nếu như ta muốn tu luyện, thật là phải như thế nào? Diệp Phúc tịch mịch cười một tiếng, nói cái này đơn giản, chỉ cần ta cháy huyết mạch, là được đem bí tịch truyền thụ cho ngươi. Diệp Thần trong lòng giật mình, trầm mặc xuống. Cái này cháy huyết mạch, truyền thừa thần thuật biện pháp, hiển nhiên là muốn hy sinh tánh mạng. Diệp Phúc nói, cái này Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, ở Cửu Thiên Thần Thuật xếp hạng thứ nhất, vạn cổ tới nay, chỉ có đứng đầu nhất thiên tài, mới có một chút may mắn luyện thành, một khi luyện thành, một trưởng là được oanh phá vạn giới vũ trụ. Thần uy mạnh, thật là khó có thể tưởng tượng, như ngươi muốn tu luyện, phải đáp ứng ta một chuyện. Diệp Thần nói, tiền bối mời nói. Diệp Phúc nói, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết cân nhắc quyết định đứng đầu. Cầm hắn cho cốt, đến ta trước mộ phần tế bái, lấy an ủi năm đó thiên quân thế gia Diệp gia cả nhà trên dưới, bị tàn sát mấy triệu người anh linh. Hắn lời nói này khí kịch liệt, gương mặt nếp nhăn không ở lay động, hiển nhiên nhớ lại vô cùng thảm thiết kinh khủng nhớ lại. Năm đó, Diệp gia là địa tâm vực thiên quân thế gia, lãnh thổ thế lực thật lớn, hạch tâm tộc nhân cùng dòng thứ,
số người cộng lại ước chừng có mấy triệu. Mà nhiều người như vậy, toàn bộ bị cân nhắc quyết định thánh đường giết tuyệt, có thể tưởng tượng được năm đó chiến đấu, có bao nhiêu ảm đạm khủng bố. Diệp Thần rung động trong lòng, vậy có thể cảm nhận được Diệp Phúc khắc cốt cừu hận, trịnh trọng chắp tay một cái, nói tiền bối mời yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng, Chu Diệt cân nhắc quyết định đứng đầu, là Diệp gia cả nhà trả thù. Diệp Phúc nhìn Diệp Thần thành khẩn chân thành hình dáng, khẽ vuốt cằm nói, rất tốt, truyền thuyết luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, luân hồi chi chủ có thiên hạ lớn nhất khí vật, ngươi như chịu ra tay, dự đoán vậy cân nhắc quyết định đứng đầu hẳn cũng phải chết, chỉ là đối kháng cân nhắc quyết định đứng đầu, không thể liều lĩnh, tu được từ từ tính tới, coi như hao phí vạn năm, trăm nghìn năm, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, hết thảy đều là đáng. Luân hồi chi chủ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ẩn nhẫn, hai chữ. Chứ không thể lỗ máng, vậy đại thiên trọng lâu trưởng là thứ nhất thần thuật, vô cùng khó tu luyện, người vạn năm cũng chưa chắc có thể luyện thành, ta hiện đang truyền thụ cho ngươi, người thần công chưa thành trước, tuyệt không thể hướng cân nhắc quyết định đứng đầu ra tay. Nói xong, Diệp Phúc cầm Diệp Thần tay, tự thân huyết mạch bốc cháy. Hắn gầy yếu già nua trên thân thể, dâng lên một hồi tia máu. Máu kia mang bên trong, có một phiến phiến huyền ảo tu luyện khẩu quyết ký tự bay ra. Vậy ký tự bên trong, hàm chứa uy áp ngập trời, để cho người nhìn một cái, liền cảm giác hô hấp nghẹt thở. Năm cái sáng chói màu vàng ký tự, ở trong hư không lơ lửng, chính là đại thiên trọng lâu trưởng năm chữ. Thế giới vô biên, vạn tầng trọng lâu khoáng đạt khí tượng, loáng thoáng, ở Diệp Phúc sau lưng mở ra. Đó là đại thiên trọng lâu trưởng thần thông khí tượng, môn thần thông này là thứ nhất thần thuật, khí tượng đặc biệt sợ rằng, thế giới vô biên chìm nổi. Chư thiên vũ trụ hội tụ một trường này nếu như luyện thành, bạo đánh ra, không có người có thể ngăn trở. Diệp Thần trong tròng mắt mang vô cùng rung động thần sắc, nhìn vậy đại thiên trọng lâu trưởng tu luyện khẩu quyết. Luân hồi chi chủ, đại thiên trọng lâu thần thông, hôm nay liền truyền thừa cho ngươi, ngươi thật tốt trân trọng. Diệp Phúc khóe miệng bên trong hiện ra thư thái nụ cười, cả người huyết mạch hoàn toàn cháy, tia máu bơm vào đến Diệp Thần trong kinh mạch. Oanh! Diệp Thần kinh mạch nổ tung, thoáng chốc tới giữa, liền cảm thấy có hai môn vô cùng khoáng đạt thần thông, giống như thể hồ quán đỉnh vậy tràn vào. Cái này hai môn thần thông, một môn là đại thiên trọng lâu trưởng, khác một môn kêu tiểu trọng lâu trưởng. Đại thiên trọng lâu trưởng uy thế quá đáng sợ, lấy Diệp Thần võ đạo nội tình, cũng không khả năng trong thời gian ngắn luyện thành. Cho nên, muốn lĩnh ngộ đại thiên trọng lâu trưởng mà nói, cần từ tiểu trọng lâu trưởng bắt đầu luyện dạy. Cái này tiểu trọng lâu trưởng, là từ đại thiên trọng lâu trưởng bên trong lột xác đi ra ngoài giả thần thuật, có một chút đại thiên bổn nguyên hơi thở. Trước luyện tiểu trọng lâu trưởng, đánh tốt căn cơ sau đó, mới có thể đi tiếp xúc chân chính đại thiên trọng lâu trưởng. Diệp Thần cảm ngộ một tí đại thiên trọng lâu trưởng khẩu quyết, chỉ cảm thấy phức tạp huyền ảo, phức tạp đến khó mà hình dung bước, chỉ là thoáng cảm ứng, liền cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, cơ hồ muốn nôn mửa ra. Đây chính là cửu thiên thần thuật sao? Quả nhiên lợi hại. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, quả nhiên là không giống vật thường. Nghĩ lúc đó, Nhâm Phi phàm tu luyện Hy Hoàng Lôi Ấn, vậy hao phí không biết bao nhiêu năm thời gian, không biết đống nhiều ít tài nguyên và tâm huyết, cuối cùng mới rốt cục luyện thành. Mà đại thiên trọng lâu trưởng, là xếp hạng thứ nhất thần thuật, so Hy Hoàng Lôi Ấn còn kinh khủng hơn lợi hại được nhiều, tu luyện độ khó tự nhiên cũng là tăng vọt. Diệp Thần có một loại cảm giác, coi như đem môn thần thông này, cầm đi giao cho Nhâm Phi Phàm, lấy Nhâm Phi Phàm thiên phú thực lực, sợ rằng vạn năm bên trong, cũng khó mà luyện thành. Như vậy nghịch thiên thần thông, ta muốn tu luyện như thế nào? Diệp Thần hoàn toàn bối rối, cái này đại thiên trọng lâu trưởng quá đáng sợ, uy lực kinh thiên, nhưng tu luyện độ khó cũng là kinh thiên, hắn tự nghĩ mấy chục ngàn trong năm, tuyệt không luyện thành có thể. Nếu như không luyện được đại thiên trọng lâu trưởng, muốn chém chết cân nhắc quyết định đứng đầu, vậy đơn giản là khó hơn lên trời. Thôi, trước từ tiểu trọng lâu trưởng bắt đầu. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, thu liễm tạp niệm trong lòng. Ngàn dặm chuyến đi, mới tại dưới chân, vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy. Nếu đại thần thông không luyện được, vậy thì từ chỗ nhỏ bắt đầu. Diệp Thần yên lặng tĩnh tâm, cảm ngộ tiểu trọng lâu trưởng diệu pháp. Tiểu trọng lâu trưởng là giả thần thuật. Mặc dù vậy phức tạp tinh vi, nhưng so với chân chính đại thiên trọng lâu trưởng, dĩ nhiên là đơn giản nhiều. Lấy Diệp Thần thiên phú nội tình, lĩnh ngộ tích chữ muốn một lần,
hô hấp tới giữa, thì đã luyện thành. Phịch! Hắn một chưởng đánh ra, sau lưng loáng thoáng, có một cái tiểu thiên thế giới hiện lên, thế giới bên trong lại có vạn nặng cao lầu nguy nga khí tượng. Một chưởng này liền xen lẫn thế giới trọng lâu uy mãnh khí thế, cuồng đẩy ra, đem được phía trước không gian, từng tầng một đánh được nổ tung nghiền, tiếng sấm đại tác. Uy lực không tệ. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ gật đầu một cái, nếu như lúc này, hắn lại đi cùng Lã Phong loại cấp bậc này cao thủ đối chiến, một chưởng đánh ra, là được đem người đánh chết. Từ trạng thái tu luyện bên trong đi ra ngoài, Diệp Thần suy nghĩ lần nữa trở lại thực tế, nhưng gặp di tích phế tích bên trong, phong vũ linh thụ như cũ đứng sừng sững, lông vũ vậy lá cây lắc lắc, Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên, còn có vậy mấy chục cái cô gái xinh đẹp, như cũ cung kính quỳ xuống đất, khấn cầu tế bái. Mới vừa nơi này sự tình phát sinh, các nàng cũng không biết, hiện tại các nàng đều là phong vũ linh thụ tín đồ, ngang hàng là nô lệ vậy tồn tại. Diệp Thần thừa kế Diệp Phúc huyết mạch, chính là phong vũ linh thụ chủ nhân, những thứ này thiếu nữ xinh đẹp cửa, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế, trong lòng cũng biết được rất nhiều phong vũ linh thụ và Diệp gia nhân quả. Năm đó cân nhắc quyết định đứng đầu, xúc diệt thiên quân thế gia, cái đầu tiên đối phó, chính là Vạn Khư thế gia, đợi giết sạch Vạn Khư lão tổ tộc nhân, hắn liền đem mũi dùi chỉ hướng Diệp gia. Diệp gia phong vũ linh thụ, vô cùng là cường hãn, là thập đại thần thụ bên trong, duy nhất một bụi có tinh thần độ hóa hiệu quả thần thụ. Năm đó cân nhắc quyết định thánh đường đệ tử, không biết lại có bao nhiêu người, bị phong vũ linh thụ độ hóa, trở thành con rối. Diệp gia tiêu diệt sau đó, Diệp Phúc mang bụi cây này thần thụ, ẩn núp vào Yên Vân Tử Giới. Trong mấy trăm ngàn năm, có không ít người mạo hiểm xông vào Yên Vân Tử Giới, muốn cướp lấy phong vũ linh thụ. Nhưng cuối cùng, những người này, toàn bộ bị phong vũ linh thụ độ hóa. Người đàn ông không tốt điều khiển, có thể sẽ có lần nữa thức tỉnh nguy hiểm, Diệp Phúc vì an toàn, đem nam toàn bộ giết chết, nữ lưu lại cung phụng thần thụ. Cho nên phong vũ linh thụ chung quanh, vậy còn quấn mấy chục cái cô gái xinh đẹp, toàn bộ là triều đại tới nay, muốn cướp lấy phong vũ linh thụ người, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần huyết mạch cùng Diệp gia tương tự, cũng không có bị phong vũ linh thụ tổn thương. Diệp Thần nhìn vậy phong vũ linh thụ, hồi tưởng Diệp Phúc một người làm, lẻ loi cố thủ nơi đây, thần bảo vệ cây, chờ đợi phá cuộc người cảnh tượng, không khỏi có chút thổn thức. Gió vũ quay về linh, nhập ta suối vàng, thu. Diệp Thần vung tay lên, đem phong vũ linh thụ thu vào hoàng tuyển thế giới bên trong, vậy mấy chục cái thiếu nữ xinh đẹp cũng bị thu vào, tiếp tục đảm nhiệm thần thụ tín đồ, dưới tảng cây khấn cầu tế bái. Mà Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên, Diệp Thần dĩ nhiên là tỉnh lại các nàng. Hai cô gái tỉnh lại, thấy mình lại quỳ xuống đất, Diệp Thần ở trước mặt mỉm cười ngắm nhìn, không khỏi kinh hãi. Diệp đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Hàn Hy bỗng nhiên đứng lên, quỳ thời gian quá lâu. Lập tức đứng dậy, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào ở Diệp Thần trong ngực. Trấn tĩnh điểm. Diệp Thần đỡ Mạc Hàn Hy thân thể, nói. Mạc Hàn Hy ngắm nhìn bốn phía, không gặp một người, vậy phong vũ linh thụ cũng không thấy, rất kinh ngạc, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Diệp gia phong vũ linh thụ đâu. Tiểu Huyên cũng đứng lên, giống vậy hiếu kỳ nói, đúng vậy, Diệp Thần ca ca, phong vũ linh thụ đi nơi nào. Chúng ta mới vừa có phải hay không bị phong vũ linh thụ mê hoặc. Diệp Thần nói, phong vũ linh thụ đã bị ta thu lấy, nơi này nhân quả chấm dứt, chúng ta hãy nhanh lên một chút chạy tới địa tâm miếu cho thỏa đáng. Cửu thiên thần thuật sự việc, liên lụy quá lớn, Diệp Thần tự nhiên không thể nào nói, chỉ là nói đơn giản mình đã thu phục phong vũ linh thụ. Mạc Hàn Hy thấy chung quanh có không gian bể dấu vết, chỉ lấy là mới vừa nơi này xảy ra đánh nhau, trong đầu nghĩ Diệp Thần là đi qua kịch chiến. Thu phục phong vũ linh thụ, cũng chỉ không hỏi thêm nữa. Nàng nơi nào nghĩ đến, cái này không gian bể dấu vết, là Diệp Thần diễn luyện tiểu trọng lâu trưởng tạo thành. Tiểu Huyên nháy con mắt, nói, Diệp Thần ca ca, chúng ta mới vừa thần trí không rõ thời điểm, người không có làm chuyện khác chứ. Nàng xem mình quần áo, lại nhìn xem Mạc Hàn Hy quần áo, cũng không có gì xốc xếch hình dáng, liền thoáng yên tâm. Mạc Hàn Hy gò má một đỏ. Nói, ngươi con mèo nhỏ này nữ, nói nhăng gì đấy, Diệp đại ca không phải loại người này. Thật ra thì ở nàng trong lòng, nhưng ước gì Diệp Thần ẩu tả điểm tốt hơn. Diệp Thần dở khóc dở cười, chợt sắc mặt chuyển là ngưng trọng, nói, đi nhanh một chút đi, mọi người cũng đang chờ chúng ta trở về.
hắn ngưng thần cảm ngộ chốc lát, liền cảm ứng được địa tâm miếu vị trí, lúc này dẫn đường đi. Lúc đầu Diệp Thần thừa kế Diệp Phúc huyết mạch, cũng biết địa tâm miếu chỗ. Diệp Phúc ở Yên Vân Tử giới ẩn núp mấy trăm ngàn năm, tự nhiên rất rõ ràng các nơi địa thế phân phối, Diệp Thần thừa kế nhân quả, rốt cục thì rõ ràng biết địa tâm miếu ở nơi nào. Mạc Hàn Hy nói, Diệp đại ca, người biết địa tâm miếu ở nơi nào không? Diệp Thần gật đầu một cái, nói, ừ, các ngươi cùng ta tới. Vừa nói liền dẫn Mạc Hàn Hy, Tiểu Huyên hai người, đi tây bên đi. Dọc theo đường đi, tầng tầng hôi vụ chướng khí như cũ nồng nặc, nhưng Diệp Thần có phong vũ linh thụ bảo vệ, thần thụ nếp sống thổi một cái phất đi ra ngoài, tất cả hôi vụ toàn bộ tản đi. Cái này phong vũ linh thụ cắm rễ ở Yên Vân Tử giới mấy trăm ngàn năm, đã sớm cùng địa mạch linh khí dung hợp, nơi để xua tan hôi vụ đặc biệt thuận lợi. Cái này phong vũ linh thụ, còn có đặc thù phong thuộc tính linh khí, có lẽ có thể trợ giúp ta phong bi lột xác. Diệp Thần trong lòng nghĩ ngợi, phong vũ linh thụ có đậm đà tinh thuần nếp sống, có lẽ có thể kích thích phong bi, làm phong bi lột xác viên mãn. Bất quá, hiện tại Diệp Thần vậy không thời gian tu luyện hấp thu, chỉ có thể tạm thời đè xuống cái ý nghĩ này. Có cái này phong vũ linh thụ bảo vệ, Diệp Thần ba người một đường đi tới trước, trên đường không có gì ngoài ý muốn phát sinh, rất nhanh đi tới phía tây một ngọn núi trước. Ngọn núi này, hắc vụ bao phủ, yêu phong từng cơn, trên núi tầng tầng âm phong sương mù, đặc biệt phong phú, phong vũ linh thụ lại có thể không thể tan ra. Diệp đại ca, đã tới chưa? Mạc Hàn Hy có chút tò mò nhìn phía trước, nàng cảm giác được phía trước tràn đầy nguy hiểm, thậm chí không hy vọng Diệp Thần tùy tiện đi trước. Diệp Thần tự nhiên cũng là cảm giác được một ít nguy hiểm, nhưng sứ mạng của hắn để cho hắn không thể lùi bước, chính là gật gật đầu nói, đến, vậy địa tâm miếu liền núp ở trong núi. Một bên Tiểu Huyên nói, ở nơi này tòa trong núi sao? Nhưng là phải làm sao đi vào? Trên núi hôi vụ mây đen, yêu phong chướng khí, xa xo bên ngoài nồng nặc, vừa thấy cũng biết tràn đầy nguy hiểm, nếu như tùy tiện đặt chân đi vào, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thần cười một tiếng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lãnh đạm gương mặt viết đầy tự tin, nói ta có biện pháp. Dừng một chút, Diệp Thần âm thầm chuẩn bị tố sắc vân giới kỳ, lại không có lỗ mãng động thủ, mà là chắp tay cao giọng kêu lên, cân nhắc quyết định thánh đường vây giết ba tộc nguy ở một sớm một chiều, mời Mạc gia lão tổ, Lâm gia lão tổ, Hồng gia lão tổ ba vị tiền bối rời núi, cứu vãn sóng cuồng. Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên nhìn nhau, vậy học Diệp Thần hình dáng. Hướng trong núi gọi to, mời lão tổ rời núi. Ba người kêu một hồi, trên đỉnh núi gió nổi mây vần, yêu sương mù cuồn cuộn, nhưng cũng không có người đáp ứng. Diệp Thần lần nữa lớn tiếng nói, mời lão tổ rời núi. Nếu không ba tộc hôm nay diệt vong vậy. Dãy núi bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo hồng trung đại lữ vậy tiếng kêu, nói, nhân quả tồn vong, tự có số trời, diệt tộc liền diệt tộc. Người chờ trở về đi thôi, ba vị lão tổ tuyệt không rời núi. Đây là nhân quả, xin không muốn quá nhiều dây dưa, nếu không, người chờ sống chết không biết. Nghe được cái này câu trả lời thanh âm, Diệp Thần trong lòng rét một cái. Mạc Hàn Hy cắn răng, nói, lần này phiền toái, lão tổ lại có thể không chịu rời núi, xem ra là có tráng sĩ đoạn cổ tay, khí xa bảo xuất ý. Mạc gia, Lâm gia, Hồng gia ba tộc, thật ra thì cốt lõi nhất thế lực. Chính là ba vị này lão tổ. Chỉ cần ba vị lão tổ bất diệt, thì có giết ngược thánh đường có thể. Hiển nhiên, hiện tại ba vị này lão tổ, cũng không muốn rời núi, ngồi nhìn ngoại giới ba diệt tộc mất, cũng không muốn bại lộ tự thân nhân quả. Bọn họ ẩn núp ở chỗ này, rõ ràng cho thấy có lớn bố trí, coi như hy sinh bên ngoài tại tất cả người, chỉ cần có thể gìn giữ tự thân, thì có giết ngược thánh đường cơ hội. Diệp Thần trầm giọng nói, đây không phải là tráng sĩ đoạn cổ tay, cái này phán đoán là vận mệnh. Bên ngoài ba tộc người, cộng lại đâu chỉ triệu, lại muốn hy sinh nhiều người như vậy, Diệp Thần quả quyết không cách nào tiếp nhận. Mạc Hoàng Tể và Lâm Thiên Tiêu cũng ở bên kia, Diệp Thần từ không muốn nhìn bọn họ chết đi. Diệp Thần con người đông lại một cái, biết mình không có lựa chọn, bước ra một bước, cao giọng nói, ba vị lão tổ nếu không chịu rời núi, vãn bối liền đắc tội. Nói xong, Diệp Thần sử dụng tố sắc vân giới kỳ, linh khí thúc dục, trong thoáng chốc thụy khí nhô lên. Ngay tại lúc này, thần kỳ một màn xảy ra, chỉ gặp trên núi yêu phong sương mù dày đặc, toàn bộ bị tố sắc vân giới kỳ hấp thu. Ngay chớp mắt,
cả ngọn núi rút đi sương mù dày đặc, hiện ra thanh linh xinh đẹp sơn thủy phong mạo. Sườn núi bên trên, xây dựng trước một tòa phong cách cổ xưa miếu thờ, mơ hồ có thể gặp bảng hiệu bên trên, in địa tâm miếu ba chữ, chính là ba vị lão tổ địa phương ẩn cư. Ai yêu, Diệp thần ca ca, người pháp bảo này thật đúng là lợi hại. Tiểu Huyên thấy khắp núi sương mù dày đặc tiêu tán, hơi có điểm ngạc nhiên nhìn vậy tố sắc vân giới kỳ. Vậy tố sắc vân giới kỳ, không hổ là tiên thiên năm phương cờ một trong, khu tai trừ tà, quét dọn yêu phong sương mù dày đặc hiệu quả, vô cùng mạnh mẽ, lập tức liền trả giữa trời đất một cái trời đất sáng trưng. Tố sắc vân giới kỳ, pháp bảo này làm sao ở sẽ nơi đây? Tu Di, người mau đi ra xem. Địa tâm miếu bên trong, vang lên một đạo già nua thanh âm kinh ngạc, tựa hồ ẩn cư ở nhân vật bên trong, vậy bởi vì tố sắc vân giới kỳ xuất hiện, mà cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lão tổ, cả người phi cà sa, tay trái nặn Phật châu, tay phải cầm kim chày, mặt đầy kim cương trừng mắt, bảo tương uy vũ tăng nhân, lớn bước ra ngoài, ngự gió bay xuống đến Diệp thần trước mặt. Các ngươi là người nào? Tiểu tử, ngươi thì là người nào? Pháp bảo này từ đâu tới? Tăng nhân kia kim cương đâm trên đất một lần, kim thạch vang dội, nghiêm nghị quát hỏi nói. Diệp đại ca, hắn là hầu hạ ba tộc lão tổ Tu Di Thánh Tăng, tu vi thái chân cảnh cửu tầng thiên. Mạc Hàn Hy nhẹ nhàng kéo Diệp thần vạt áo, hướng hắn đạo minh tăng nhân kia lai lịch. Lúc đầu ba tộc lão tổ, ở ẩn cư này, Tu Di Thánh Tăng chính là người hầu. Một cái thái chân cảnh cửu tầng thiên cao thủ, cần cam nguyện ở chỗ này đảm nhiệm người hầu. Có thể gặp vậy ba tộc lão tổ mạnh mẽ. Nguyên lai là Tu Di Thánh Tăng, vãn bối Diệp Thần, gặp qua Thánh Hòa Thượng. Diệp Thần chắp tay, hướng Tu Di Thánh Tăng thi lễ một cái. Vậy Tu Di Thánh Tăng trầm giọng nói, là bên trong dài dòng lễ phép liền không cần, mau nói ra pháp bảo này lai lịch. Năm phương thánh địa tiêu diệt sau đó, tiên thiên năm phương cờ rơi vào cân nhắc quyết định thánh đường trong tay, hiện tại nhưng xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, cho nên Tu Di Thánh Tăng giọng rất nhiều nghiêm nghị chất vấn ý. Diệp thần nói, pháp bảo này là ý ta bên ngoài nơi được. Lập tức liền đem cân nhắc quyết định đứng đầu, len lén ở Yên Vân Tử giới bên trong, mai phục tố sắc vân giới kỳ, muốn điều tra ba vị lão tổ vị trí chuyện, đơn giản nói một lần. Vậy Tu Di Thánh Tăng bộ dạng sợ hãi kinh hãi, lại không có cân nhắc quyết định đứng đầu sau lưng, lại có như thế một tay kế hoạch. Địa tâm miếu bên trong, cũng có một đạo ngưng trọng thanh âm già nua truyền ra, cân nhắc quyết định đứng đầu ám chúng mai phục pháp bảo, ngay cả chúng ta cũng không phát hiện, người thằng nhóc này là làm sao phát hiện. Sau đó là đạo thứ hai thanh âm già nua, người này khí vận ngút trời, tuyệt không phải phổ thông người. Cuối cùng đạo thứ ba thanh âm vang lên, thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Mau mau hãy xưng tên ra. Diệp thần suy nghĩ chuyển động, dưới mắt thời gian cấp bách, tình thế nguy cấp. Muốn mời ba vị lão tổ rời núi, cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt không thể. Vãn bối Diệp thần, kiếp trước là luân hồi chi chủ. Dừng một chút, Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, nhưng là không có lại cất giữ cái gì, mà là thả ra tự thân huyết mạch hơi thở, luân hồi uy áp, tựa như sóng gió kinh hoàng vậy mãnh liệt ra. Tu Di Thánh Tăng kinh hãi lui về phía sau ba bước, một mặt ngạc nhiên. À, luân hồi chi chủ. Địa tâm miếu bên trong. Ba vị lão tổ la thất thanh, khó mà tin tưởng một màn trước mắt. Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể tự động hiển lộ thân phận. Diệp Thần cất cao giọng nói, không hồng rừng ba nhà sắp bị diệt tới nơi, ba vị lão tổ, xin các ngươi hãy rời núi cứu giúp. Hắn lần này hiển lộ ra luân hồi huyết mạch, giọng nói vậy lộ vẻ được khoáng đạt minh mông, vô cùng cái uy nghiêm, tựa như không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh vậy. Luân hồi chi chủ đích xác là kinh thiên nhân vật, nhưng người thằng nhóc này, chỉ là một chuyển thế người, chưa chắc có kiếp trước luân hồi phong tư, Tu Di, ngươi lại thử một chút hắn võ đạo thần thông. Địa tâm miếu có hoài nghi thanh âm truyền ra. Tu Di Thánh Tăng lấy lại bình tĩnh, hơi có điểm phòng bị cùng ngưng trọng nhìn Diệp Thần, sau đó mãnh liệt huy động chảy kim cang, quay đầu hướng Diệp Thần đầu đánh xuống, quát lên. Thằng nhóc, để cho bần tăng xem ngươi thực lực. Hắn cái này một cái mãnh kích, mặc dù không có dụng hết toàn lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Phải biết, cái này Tu Di Thánh Tăng, nhưng mà thái chân cảnh cửu tầng thiên cao thủ, mà Diệp Thần chỉ là thủy nguyên cảnh bảy tầng thiên mà thôi, hai người cảnh giới tu vi chênh lệch to lớn.
Tu Di Thánh Tăng vì thí nghiệm Diệp Thần, lực lượng cực kỳ khủng bố, trái kim cang mang theo mãnh liệt cương phong, như muốn tan biến hết thảy vậy, thanh thế thật lớn. Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên thấy một kích này, đều là ai yêu một tiếng hô kêu, bị cương phong sở kích, không khỏi lui về phía sau ba bước. Cương phong xông tới mặt, Diệp Thần tóc cũng bị kích được cuốn lên, hắn biết cái này khảo nghiệm, quan hệ đến luân hồi chi chủ danh tiếng, tuyệt đối không cho sơ thất. Có thể mình căn bản không có đối kháng thái chân cảnh cửu tầng thiên tư cách nha. Linh Hải Nhi, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần thanh âm truyền về Hoàng Tuyền thế giới bên trong đi, quát lên. Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Linh Hải Nhi tay cầm địa tâm Diệt Châu, đang không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí. Địa tâm vực linh khí dư thừa, hắn tu luyện một đoạn thời gian sau đó, hơi thở đã khôi phục rất nhiều, lúc này nghe được Diệp Thần kêu gọi, lập tức thúc giục địa tâm Diệt Châu, đem từng cổ khí tức hủy diệt, bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Giao! Diệp Thần quanh thân châu quang tách thả ra, hạt châu kia ánh sáng bên trong, hàm chứa vô cùng là bá đạo hủy diệt chập chờn. Hủy diệt đạo ấn, mở! Diệp Thần một tiếng gầm thét, tay trái bạo giết ra. Trên bàn tay thanh long sa la linh khí quấn quanh, ngay chớp mắt bàn tay biến thành long chảo, vậy long chảo bên trên, mỗi một ngón tay, mỗi một phiến vảy rồng, cũng tóe ra vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt. Bảy tầng thiên hủy diệt đạo ấn, vào giờ khắc này mở đến mức tận cùng, phối hợp thanh long móng to, hung hăng đi Tu Di Thánh Tăng tim bắt đi. Vậy Tu Di Thánh Tăng cháy kim cang, đang đánh rơi hướng Diệp Thần đỉnh đầu, nhưng Diệp Thần nhưng không có chút nào chống đỡ ý. Một móng vuốt đâm thẳng Tu Di Thánh Tăng tim, hiện ra chưa từng có từ trước đến nay bá đạo khí thế. Thằng nhóc này điên rồi. Tu Di Thánh Tăng thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể không đỡ chiếc, vậy hắn một kích này rơi xuống đi, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, Diệp Thần long chảo, vậy sẽ xuyên qua tim hắn. Bề ngoài này xem ra, tựa hồ là lưỡng bại câu thương, lấy mạng đổi mạng lối đánh. Tu Di Thánh Tăng mặc dù có chiến thắng Diệp Thần tư cách, nhưng dĩ nhiên chẳng muốn lấy mạng đổi mạng, vội vàng thu hồi chảy kim cang, đi về trước một ô, chặn lại Diệp Thần Long Chảo. Diệp Thần Long Chảo, hung hăng bắt được chảy kim cang chui thân, quát lên, giở tay. Tu Di Thánh Tăng đầu vù vù đích một tiếng, tinh thần lại là có chút lay động. Lúc đầu Diệp Thần tiếng quát to này, âm thầm hỗn hợp phong vũ linh thụ hơi thở, phong vũ linh thụ có thể dung chuyển tinh thần. Tu Di Thánh Tăng tạm thời không xem kỹ, nhất thời chúng chiêu. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, dùng sức một đoạt, cướp đoạt qua Tu Di Thánh Tăng binh khí, đem chảy kim cang nắm trong tay. Hai người giao phong, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt, làm người ta hoa cả mắt. Tu Di Thánh Tăng binh khí bị đoạt, không khỏi trong lòng chợt lạnh, sau đó nhiệt huyết dâng trào, mặt đỏ bừng tức giận. Đa tạ. Diệp Thần bình tĩnh lui về phía sau một bước. Hắn mới vừa thấy mặt, liền liều mạng lối đánh lưỡng bại câu thương, thật ra thì cũng không phải là lỗ mãng, mà là hắn có trần bia hộ thể, đủ để ngăn trở Tu Di Thánh Tăng một kích chí mạng, cũng sẽ không thật ngọc đá cùng vỡ. Đỉnh hơn cũng là trọng thương, nhưng coi như trọng thương, chỉ cần có một chút hơi thở tồn tại, hắn là có thể bằng vào mình kinh khủng sinh mệnh lực cùng với linh bia hồi phục. Cái này giao phong ngắn ngủn bên trong, Diệp Thần nhìn như ung dung, thực thì tiếp liền vận dụng địa tâm Diệt Châu. Thanh long sa la cây, phong vũ linh thụ ba lá bài tẩy, linh khí tiêu hao thực không nhẹ. Mạc Hàn Hy cùng Tiểu Huyên xem được kinh tâm động phách, không nghĩ tới Diệp Thần lại cường đại đến tình cảnh này, thái chân cảnh cửu tầng thiên cao thủ, lại có thể vừa đối mặt, bị hắn cướp đi binh khí. Bần tăng còn không sa sút, cần gì phải ngươi tới đa tạ. Tu Di Thánh Tăng giận dữ, mặc dù binh khí bị đoạt, nhưng hắn cũng không cam lòng sa sút, nói cho cùng. Hắn mới vừa chỉ là tạm thời sơ sót khinh thường thôi. Nếu như nghiêm túc chiến đấu, lấy hắn thái chân cảnh cửu tầng thiên thực lực, không thể nào như thế tùy tiện, liền bại bởi Diệp Thần. Hô! Tu Di Thánh Tăng một trưởng đánh ra, vận chuyển toàn thân công lực, mãnh kích hướng Diệp Thần ngực. Lần này hắn thức tỉnh 12 phần tinh thần, nghiêm phòng Diệp Thần lại dùng cái gì phong vũ linh thụ thủ đoạn, quấy nhiễu hắn đạo tâm. Tâm vô bàng vụ, toàn bộ tinh thần chăm chú dưới. Tu Di Thánh Tăng một trưởng này vô cùng là hung mãnh, xa so mới vừa lợi hại hơn được hơn. Diệp Thần sắc mặt hơi ngưng trọng, hắn và Tu Di Thánh Tăng tới giữa, cảnh giới chênh lệch cuối cùng quá lớn, thái chân cảnh cửu tầng thiên cao thủ, nơi nào có như thế dễ dàng đối phó. Mới vừa hắn có thể trước lên tiếng áp đảo người, giành lại Tu Di Thánh Tăng binh khí,
thật sự là dựa vào địa tâm Diệt Châu, Thanh Long Sa La cây vân. Vân rất nhiều lá bài tẩy, còn có một chút vận khí. Lúc này đối mặt Tu Di Thánh Tăng không có chút nào xinh đẹp một trưởng, Diệp Thần cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Huyền Tiên Tử, Sóc Lão, cho ta một chút lực lượng. Tiểu Trọng Lâu trưởng, phá. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần đầu óc bên trong hiện ra tiểu thiên thế giới, Trọng Lâu điệp điệp cổ xưa hình ảnh, toàn thân linh khí điều động, gào thét một trưởng cuồng chụp ra, cùng Tu Di Thánh Tăng cứng đối cứng. Cũng may Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão một chút lực lượng, vậy ngay tức thì hội tụ đến toàn thân. Cái này làm cho Diệp Thần giờ phút này thi triển tiểu trọng lâu trưởng càng thêm khủng bố. Phịch! Hai người bàn tay, hung hăng đụng vào nhau, nhất thời kích thích khí lãng khổng lồ, làm được chung quanh không gian từng tầng một sụp đổ nổ tung, rối rít bể tan tành. Ở Diệp Thần sau lưng, loáng thoáng, có cổ xưa trọng lâu ảo ảnh nổi lên, hào hùng nguyên thuật uy nghiêm, ở hắn lòng bàn tay điên cuồng bùng nổ. Đây là tiểu trọng lâu trưởng, xếp hạng thứ nhất giả thần thuật. Tu Di Thánh Tăng trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng trưởng lực gào thét tới, cánh tay xương cốt rắc rắc sát nổ vang, lại có thể bị ngay tức thì đánh gãy. Phốc xích. Sau đó, Tu Di Thánh Tăng há mồm cuồng phún máu tươi, nội tạng đã gặp đến Diệp Thần trưởng lực đánh vào, được chấn động nghiêm trọng, hô hấp tới giữa có chút không yên, nhưng cũng không coi là quá nghiêm trọng. Nhưng mà Tu Di Thánh Tăng rất rõ ràng, nếu như mình không gợi lên 12 phần tinh thần, lần này bị thương sẽ cực kỳ nặng. Đạp đạp đạp. Diệp Thần cũng là chật vật lui về phía sau ba bước, gương mặt hơi trắng bệch, một hơi đỏ bừng máu tươi khạc ra, hiển nhiên vậy được không nhỏ chấn động. Tu Di Thánh Tăng dẫu sao là thái chân cảnh cửu tầng thiên cao thủ, Diệp Thần coi như mượn dùng Huyền Tiên Tử và Sóc Lão lực lượng vận dụng tiểu trọng lâu trường, vậy tối đa chẳng qua là cho đối phương hợp lại cái lưỡng bại câu thương mà thôi. Diệp đại ca. Mạc Hàn Hy hoảng vội vàng tiến lên đỡ Diệp Thần. Tiểu Huyên vậy chạy tới đỡ Diệp Thần, nhỏ tay cầm Diệp Thần bàn tay, đem tự thân linh khí bơm vào đi vào, thay Diệp Thần chậm tách ra thương thế. Cái này một tí giao phong, Diệp Thần và Tu Di Thánh Tăng lưỡng bại câu thương, nhưng Diệp Thần tình trạng, nhìn như so Tu Di Thánh Tăng thật tốt hơn nhiều. Thắng bại rõ ràng cho thấy Diệp Thần thắng. Tiểu Trọng Lâu trưởng. Không nghĩ tới cái này xếp hạng thứ nhất giả thần thuật, mà lại ở trên tay ngươi. Tu Di Thánh Tăng ho khan hai tiếng, móc ra một viên chữa thương đan dược uống vào, miễn cưỡng điều thuận khí tức, ánh mắt mang theo rung động cùng kinh hãi dị nhìn Diệp Thần. Vậy tiểu trọng lâu trưởng, là từ đại thiên trọng lâu trưởng bên trong diễn hóa ra tới giả thần thuật, đại thiên trọng lâu trưởng xếp hạng thứ nhất, cái này tiểu trọng lâu trưởng ở giả thần thuật bên trong, tự nhiên cũng là xếp hạng thứ nhất. Tu Di Thánh Tăng lại không nghĩ rằng, lúc đầu Diệp Thần lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần thông, vậy hắn coi như sa sút, vậy bại được không oan uổng, tâm phục khẩu phục. Bất quá, hắn cũng rất rõ ràng, thủ đoạn như vậy, Diệp Thần rất khó ở thời gian ngắn thi triển lần thứ hai, mình nếu là động thủ nữa, Diệp Thần tất nhiên sẽ bại. Địa tâm miếu bên trong, nhưng là yên tĩnh. Vậy ba vị lão tổ, tựa hồ vậy là Diệp Thần thần thông, cảm thấy rung động. Oanh! Yên tĩnh hồi lâu, địa tâm miếu cửa mở ra, ba đạo tinh mang nổ bắn ra ra, rơi xuống đất hiển hóa ra ba vị lão tổ thân hình. Ba vị này lão tổ, đều là tóc bạc hoa râm, tướng mạo gầy gò, pháp tướng uy nghiêm. Trung ương một người, ngồi ngay thẳng địa ngục khô lâu vương tòa, cả người ma diễm vạn trượng, khí tức hủy diệt dày đặc, xem hình dáng là hồng gia lão tổ. Ở bên tay trái hắn, là cái Phật quang hòa hợp, ngồi ngay thẳng thất bảo đài sen ông già. Có tiểu thừa Phật pháp khí tượng, hiển nhiên là Lâm gia lão tổ. Bên tay phải bên người nọ, thì ngồi ngay thẳng đạo gia Bồ Đoàn, tiên phong đạo cốt, ẩn nhiên có kiếm khí bay hoàng lững lờ quanh thân, muốn đến là Mạc gia lão tổ. Ta là Hồng gia đời thứ ba lão tổ, Hồng Bi Trần. Mạc gia đời thứ ba lão tổ, Mạc Thanh Huyền. Lâm gia đời thứ ba lão tổ, Lâm Pháp Minh. Ba vị lão tổ ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, mỗi người nói lên danh hiệu. Giọng hiện ra tôn trọng ý, rõ ràng cho thấy biết luân hồi huyết mạch lợi hại, đối với Diệp Thần không có khinh thị chi tâm. Bọn họ ba người, đều là đệ tam đại lão tổ, đệ nhất lão tổ toàn bộ viên mãn phi thăng, trở thành thái thượng thế giới nhân vật lớn, nhị đại lão tổ chết ở cân nhắc quyết định thánh đường trong tay, bọn họ chính là đệ tam đại. Năm đó thời đại thái cổ, chém giết chiến loạn quá thảm thiết, thập đại thiên quân thế gia, tất cả nhị đại lão tổ toàn bộ tử trận. Thập đại thần thụ bị hủy diệt 7 cây,
chỉ còn lại Không Hồng Rừng ba tộc, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn, đem đạo thống truyền thừa tiếp. Gặp qua ba vị lão tổ. Diệp Thần chắp tay, hướng ba người thi lễ. Truyền thuyết luân hồi chi chủ hùng bá chư thiên, ngươi lại luyện thành tiểu trọng lâu trường, quả nhiên không giống vật thường. Hồng gia lão tổ Hồng Bi Trần mở miệng, hắn tựa hồ là ba tộc lão tổ đứng đầu, cả người ma quang chấp động gian, ma uy như ngục, xương trắng âm khí dày đặc, thực lực hiển nhiên so cái khác hai vị lão tổ mạnh mẽ. Diệp Thần nói, tiền bối khen lầm. Hồng Bi Trần nói, ừ, đáng tiếc ngươi chỉ có tiểu trọng lâu trường, không có đại thiên trọng lâu trường, nếu không, lấy đại thiên trọng lâu trường uy thế, đủ để tiêu diệt cân nhắc quyết định đứng đầu. Hắn giọng bên trong mang thương tiếc, quét nhìn Diệp Thần toàn thân, cũng không có cảm ứng được đại thiên trọng lâu trường uy nghiêm. Vậy đại thiên trọng lâu trường, là xếp hạng thứ nhất cửu thiên thần thuật, nếu như Diệp Thần luyện thành, trên mình tất nhiên sẽ có động trời khí thế, vô luận như thế nào cũng không thể ẩn núp được. Giống như Nhâm Phi Phàm như vậy, liền không tính ra tay, trên mình đều có một cổ nghịch thiên phong độ khí độ, đó là luyện thành cửu thiên thần thuật sau đó, trong xương từ mang kiêu ngạo cùng uy nghiêm, là không che giấu được. Hồng Bi Trần lại không nghĩ rằng, thật ra thì đại thiên trọng lâu trưởng ngay tại Diệp Thần trên tay, chỉ là hắn tạm thời không luyện thành thôi. Diệp Thần mỉm cười không nói, tự nhiên cũng không có qua loa bại lộ. Mạc Hàn Hy tiến lên một bước, nhìn nhà mình lão tổ, nói, lão tổ, cân nhắc quyết định thánh đường vây giết ba tộc, ta Mạc gia tràn ngập nguy cơ, mời ngươi rời núi cứu giúp. Mạc gia lão tổ Mạc Thanh Huyền, nghe được Mạc Hàn Hy mà nói, tỉnh bơ, hơi vuốt ve râu, ánh mắt nhìn về Hồng Bi Trần. Hồng Bi Trần lạnh lùng nói, chúng ta ba cái lão xương, ở ẩn cư này, là có trọng đại bố trí, bình thường không thể rời núi. Mạc Hàn Hy vội la lên, hiện tại thế cục vạn phần khẩn cấp, ba tộc sắp diệt vong, ba vị lão tổ, chẳng lẽ các ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Diệp Thần cũng là chắp tay nói, mời ba vị lão tổ cứu giúp. Hồng Bi Trần híp mắt, nói chuyện này cho sau bàn lại, luân hồi chi chủ, ta xin hỏi ngươi, ngươi có phải hay gặp qua ta Hồng gia tiên nhân, Hồng Thiên Chính? Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái. Hồng Bi Trần nói, ta ở trên mình ngươi, thấy được hắn nhân quả, ngươi gặp qua hắn hải cốt. Có phải hay không? Không chỉ như vậy, ngươi vẫn là ta Hồng gia hậu duệ, một đời thiên kiêu Hồng Thiên Kinh địch thủ cũ, ngươi kêu ta như thế nào giúp ngươi? Nghe được Hồng Bi Trần mà nói, Diệp Thần trong lòng giật mình. Mạc gia lão tổ Mạc Thanh Huyền, còn có Lâm gia lão tổ Lâm Pháp Minh, cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại không nghĩ rằng lúc đầu Diệp Thần và Hồng gia có mối thù cũ. Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên cũng là sợ hãi, xem vậy Hồng Bi Trần giọng nghiêm nghị, đằng đằng sát khí hình dáng, tựa hồ hắn không những không rời núi, còn muốn động thủ giải quyết Diệp Thần vậy, bầu không khí lộ vẻ được vô cùng gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, trong lòng chấn định lại, nói, Hồng tiền bối, ta cùng Hồng Thiên Kinh ân oán, cùng ba tộc tồn vong không liên quan, tình hình bây giờ, chỉ có trước đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường, giải quyết ba tộc nguy nan cho thỏa đáng. Mở ra hằng cổ chi môn, cần ba cái chìa khóa, Diệp Thần đã lấy được rồi hai cây, còn thiếu Hồng gia một cái. Hiện tại, Hồng gia chìa khóa, đang Hồng Hân trên tay. Cho nên, Hồng Hân tuyệt đối không thể chết được. Nàng nếu như chết, chìa khóa bị cân nhắc quyết định thánh đường cướp đi, vậy Diệp Thần lại không đoạt lại cơ hội. Ba tộc nguy nan, nhất định phải cứu vãn. Hồng Bi Trần nhìn một chút cỡ đó, nói, Mạc gia lão tổ, Lâm gia lão tổ, các ngươi thấy thế nào? Lão tổ Mạc Thanh Huyền trầm ngâm một hồi, nói chúng ta ba người ở chỗ này bế quan, ẩn nhẫn bố trí, không thể khinh động, vạn bại lộ một cái nhân quả, bị cân nhắc quyết định thánh đường phát hiện. Vậy vạn cổ bố trí nhất định hủy trong chốc lát. Vậy Lâm gia lão tổ Lâm Pháp Minh nói, tuy nói như vậy, nhưng luân hồi chi chủ hiện thế, bố trí hoặc có chuyển cơ, truyền thuyết bên trong, luân hồi chi chủ là phá cuộc người, là duy nhất có thể chu diệt cân nhắc quyết định đứng đầu người, hắn nếu muốn nhờ, chúng ta há có thể thờ ơ. Cái này ba cái lão tổ nói chuyện, hồn nhiên không đem ba tộc sinh tử tồn vong để ở trong lòng. Hiển nhiên ở bọn họ trong lòng, bên ngoài diệt vong không quan trọng. Chỉ cần nồng cốt căn cơ còn cất giữ, vậy hết thảy còn có lật bàn cơ hội. Hiện tại bọn họ suy tính, là muốn không muốn bất chấp bại lộ nguy hiểm, ra tay trợ giúp Diệp Thần. Lấy ba vị lão tổ thiên cơ thấy rõ thủ đoạn, tự nhiên đã nhìn ra Diệp Thần là xứ lạ người thân phận, cứu vãn ba tộc nguy nan, hà
hắn nhưng thật ra là có mượn chìa khóa tư lợi, cũng không phải là cái gì đại công vô tư, thật vì ba tộc vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Hồng Bi Trần nghe được ngoài ra hai vị lão tổ nói, khẽ cau mày, trầm tư một hồi, chợt nói, luân hồi chi chủ, chúng ta ba người quyết không thể rời núi, nhưng có thể tất cả mượn một giọt máu tươi cho ngươi, để cho ngươi tạm thời lui địch. Diệp Thần hơi kinh hãi, cân nhắc quyết định thánh đường ồ ạt xâm phạm, thậm chí tam trưởng lão tư đồ Thanh Thủy đều xuất động, hung hiểm như vậy xâm chiếm, chẳng lẽ ba vị lão tổ một giọt máu tươi, là được lui địch. Hồng Bi Trần giọng bên trong, mang cực lớn tự tin, tựa như bọn họ ba người tu vi, thật sự là thông thiên triệt địa, lấy một nhỏ máu uy nghiêm, liền đủ để trấn áp thánh đường trưởng lão. Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên cũng là trố mắt nhìn nhau, các nàng biết ba tộc lão tổ mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới lại sẽ cường đại đến tình cảnh này. Mạc gia lão tổ Mạc Thanh Huyền gật đầu một cái, nói, phương pháp này tốt lắm, có thể để tránh cho chúng ta bại lộ, cũng có thể cứu vãn ba tộc nguy nan. Dứt lời, hắn đưa ngón trỏ ra, bước ra một giọt máu tươi, giao cho Mạc Hàn Hy, nói, thật tốt cầm, lấy ngươi linh khí thúc dục, là được phát huy ra ta cái này nhỏ máu uy lực. Mạc Hàn Hy gặp vậy giọt máu tươi kim quang sáng chói, mơ hồ có phượng hoàng khí tượng vần quanh, trong lòng vô cùng kinh ngạc, liền vội vàng lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đem máu tươi trang ở, cung kính nói, đa tạ lão tổ thủy ban cho ân từ. Hồng Bi Trần vậy bước ra một giọt máu tươi, nhưng là phơi bày ma khí vòng quanh khủng bố khí tượng, giao cho Tiểu Huyên, nói, con mèo nhỏ nữ, đem ngươi cái này giọt máu, lấy về cho chủ nhân ngươi Hồng Hân, ngoài ra nói cho nàng, kêu nàng chú ý luân hồi chi chủ. Tiểu Huyên nhận máu tươi, nhìn Diệp Thần một mắt, sau đó hướng Hồng Bi Trần nói, được, cảm ơn lão tổ, ta sẽ cùng chủ nhân nói rõ ràng. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, xem ra mình cùng Hồng gia ân oán, là vô luận như thế nào cũng không thể tránh được. Hồng Bi Trần lạnh lùng nói, luân hồi chi chủ, ngươi cùng ta Hồng gia, nhất định là địch thủ cũ, hôm nay chúng ta chung nhau đối kháng thánh đường, tạm thời hợp thôi, cùng giải quyết hết cân nhắc quyết định đứng đầu, ta phải giết ngươi. Hồng Bi Trần giọng bên trong, không che giấu chút nào sát ý. Diệp Thần cười một tiếng, nói ta tùy thời cung kính chờ đợi. Lâm gia lão tổ Lâm Pháp Minh, dâng ra tự thân một giọt máu tươi, phơi bày Phật quang tràn ngập khí tượng, ủy thác cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, đây là ta máu tươi, ngươi thật tốt cầm, liên hiệp không hồng hai nhà lão tổ máu, lui địch là dư sức có thừa, ngoài ra ta sẽ để cho Tu Di Thánh Tăng vậy cùng ngươi cùng đi, hắn sẽ giúp ngươi một tay. Nói xong, Lâm Pháp Minh điểm ngón tay một cái, một món mơ hồ Phật quang, bao phủ ở Tu Di Thánh Tăng trên mình. Tu Di Thánh Tăng vốn đã bị thương, nhưng bị hắn Phật quang một chút, lập tức khôi phục viên mãn, chắp hai tay nói. Cảm ơn Pháp Minh Đại Sư chữa trị, đệ tử cảm kích khôn cùng. Lâm Pháp Minh khẽ gật đầu, nói Tu Di, ngươi liền đi theo luân hồi chi chủ cùng đi trợ trận. Tu Di Thánh Tăng nói, Phân phó xong. Ba vị lão tổ trao đổi một tí ánh mắt, cuối cùng Hồng Bi Trần mở miệng nói, luân hồi chi chủ, cùng đánh lui kẻ địch, ngươi cần lần nữa lại tới một chuyến địa tâm miếu, chúng ta có việc quan trọng ủy thác tại ngươi, cùng sự kiện kia hoàn thành, hôm nay nhân quả dễ tính kết. Diệp Thần trong lòng động một cái, cũng không biết ba vị lão tổ có chuyện gì muốn ủy thác, nhưng hiện tại cũng không phải là hỏi thăm thời điểm, nói, có thể, nếu có thể lui địch, ta sẽ trở lại nơi đây, trả lại nhân quả. Hồng Bi Trần gật đầu một cái, liền không nói gì nữa. Diệp Thần, Mạc Hàn Hy, Tiểu Huyên ba người, hướng ba vị lão tổ cáo từ, liền xoay người rời đi. Tu Di Thánh Tăng đi theo ba người phía sau, vậy cùng đi trợ trận. Bên ngoài có thể bố trí có mai phục của địch nhân, Bần Tăng biết có một cái bí ẩn đường nhỏ, các ngươi cùng ta tới. Tu Di Thánh Tăng mang Diệp Thần ba người, từ khác một con đường mòn lên đường, để tránh mở thánh đường tai mắt. Ở Yên Vân Tử Giới bên ngoài, tự nhiên là có thánh đường sứ đồ chiến tướng mai phục, thật may Diệp Thần ba người có Tu Di Thánh Tăng dẫn, tránh thánh đường phục kích, miễn đi một cuộc chiến đấu, bớt đi rất nhiều phiền toái, nhanh chóng đi chiến trường chạy tới. Cùng lúc đó, Thiên Nhân Vực, Tôn Nặng Cảnh. Trong hư không, Cửu Luân Huyết Nguyệt mơ hồ hiện lên. Một đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở trên không, tự lẩm bẩm, những cổ xưa kia bí cảnh đều bị ta thăm dò lần. Còn dư lại cuối cùng mấy? Nếu như liền cuối cùng mấy cái cũng không có địa tâm vực tin tức, ta chỉ có thể vận dụng vậy cái biện pháp mạnh sông. Địa tâm vực thế lực cùng với thực lực hệ thống, tất nhiên cao hơn Thiên Nhân Vực,
nếu không cũng sẽ không có người đặc biệt xóa đi thế gian liên quan tới địa tâm dấu vết. Diệp thần bị thương nặng tiến vào trong đó, vậy nguy hiểm trong đó khó mà nói rõ. Bất quá dựa theo tên này khí vận, hẳn không dễ dàng nhanh như vậy chết, ta phải nhanh một chút. Một giây kế tiếp, Nhâm Phi Phàm đi tới Tôn Nặng Cảnh một miếng to lớn trước cửa đá. Trên cửa đá có cổ xưa dấu vết, tựa như căn bản không thuộc về cái thời đại này. Nhâm Phi Phàm nhắm mắt lại, tay phải đặt ở trên cửa đá, trong tay sấm sét vần quanh, một cổ vượt qua phép tắc lực lượng ở năm ngón tay phun trào. Phá! Chỉ cần một chữ, tựa như hàm chứa cực lớn tự tin. Một khắc sau, cửa đá bên trong lại có thể xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách không ngừng mở rộng, ngay lập tức tới giữa, trực tiếp vỡ vụn ra. Nhâm Phi Phàm hai tay chắp sau lưng, diễn cảm nhàn nhạt hướng bên trong đi. Còn chưa hoàn toàn bước vào, chính là có mấy đạo cổ xưa thương long hư ảnh vọt ra. Cái này già nua cố nhiên chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng hơi thở mà lại ở thái chân cảnh đỉnh cấp. Có thể gặp cái này thương long khi còn sống là kinh khủng dường nào tồn tại. Nhưng mà ngay tại già nua muốn chạm được Nhâm Phi Phàm thân thể thời điểm, Nhâm Phi Phàm hai tròng mắt huyết nguyệt cực nhanh chuyển động, một cổ huyết nguyệt đường vân nổi lên. Huyết nguyệt đường vân giống như một tấm phủ văn, chậm rãi rơi vào thương long trên mình. Già nua hoàn toàn không biết hết thảy các thứ này, mở miệng nói, nơi đây, người không phận sự cùng không được xông vào. Ngươi như lập tức rời đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhâm Phi Phàm nghe được những lời này, lông mày nhướng lên, mở miệng nói, à. Ta có một vấn đề muốn tìm kiếm câu trả lời, người có thể biết địa tâm vực. Nghe được vấn đề này, già nua diễn cảm biến đổi, lạnh lùng nói, không biết. Người như nói sau cái loại này không giải thích được tiếng nói, ta liền động thủ. Thương Long không nhìn ra Nhâm Phi Phàm tu vi như thế nào, nhưng ở hắn nhận biết bên trong, bản thân có ngạo mạn vốn, hơn nữa tôn nặng cảnh, có quy tắc bảo vệ. Mình thực lực sẽ càng kinh khủng hơn, người bất kỳ phản kháng mình, cũng chỉ có một con đường chết. Có thể trước mắt người đàn ông, quá bình tĩnh để cho Thương Long cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhâm Phi Phàm con người híp lại, cười một tiếng, nếu ngươi không biết địa tâm vực tồn tại, vậy ta vậy không cần phải ở tốn nhiều nước miếng. Một giây kế tiếp, Nhâm Phi Phàm chính là vượt qua Thương Long, hướng chỗ sâu hơn đi tới. Thương Long nhất chấn động, tức giận cháy. Hắn chưa bao giờ bị như vậy không để mắt đến. Mấu chốt thằng nhóc này có cái gì tư cách như thế khinh thường mình. Hắn long ngâm từng cơn, vừa định đối với Nhâm Phi Phàm ra tay, đột nhiên, một cổ lực lượng vô hình tựa như nhốt hắn. Rồi sau đó, hắn cảm giác mình lực lượng bị phong ấn, thậm chí là ở biến mất. Hắn chợt cúi đầu vừa thấy, nhưng là phát hiện thân thể mình bên trên xuất hiện từng đạo quỷ dị huyết nguyệt đường vân. Đường vân đỏ thắm. Càng làm cho người sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Hắn càng dẫy dụa lại càng cảm giác được huyết nguyệt lực lượng là biết bao khủng bố. Hắn lúc này mới rõ ràng qua, nhìn Nhâm Phi Phàm đi xa phương hướng, lẩm bẩm nói, tên này rốt cuộc là ai? Rất nhanh, Nhâm Phi Phàm chính là đi tới một tòa cổ điện vũ bên trong. Hoặc giả là bởi vì nơi này trải qua thời gian quá mức rất xưa, đền như tường đổ tàn viên vậy. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đền ở giữa cấm chế cực kỳ mạnh mẽ. Nhâm Phi Phàm bước chân dừng lại, đối với điện vũ này chắp tay một cái nói, có nhiều quấy rầy, ta bất quá là muốn tìm kiếm liên quan tới địa tâm vực chân tướng, nếu như cho biết, ta lập tức rời đi. Lời nói rơi xuống, yên tĩnh nhất thời sau đó, một đạo già nua lại âm thanh trầm mạnh đột nhiên truyền tới. Ngươi không nên tới nơi này. Còn như địa tâm vực, ta cho dù biết, cũng không cách nào kể lể. Thế gian địa tâm vực đã sớm bị phong bế. Người coi như tiến vào trong đó, vậy rất khó lại từ bên trong đi ra. Nước đục này còn chưa muốn thăng tốt, nếu không, coi như người thực lực khủng bố, vậy sẽ dính không tốt nhân quả. Nhâm Phi Phàm nghe nói như vậy tiếng nói, diễn cảm ngưng trọng mấy phần, nhưng rất nhanh chính là giãn ra, ta không có quá nhiều lựa chọn, nước đục cũng tốt, nước đọng cũng được, ta cũng phải thử một lần. Dứt lời, đền cửa đột nhiên mở ra. Vậy đạo thanh âm già nua lần nữa truyền tới, ta biết, ta nếu như cự tuyệt, người tất nhiên sẽ đem điện vũ này phá hư long trời lở đất, cùng hủy diệt, không bằng vào hỏi đạo đi. Ta đã chẳng muốn dính bên ngoài quá nhiều nhân quả. Nhâm Phi Phàm hướng bên trong đi, đúng tòa cung điện nhìn như cổ xưa,
nhưng nội bộ nhưng là cực kỳ mới tinh, tòa pho tượng tựa như nói ra cái thời đại kia huy hoàng. Rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một cái ông già. Ông già cả người áo bào đen, tựa như xem không thấy mặt mũi, ngồi xếp bằng ở một đầu thanh hổ bên trên, thanh hổ hai tròng mắt địch ý, tựa như chuẩn bị tùy thời lao ra đem Nhâm Phi Phàm cắn xé thành hai nửa. Nhâm Phi Phàm ánh mắt rơi vào trên người lão giả, hơi có chút kinh ngạc, hắn ở ông già áo bào đen trên mình không thấy được bất kỳ năm tháng dấu vết. Mấu chốt ông già không phải cái gì hư ảnh, mà là triệt triệt để thật thể. Cái này ông già áo bào đen vì sao phải nấp trong bí cảnh, dựa theo hắn thực lực, hoàn toàn có năng lực phi thăng tới thái thượng thế giới. Ông già áo bào đen ngẩng đầu lên, lộ ra trên mặt chí chít vết sẹo, điều này hiển nhiên là vết kiếm. Nhâm Phi Phàm có hơi kinh ngạc, mới vừa muốn nói cái gì, ông già dẫn đầu mở miệng trước, ta không phi thăng thái thượng thế giới. Là bởi vì là ta cảm thấy vực ngoại thích hợp hơn ta, võ đạo không có điểm cuối, thái thượng thế giới thật tốt sao? Vì theo đuổi võ đạo trình độ cao nhất, lo lắng đề phòng, vì mặt đối với nhân tính tham lam, trông trước trông sau, đây thật là mọi người mong muốn đời người sao? Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, tiền bối ngược lại là nhìn thông triệt. Ông già áo bào đen cười, nhưng nụ cười bên trong có chút không biết làm sao, ta cũng là từ người bình thường biến thành hôm nay tồn tại, ta biết mục đích của ngươi tới, chính là muốn biết địa tâm vực. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, địa tâm vực tồn tại, lại địa tâm vực cất giấu một cổ lại một cổ thế lực. Năm đó vực ngoại năm đại vực, địa tâm vực thần bí lại dòm ngó ngôi báu, nhưng luôn có một bộ người cho rằng, địa tâm vực, hẳn bị cất giấu, nó hẳn là rất ít người chỗ vui chơi. Cũng là vực ngoại sau cùng thiên đường. Trong này cuối cùng cất giấu quá nhiều đồ. Thậm chí có ít thứ, liền người ta cũng nhúng tay không. Đột nhiên, ông già áo bào đen ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhâm Phi Phàm, nói ta có thể biết, ngươi vì sao nhất định phải đi địa tâm vực sao. Nhâm Phi Phàm ngược lại là cảm thấy không có kiêng kỵ, nói thẳng ta một người bạn ở một tràng nổ bên trong, sống chết không biết, nhân quả không tích chữ. Ta hoài nghi ý hắn bên ngoài tiến vào địa tâm vực. Ông già áo bào đen con ngươi đông lại một cái, ngươi liền xác định hắn không phải thật bỏ mình. Thật biến mất, vậy sẽ nhân quả không tích chữ. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, người này đại khí vận thêm thân, trên mình dính quá nhiều nghịch thiên bố trí, tuyệt không thể nào dễ như trở bàn tay chết. Ta dám khẳng định hắn còn sống, bây giờ có thể để cho ta cũng không cảm giác được tồn tại, chỉ có địa tâm vực. Ông già áo bào đen cười. Nếu như năm đó ta có thể cùng ngươi trở thành bạn, ta cũng không còn như luân lạc đến đây. Lời nói rơi xuống, ông già áo bào đen trong tay ném ra một phần ngọc giản, nhàn nhạt nói, năm đó ta cũng muốn bước vào địa tâm vực tìm một phần thuộc về ta nhân quả và cơ duyên, cho nên ta vận dụng hết thảy thủ đoạn điều tra địa tâm vực, mà đây phần trong ngọc giản chính là ta biết hết thảy. Ngươi như muốn đi địa tâm vực, có thể còn muốn đi một chỗ. Nhâm Phi Phàm nhận lấy ngọc giản, thần thức hơi đảo qua. Ngay tức thì gương mặt bên trong lộ ra một chút mừng rỡ, mặc dù trong ngọc giản cũng không ghi lại tiến vào địa tâm vực tin tức cụ thể, nhưng lại có một người vô cùng lớn đầu mối. Đây chính là hắn yêu cầu. Nhâm Phi Phàm cảm ơn tiền bối. Nhâm Phi Phàm chắp tay nói. Ông già áo bào đen có chút bừng tỉnh, lúc đầu ngươi chính là vậy Nhâm Phi Phàm, ta đã sớm nên đoán được, thế gian chấp trưởng chín luân huyết nguyệt người, chỉ có Nhâm Phi Phàm. Năm đó ta cũng nghe nói ngươi không ít chuyện hành động, chỉ tiếc, ở sông dài năm tháng bên trong chưa từng gặp phải, thực đang đáng tiếc. Ngươi mới vừa rồi trong miệng bằng hữu, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là luân hồi chi chủ đi. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, cũng không cùng ông già nói thêm cái gì, thẳng rời đi. Hiện tại, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Diệp Thần càng ở bên trong hơn ở một ngày, hắn nguy cơ cũng nặng một phần. Nhâm Phi Phàm đi ngang qua Thương Long lúc đó, ngón tay bắt pháp quyết, ngay tức thì Thương Long trên mình huyết nguyệt đường vân chính là biến mất. Thương Long ý vị sâu xa nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, chính là hướng vậy tòa cung điện đi. Rất nhanh, Thương Long liền là xuất hiện ở áo bào đen trước mặt của lão giả, mở miệng nói, chủ nhân, thật đem ngọc giản kia tùy tùy tiện tiện cho tên này. Ông già áo bào đen ngẩng đầu lên, nói, ngươi cho rằng ta còn có lựa chọn khác không? Luận võ đạo. Ta không phải Nhâm Phi Phàm đối thủ. Lấy ngọc giản kia bán cái nhân tình, giao dịch này tìm được. Thương Long nhất sợ run, cái này thế gian còn có chủ nhân muốn bán nhân tình thời điểm. Phải biết, chủ nhân thực lực,
sợ rằng đặt ở thái thượng thế giới đều không coi là yếu à. Ông già áo bào đen tựa hồ nhìn thấu già nua nghi ngờ trong lòng, lẩm bẩm nói, thế gian bố trí cũng không đơn giản, theo ta biết, Nhâm Phi Phàm và Luân Hồi Chi Chủ nhưng mà xuống một bàn lớn cờ à, nói không chừng, này cờ bên trong, có ta tương lai. Cái gì, người bình thường trong bàn cờ, làm sao có thể bao gồm chủ nhân tương lai? Giờ khắc này, không chỉ Thương Long khiếp sợ, liền liền ông già áo bào đen dưới người Thanh Hổ cũng là lộ ra cực kỳ bất ngờ diễn cảm. Ông già áo bào đen lộ ra một đạo nghiền ngẫm lại phức tạp nụ cười, người bình thường trong bàn cờ tự nhiên không thể nào, nhưng là cái này hai tên liền không nhất định. Như bọn họ là người bình thường, vậy thế gian cũng chính là hèn mọn con kiến hôi. Cùng lúc đó, địa tâm vực, ba tộc và cân nhắc quyết định thánh đường như cũ đối lập. Lúc này, tình hình của chiến trường đã tràn ngập nguy cơ. Hồng Hân duy trì vũ trụ thần thụ vận chuyển, đã sắp tới cực hạn. Nàng nhu nhược thân thể mềm mại, khẽ run, trên gương mặt tươi cười phơi bày trắng bệch vẻ. Vũ trụ thần thụ hư ảnh, đang không ngừng nhạt đi. Lâm Thiên Tiêu, Đế Thích Ma Hầu, Hồng Kỳ Sơn, còn có ba tộc rất nhiều cao thủ, cũng liều mạng đem tự thân linh khí, bơm vào đến vũ trụ thần thụ bên trong, nhưng cũng không thể vãn hồi xu thế suy sụp, thần thụ hư ảnh đã mau phải biến mất. Ha ha ha, các ngươi còn muốn chống đỡ tới khi nào? Bầu trời bên trong, Tư Đồ Thanh Thủy ngửa mặt lên trời cười to. Chàng này đối lập, không phải linh khí tu vi đối lập, mà là nhân quả khí vận đối lập. Trên 9 tầng trời, thánh đường thiên quốc khoáng đạt đất đai, thần thánh chói lọi tách thả ra, sáng chói lóa mắt, thánh đường triệu năm tích góp khí vận, đơn giản là che phủ thiên địa, bao phủ bốn phương, không người có thể địch. Hồng Hân nơi cho đòi kêu, chỉ là một đạo vũ trụ thần thụ hư ảnh, bằng vào hư ảnh, tự nhiên không thể cùng thánh đường thiên quốc đại khí vận đối kháng. Có thể chống đỡ đến hiện tại, hoàn toàn là dựa vào mọi người mượn lực cùng ý chí. Nhưng cái này ý chí, hiển nhiên không thể cùng thánh đường thiên quốc đại khí vận chống lại, đám người đã sắp tới hỏng mất tình cảnh. Rắc rắc, rốt cuộc, vũ trụ thần thụ triển khai tinh không vòng bảo vệ, hoàn toàn bể nát. Giao. Sau đó, vũ trụ thần thụ hư ảnh, cũng giống như bọt vậy, hóa thành lưu quang tiêu tán. Cái này rốt cuộc phủ xuống một màn, để cho được Hồng Hân hoa dung thất sắc. Lâm Thiên Tiêu cũng là sắc mặt thảm biến, lẩm bẩm nói, rốt cuộc thì đánh bại sao? Hồng Kỳ Sơn ngửa mặt lên trời thở dài, nói, trời muốn mất ta Hồng gia, đáng tiếc không thể tự tay chu diệt Luân Hồi Chi Chủ. Ba tộc rất nhiều cường giả, mắt thấy này cùng biến đổi lớn, cũng là lộ vẻ sầu thảm biến sắc, run lẩy bẩy. Toàn trường chỉ có Đế Thích Ma Hầu, là một bộ lạnh nhạt hình dáng, tựa như đã sớm đoán được thất bại, mắt gặp thần thụ tan biến, liền ngồi xếp bằng, trong miệng thấp giọng nỉ non Phật chú, thật giống như là muốn siêu độ mình. Xuy xuy xuy, bầu trời bên trong, một tia tia ánh sáng trắng, từ thánh đường thiên quốc bắn ra, trăm nghìn thiên đường chiến tướng, trưng bài trên không, thần thánh chói lọi ngất trời, khói dáng cổn đáng. Gió lớn, gió lớn. Rất nhiều thiên đường chiến tướng, múa binh khí, trong miệng hô to kêu gào, hiện ra vô cùng phách liệt uy phong. Tư Đồ Thanh Thủy ngửa mặt lên trời cười như điên, nói, giết cho ta. Nam toàn bộ làm thịt, nữ giải về thánh đường, đời đời làm nô. Tư Đồ Thanh Thủy ánh mắt, rơi vào Hồng Hân thướt tha dáng vẻ trên, cô gái này đến từ thái thượng thế giới, nếu như ai có thể một thân dung nhan, cùng chung qua đêm, nhất định có thiên đại khí vận thêm thân, chỗ tốt vô tận. Chỉ tiếc, này cùng cô gái tuyệt mỹ, không phải hắn có thể chấm mút, hắn cũng chỉ có thể giải về, giao cho cân nhắc quyết định đứng đầu hưởng dụng. Một đám thiên đường chiến tướng, điên cuồng xông lên đánh tiếp. Mà Tư Đồ Thanh Thủy, chính là tự mình ra tay, hướng Hồng Hân thân thể bắt đi. Lúc này Hồng Kỳ Sơn, Đế Thích Ma Hầu các người, linh khí đã mau hao hết, đám người bởi vì duy trì vũ trụ thần thụ vận chuyển, cũng lâm vào khô kiệt tình cảnh. Cho nên, Tư Đồ Thanh Thủy không chút kiêng kỵ, cũng không cần lại hy sinh hiến tế thánh đường thiên quốc, dựa hết vào võ lực, là được đem đám người hàng phục. Hồng Hân các người thấy đầy trời huy hoàng thần thánh chiến tướng, chém xuống, đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Cái này phiến chân trời tình cảnh, đặc biệt khoáng đạt mênh mông, từng cái thánh quang sáng chói, uy vũ đường đường chiến tướng, như thái thượng chiến thần vậy liều chết xung phong xuống, mà Hồng Hân các người, ba tộc tinh nhuệ, liền tựa như đợi làm thịt dê con vậy, không có lực phản kháng chút nào. Ở giữa thiên địa,
chào đáng trước thánh đường đại khí phách. Trên 9 tầng trời thiên đường thánh thổ, vô số thiên đường các con dân, phát ra cuồn cuộn khấn cầu tiếng ngâm sướng, giữa trời đất tựa như tấu vang lên ngày tận thế sử thi văn chương, hết thảy đều phải đi về phía tiêu diệt. Hồng Hân nhìn Tư Đồ Thanh Thủy giữ tợn tham lam gương mặt, thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng biết nếu như bị bắt, chắc là phải bị đưa về thánh đường lăng nhục, thân này trong sạch khó giữ được. Hồng gia liệt tổ liệt tông, ta tới gặp các ngươi. Hồng Hân hàm răng cắn chặt môi dưới, bỗng nhiên rút ra trường kiếm, đi cổ mình xóa đi. Nàng lại là chết, cũng không muốn bị thánh đường làm hại thân thể. Hồng cô nương, không cần kinh hoàng, chúng ta trở về. Mắt xem Hồng Hân thì phải tự vận chết, nhưng đột nhiên tới giữa, một cái trầm ổn có lực bàn tay, bắt được tay nàng, ngăn cản nàng tự sát. Hồng Hân cả kinh, nghiêng đầu vừa thấy, nhưng thấy một đạo quen thuộc thanh niên bóng người, phá vỡ hư không, hạ xuống ở nàng bên người, chính là Diệp Thần. Ngươi, ngươi! Hồng Hân nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Lúc này Diệp Thần, sắc mặt trầm ổn bình tĩnh, trong mắt mang cương nghị lạnh lùng vẻ, cho người một loại cực lớn cảm giác an toàn, tựa như thiên hạ tới giữa, không có gì là Diệp Thần không giải quyết xong sự việc. Hồng Hân mắt đẹp bên trong, cũng không khỏi lộ ra một chút si say, tựa như thấy được thế gian tiêu sái nhất, nhất không kềm chế được, nhất làm người ta ngưỡng mộ nam tử. Suy! Bầu trời bên trong, Tư Đồ Thanh Thủy móng tay phá không, đang hướng Hồng Hân ngực chộp tới, thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Thần, hắn thần sắc cũng không khỏi đại biến, kêu lên, là ngươi thằng nhóc này. Diệp Thần thong thả, ôm Hồng Hân eo thon thân, nghiêng người tránh một cái, tránh ra Tư Đồ Thanh Thủy tập kích. Chủ nhân! Lúc này, Tiểu Huyên, Mạc Hàn Hy, Tu Di Thánh Nhân các người, từ Diệp Thần sau lưng chạy tới. Tiểu Huyên quát to một tiếng, liền khóc hướng Hồng Hân nhào tới. Các ngươi trở về. Hồng Hân ôm nàng, nhất thời vui mừng quá đổi. Diệp Thần các người rốt cuộc trở về, vậy thì đồng nghĩa với, sự việc có chuyển cơ. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám trở về, cho ta chết. Tư Đồ Thanh Thủy hừ lạnh một tiếng, cuồng như vậy một trường, hướng Diệp Thần vỗ tới. Hồng Kỳ Sơn, Mạc Hoàng Tể, Đế Thích Ma Hầu, Lâm Thiên Tiêu các người, đều đã mất đi sức chiến đấu, chính là một cái Diệp Thần. Tư Đồ Thanh Thủy không tin hắn còn có thể lật bàn. Tiểu Trọng Lâu trưởng, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, mắt gặp Tư Đồ Thanh Thủy một trưởng quay chụp, lại là không tránh không tránh, hung hăng một trưởng nhảy ra, thi triển ra Tiểu Trọng Lâu trưởng, trực tiếp cùng va chạm. Cuồng bạo trưởng phong, từ Diệp Thần trong lòng bàn tay bộc phát ra, một tòa vạn trượng cao Trọng Lâu hư ảnh, đột ngột hiện ra ở Diệp Thần sau lưng. Trọng Lâu bên trên, vẫn còn có kim bằng phi dọn ra. Phật ra ngọn lửa vòng quanh bàng bạc khí tượng. Phịch! Diệp Thần một trưởng đánh tới, cùng Tư Đồ Thanh Thủy hai tay giao kích. Thoáng chốc tới giữa, Tư Đồ Thanh Thủy chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung mênh mông trưởng lực, như sơn hô hải khiếu vậy chạy giết tới. Rắc rắc sát! Hắn bàn tay phải cốt, cánh tay phải xương cánh tay, tại chỗ bị chấn động được nghiền. Vậy cổ hung mãnh trưởng lực, truyền đến nội tạng bên trong, hắn hết sức chống đỡ. Nhưng hoàn toàn không đỡ được, nội tạng nhất thời bị to lớn đánh vào, không nhịn được há mồm cuồng phún máu tươi, gương mặt nháy mắt tức thì trắng như giấy vàng, đã bị trọng thương. Diệp Thần kinh khủng trưởng lực, chấn động không khí, nổi lên cương phong, Tư Đồ Thanh Thủy chung quanh thiên đường các chiến tướng, từng cái bị sống sờ sờ động chết, thân thể trên không pháo bông nổ lên, lâm vào là mưa máu. Còn sót lại thiên đường chiến tướng, cảm nhận được cái này đáng sợ trưởng phong. Tất cả mọi người đều là kinh hãi dị thất sắc, vội vàng phi độn đến trời cao, toàn trường người ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Thần trên mình, đều là mang to lớn rung động. Cái này, đây là, Tiểu Trọng Lâu trưởng. Tư Đồ Thanh Thủy mặt đầy kinh hãi, đã nhận ra Diệp Thần trưởng pháp. Đây là xếp hạng thứ nhất giả thần thuật, Tiểu Trọng Lâu trưởng, trưởng lực cương mãnh, đã sắp tới võ đạo trình độ cao nhất, mặc dù xa xa kém hơn trong truyền thuyết chân chính Đại Thiên Trọng Lâu trưởng. Nhưng một trưởng tuôn ra, cũng có băng diệt tinh không oai. Đáng sợ hơn phải, Diệp Thần cả người bên trên, thiêu đốt cổ xưa máu tươi hơi thở. Cái này cổ hơi thở, mang kim bằng tinh cây bàng bạc Phật khí. Diệp huynh đệ, ngươi đây là... Lâm Thiên Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này, từ Diệp Thần trên mình, hắn cảm thấy Lâm gia tổ tiên cổ xưa Phật khí. Lúc đầu giờ khắc này Diệp Thần, đã thiêu đốt Lâm gia lão tổ Lâm Pháp Minh máu tươi. Cho nên hắn một trưởng này,
đặc biệt là Là Cương mãnh ác liệt, lại có thể vừa đối mặt, liền đem Tư Đồ Thanh Thủy đánh thành trọng thương. Chủ nhân, chúng ta gặp được ba vị lão tổ, bọn họ tất cả dâng ra một giọt máu tươi, nói là có thể lui địch. Tiểu Huyên đem Hồng Bi Trần máu tươi, giao cho Hồng Hân. Đây là lão tổ máu tươi. Hồng Hân thấy vậy giọt máu tươi bên trên, còn quấn ma khí, mơ hồ tới giữa, còn có một cổ cực lớn nhân quả ở vần quanh. Tiểu Huyên nói, ừ, chủ nhân, lão tổ còn kêu người chú ý luân hồi chi chủ. Hồng Hân hơi kinh hãi, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, thật ra thì mới vừa nếu như không phải là Diệp Thần cứu giúp, nàng đã bị Tư Đồ Thanh Thủy bắt đi. Một bên Hồng Kỳ Sơn, thấy cái này giọt máu, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, giọt máu tươi này mang theo lớn nhân quả, luân hồi chi chủ, người lại có thể gặp qua ta Hồng gia nhị đại tổ tiên, nói. Nhà ta tổ tiên di hài, rốt cuộc ở nơi nào? Hồng Bi Trần ở máu tươi bên trên, quán chú lớn nhân quả, cho nên Hồng Kỳ Sơn vừa gặp, liền biết đủ loại ân oán. Hồng Hân Tiếu mặt trầm xuống, nói, lão thiên quân, chúng ta cùng luân hồi chi chủ ân oán, chậm một chút lại tính toán, dưới mắt hay là đối với kháng thánh đường làm trọng. Hồng Kỳ Sơn hừ một tiếng, liền không lên tiếng nữa, lúc này hắn đã không phải là Hồng gia tộc trưởng, Hồng Hân đạt được vũ trụ thần thụ đồng ý, nàng mới là mới tộc trưởng. Cho nên, từ thân phận địa vị trên, hắn cần phải nghe theo Hồng Hân nói. Diệp Thần dửng dưng không nói, chỉ nhìn chăm chú Tư Đồ Thanh Thủy. Tư Đồ Thanh Thủy như lâm đại địch, trong bụng vô cùng nóng nảy, đáng chết. Vậy ba cái lão gia, thực lực đều là đứng sau thần chủ đại nhân tồn tại, bọn họ một giọt máu, năng lượng đều là ngút trời, ba giọt máu hội tụ, ta như thế nào là địch thủ. Lúc này, Mạc Hàn Hy trở lại Mạc gia bổn trận, đem máu tươi lấy ra, dùng để bồi bổ Mạc Hoàng Tể. Mạc Hoàng Tể yếu ớt tỉnh lại, thấy trước mắt kiếm bạt nỗ trương hình ảnh, đã bắt được nhân quả, nhất thời một mặt cảnh giác. Mạc Hàn Hy vui vẻ nói, ra ra, người tỉnh. Các vị Mạc gia cường giả vội vàng vây lại, nói, lão thiên quân, không có sao chứ. Mạc Hoàng Tể ha ha cười một tiếng, đem nhà mình tổ tiên máu tươi dung hợp vào cơ thể, nói, ta Mạc gia khí số chưa hết, cân nhắc quyết định thánh đường lang tử dã tâm, muốn tiêu diệt chúng ta, đó là mộng tưởng hảo huyền. Diệp Thần thấy Mạc Hoàng Tể tỉnh lại, trong lòng cũng là vui mừng. Đây là, Lâm Thiên Tiêu đi tới Diệp Thần bên người, nói, Diệp huynh đệ, thân thể không việc gì. Diệp Thần nói, Lâm thiếu gia, ta không có sao, chỉ là sự việc khẩn cấp, mượn ngươi Lâm gia tổ tiên máu tươi, hy vọng ngươi không nên phiền lòng. Lâm Thiên Tiêu mỉm cười nói, không sao, có thể lui địch là được. Mới vừa Diệp Thần ác liệt một trường, rung động toàn trường, cân nhắc quyết định thánh đường đến hiện tại cũng không dám khinh động. Xa xa Lâm gia quốc sư đế Thích Ma Hầu, âm dương quái khí nói, có thể hay không lui địch, hiện tại còn rất khó nói. Bảo không cho phép vẫn là phải cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Hắn lời nói này rơi xuống, trên bầu trời Tư Đồ Thanh Thủy, tựa hồ tỉnh ngộ cái gì, quát lên. Toàn bộ thánh đường đệ tử nghe lệnh, thay ta hộ pháp. Hét ra lệnh rơi xuống, toàn trường tất cả thánh đường sứ đồ, thiên đường chiến tướng, toàn bộ chi chít, trọng trọng điệp điệp bảo vệ được Tư Đồ Thanh Thủy. Thánh đường thiên quốc, cho ta trấn áp. Tư Đồ Thanh Thủy quát lên một tiếng lớn, vung tay lên. Linh khí thúc dục, đem trôi lơ lửng ở trên không thiên đường thánh thổ, hung hăng đi xuống phương đập giết đi. Luận võ đạo, hắn đã không phải là Diệp Thần địch thủ. Dẫu sao, Diệp Thần bên này có ba tộc lão tổ máu tươi, hơi thở quá mênh mông. Đương thời giây phút, Tư Đồ Thanh Thủy liền nghĩ tới lần nữa hy sinh thánh đường thiên quốc, trấn áp hết thảy biện pháp. Thánh đường thiên quốc tích lũy triệu năm khí vận, nếu như trấn đánh tiếp, không người có thể ngăn trở. Trừ phi Diệp Thần lại xuất hiện luân hồi chân thân, hoặc là kêu ba tộc lão tổ tự mình ra tay, nếu không tuyệt không ngăn cản có thể. Nhìn từ trên trời giáng xuống thiên đường thánh thổ, đám người gương mặt đều là hơi biến sắc. Đế Thích Ma Hầu nói, xem kìa, ta liền bảo là muốn lấy mạng đổi mạng, làm sao đắng vùng vẫy. Luân hồi chi chủ, người muốn cướp lấy cứu vãn chúng sanh đại khí vận, đó là mộng tưởng hảo huyền. Diệp Thần cắn răng. Trong đầu nghĩ, tên này âm dương quái khí, ta sớm muộn muốn giáo huấn hắn một lần. Nhưng đương thời giây phút, cũng không tiện cùng Đế Thích Ma Hầu tranh nhau. Diệp Thần lãnh đạm gương mặt nâng lên, ngưng mắt nhìn bầu trời, nhìn vậy không đoạn ép tới gần xuống thiên đường thánh thổ, hắn sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng ngưng trọng. Động thủ,
không tiếc bất cứ giá nào đối kháng Tư Đồ Thanh Thủy. Hạ một sát, Diệp Thần quát to một tiếng, trong mắt ý định giết người lững lờ, nhìn Hồng Hân, Mạc Hoàng Tể, Tu Di Thánh Tăng ba người một mắt. Muốn ngăn cản Thánh Đường Thiên Quốc chấn giết, duy nhất biện pháp, chính là trước hết giết hết Tư Đồ Thanh Thủy. Chỉ cần Tư Đồ Thanh Thủy vừa chết, ngày này nước tự nhiên chấn không ép xuống nổi. Hô! Diệp Thần dẫn đầu bạo giết ra, một trưởng cuồng hô, vẫn là tiểu trọng lâu trưởng, có máu tươi lực lượng, hắn có thể liên tục thi triển, liền hung hăng hướng Tư Đồ Thanh Thủy vỗ tới. Tư Đồ Thanh Thủy quanh thân, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ là võ trang nghiêm ngặt Thiên Đường chiến tướng, mắt gặp Diệp Thần một trưởng quay chụp, đám người dơ lên thật dày tấm thuẫn, giống như hợp thành một mặt tường thuẫn vậy, gắt gao ngăn cản ở trước mặt. Bọn họ cho dù chết, vậy phải bảo vệ Tư Đồ Thanh Thủy an toàn. Chỉ cần Tư Đồ Thanh Thủy linh khí không bị ảnh hưởng, là được dựa vào Thánh Đường Thiên Quốc uy nghiêm, chấn giết tất cả kẻ địch. Mặc dù hành động này, sẽ hy sinh toàn bộ thiên đường, nhưng có thể tiêu diệt ba tộc cùng luân hồi chi chủ, không thể nghi ngờ là thiên đại vậy tính toán mua bán. Oanh! Diệp Thần mượn Lâm gia lão tổ máu tươi, một trường này phá lệ mãnh liệt, vỗ vào vậy vừa dày vừa nặng sắt thép tường thuẫn trên. Rắc rắc sát! Nhất thời gian, từng cục tấm thuẫn nổ tung. Rất nhiều Thánh Đường chiến tướng, miệng phun máu tươi, tại chỗ gặp phải Diệp Thần trưởng lực đánh vào, thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu mà chết. Từng cục tấm thuẫn từ không trung đánh mất, nhưng ngay lập tức, lại có mới Thánh Đường chiến tướng, xách tấm thuẫn chặn lại lỗ hổng. Bọn họ chừng trăm nghìn người, tầng tầng lớp lớp, chi chít, vây lại bảo vệ Tư Đồ Thanh Thủy, coi như Diệp Thần có thể toàn bộ giết chết, cũng cần hao phí không ngắn thời gian. Mà bầu trời Thiên Đường Thánh Thổ đã sắp chân áp xuống tới. Một khi thiên đường hạ xuống, ba tộc người hẳn phải chết. Mạc Hoàng Tể, Hồng Hân, Tu Di Thánh Tăng ba người, vậy cảm thấy tình hình nghiêm trọng, vội vàng tiến lên trợ trận. Mạc Hoàng Tể cháy Mạc gia lão tổ máu tươi, huyễn hóa ra một đầu ngọn lửa phượng hoàng, hướng Thánh Đường tường thuẫn bảo vệ đại trận phóng tới. Hồng Hân vậy giấy lên Hồng gia lão tổ máu tươi, trong thoáng chốc ma hy nhô lên, hủy diệt gió bão đại tác. Một cái tràn đầy hủy diệt kiêu căng giả thiên ma thủ, hướng cân nhắc quyết định Thánh Đường đại trận lướt đi. Nhưng mà, cân nhắc quyết định Thánh Đường trăm nghìn chiến tướng, đã liều mạng đánh bạc tánh mạng ý niệm, không có chút nào lui bước. Đám người chiến tướng đính tấm thuẫn, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, toàn phương mặt không có một chút khe hở, bảo vệ được Tư Đồ Thanh Thủy. Trăm nghìn nhân khí cơ hội tương liên, liền giống như một khối thiết bản, lại không có một chút sơ hở có thể tìm ra. Diệp Thần liền vòng từng trưởng đánh ra, ngay chớp mắt đánh chết mấy ngàn thiên đường chiến tướng, mưa máu đầy trời phiêu sái, thiết thuẫn nổ tung bể làm một đoàn, tình cảnh vô cùng là thảm thiết máu tanh, nhưng đối mặt như thủy triều kẻ địch, nhưng là giết không khỏi giết, căn bản tiếp xúc không tới Tư Đồ Thanh Thủy tự mình chỗ. Hồng Hân, Mạc Hoàng Tể hai người, điều động tổ tiên máu tươi lực, vậy giết không ít Thánh Đường chiến tướng, nhưng vậy tổn thương đạt tới không tới căn cơ. Còn như Tu Di Thánh Tăng, đối mặt với tường thuẫn vậy phòng ngự, tự nhiên cũng là không làm nên chuyện gì. Bầu trời bên trong, Thánh Đường Thiên Quốc không ngừng ép xuống, tình thế đã vô cùng nguy cấp. Vậy hai giọt máu tươi mượn ta, mau. Diệp Thần quay đầu hướng Hồng Hân cùng Mạc Hoàng Tể gầm thét, khuôn mặt mang vẻ dữ tợn, hiển nhiên cũng là nóng nảy tới cực điểm. Hồng Hân và Mạc Hoàng Tể ngẩn ngơ, chẳng lẽ nói, Diệp Thần lại muốn tập hợp ba tộc lão tổ máu tươi, liều chết đánh một trận. Nhưng ba tộc lão tổ máu tươi, nhân quả uy năng hạng bàng bạc, mượn dùng một giọt, đã cần phải chịu đựng cực lớn nhân quả, Diệp Thần ba giọt mượn dùng, sợ không phải muốn sống sờ sờ bị nhân quả oai đè chết. Đương thời giây phút, Hồng Hân và Mạc Hoàng Tể vậy không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem máu tươi cho mượn liền Diệp Thần. Hồng gia lão tổ ma khí máu tươi, còn có Mạc gia lão tổ tiên khí máu tươi, cũng hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Hơn nữa Lâm gia lão tổ Phật khí máu tươi, Phật tiên ma tam hoa tụ đỉnh, Diệp Thần cả người nhất thời bộc phát ra vô cùng khoáng đạt thở mạnh voi. Khí này voi, có tiên cơ hội chìm nổi, Phật môn hạo nhiên, ma ngục cuồn cuộn thở mạnh, từng tầng một bộ xương trắng ở Diệp Thần dưới chân ra đời, khô lâu nứt ra toát ra tiên gia thanh liên bên trong lại tạo ra liền cổ xưa Phật đà, các loại lộng lẫy khí tượng tầng tầng thêm thân. Nhỏ trọng lâu kiếm khí. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, đột nhiên rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, trong đầu thích chữ suy nghĩ tiểu trọng lâu trưởng võ đạo khí tượng, cái này cổ khí voi chiếu đến trên thân kiếm,
liền tóe ra từng tầng một tiểu thiên thế giới mênh mông hơi thở, chư thiên trọng lâu hiện lên, trấn thủ ở trong hư không, lại có thể tạm thời chặn lại thánh đường thiên quốc chân áp. Ở nơi này tạm thời trì hoãn trong hô hấp, Diệp Thần một kiếm bạo giết ra, tiểu thiên trọng lâu võ đạo uy nghiêm, hóa thành một đạo vô cùng kiếm chém, hung hăng bổ về phía vậy sắt thép tường thuẫn. Bình bịch bịch, liên tiếp dày đặc tiếng nổ, tầng tầng tấm thuẫn thiết tường, ngay tức thì bị Diệp Thần phá vỡ. Hoàng ma thiên kiếm hòa lẫn nhỏ trọng lâu võ đạo, hơn nữa ba tộc lão tổ máu tươi, Diệp Thần một kiếm này uy thế, đích thực quá đáng sợ. Nếu như hắn dùng một kiếm này, đi đối phó ngày xưa Nho Tổ mà nói, đủ để một kiếm đem Nho Tổ giết chết. Đây là khó có thể tưởng tượng một kiếm, không cách nào dùng lời nói hình dạng uy lực, chỉ là một kiếm, liền hoàn toàn phá vỡ tường thuẫn, liền đem cầm thuẫn mấy chục ngàn thiên đường chiến tướng, toàn bộ một kiếm chém chết. Vô số bể tan tành thi thể, bể tan tành tấm thuẫn, đầm đìa máu tươi, đỏ tươi nội tạng, hỗn hợp diễn biến thành một tràng ngày tận thế mưa hoa, trên không trung tung bay sái sái. Đầy trời mưa máu bên trong, Tư Đồ Thanh Thủy bóng người, rốt cuộc xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Suy, Diệp Thần một kiếm kia, còn mang ác liệt uy lực còn lại, chém ngang mà qua, lại là tại chỗ đem Tư Đồ Thanh Thủy chém eo. Tư Đồ Thanh Thủy ngạc nhiên, nhìn mình rơi xuống hạ một nửa thân thể, hắn cả người cũng bối rối. Thánh đường tội nghiệt, cho ta chết. Diệp Thần mãnh quát một tiếng, phi thân lên, như vào chỗ không người, vọt tới Tư Đồ Thanh Thủy trước mặt, một chưởng vỗ xuống, phịch đích một tiếng, đem Tư Đồ Thanh Thủy thân thể, trên không bể thành mưa máu. Thấy Tư Đồ Thanh Thủy bị đánh chết, toàn trường nhất thời rung động kinh hãi dị. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể sẽ như vậy mạnh mẽ, lại một kiếm phá mở thánh đường trùng trùng phòng ngự. Một kiếm kia huy hoàng cùng vô địch, làm người ta chìm đắm. Hồng Hân mắt đẹp bên trong, mang một chút ngưỡng mộ cùng vẻ sợ hãi. Cường hãn như vậy tồn tại, Hồng gia muốn cùng là địch, sợ là tự diệt vong. Hồng Kỳ Sơn và Đế Thích Ma Hầu hai người sắc mặt âm trầm không nói ra lời. Diệp Thần lần này đi Yên Vân Tử Giới, rõ ràng cho thấy có thiên đại kỳ ngộ, lại có thể luyện thành tiểu trọng lâu trưởng, hơn nữa võ đạo không câu nệ như ý, có thể tùy ý diễn hóa kiếm khí, thật là mạnh không thể tưởng tượng nổi lớn. Hai người trong lòng đều là giống nhau ý niệm, luân hồi chi chủ, quả nhiên là có đại khí vận, cơ duyên vô cùng. Mạc Hàn Hy và Tiểu Huyên cũng là một mặt sùng bái vẻ rung động. Các nàng đã sớm gặp qua Diệp Thần mạnh mẽ, nhưng hôm nay Diệp Thần một kiếm này, vẫn là mạnh mẽ được có chút quá mức đáng sợ, quá mức ngoại hạng. Phải biết, Diệp Thần tu vi, chỉ có chính là thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên mà thôi. Diệp huynh đệ thật không hổ là đại khí vận người. Lâm Thiên Tiêu cũng không khỏi không xúc động, hắn là Lâm gia thiên kiêu, vốn cho là mình đã là khí vận không làm, thực lực vô địch, nhưng không nghĩ tới cùng Diệp Thần so sánh, nhưng là không đáng giá để ra. Dù là Diệp Thần một kích này là kết hợp vô cùng kinh khủng ba vị tồn tại máu tươi. Diệp đại nhân uy vũ. Mạc gia bên trong, rất nhiều tinh nhuệ các đệ tử, chấn thiên kêu gào, thanh thế đại chấn. Tư Đồ Thanh Thủy vừa chết, vậy thánh đường thiên quốc mất đi khống chế, nhất thời ô minh một tiếng, đi bầu trời chỗ cao bay đi, rất nhanh ẩn trong mây bưng, không thấy bóng dáng. Còn sót lại may mắn không chết thánh đường sứ đồ, thiên đường các chiến tướng. Thấy Diệp Thần uy mãnh như vậy hình dáng, nơi nào còn dám cùng là địch, hoảng vội vàng kêu lên. Rút lui, mau rút lui, trở về bẩm báo thần chủ đại nhân, phá cuộc người xuất thế. Đám người chạy mất dạng, lại cũng không có mới vừa thần thánh huy hoàng khí phách. Diệp Thần thở dốc một tí, muốn đi đuổi theo, nhưng đã hết hơi. Mới vừa một kiếm này, đã tiêu hao hết hắn thể lực. Hắn kinh mạch bên trong, mơ hồ cảm giác đau đớn. Đầu một hồi choáng váng. Dung hợp ba tộc lão tổ máu tươi, Diệp Thần mặc dù lấy được ngập trời trợ lực, nhưng vậy thừa nhận to lớn gánh vác. Nếu như không phải là hắn có luân hồi huyết mạch, hiện tại hắn đã chết. Mà mặc dù có luân hồi huyết mạch, ba tộc lão tổ máu tươi thiêu hủy, hoang ma thiên kiếm và nhỏ trọng lâu võ đạo trình độ cao nhất vận dụng, cũng để cho Diệp Thần kiệt sức, cơ hồ muốn té xỉu. Giá phải trả thực sự quá lớn. Thậm chí không thua trước thiêu đốt huyền yêu tinh máu. Mơ mơ màng màng tới giữa, Diệp Thần cảm thấy một cái hương hương mềm mềm thân thể, gần sát mình, định thần vừa thấy, nguyên lai là Hồng Hân. Hồng Hân ôm Diệp Thần mơ màng trầm trầm gian, đầu đúng lúc là tựa vào nàng mềm mềm trên ngực. Này,
ngươi không có sao chứ? Hồng Hân gò má một đỏ, nghĩ đến Diệp Thần cùng Hồng gia ân oán, trong lòng lại có vô cùng mâu thuẫn cảm giác bất đắc dĩ. Diệp Thần kiệt sức, nhưng cũng không nói ra lời, lại dựa vào Hồng Hân ngực, đã ngủ mê man. Mau truy đuổi, đừng nhường thánh đường tàn dư chạy. Lúc này, Mạc Hoàng Tể lớn tiếng nhanh hô, dẫn đầu dẫn người liều chết xung phong đi lên. Tu Di Thánh Tăng vậy là theo chân giết tới, mới vừa chiến đấu, hắn phát huy không tới tác dụng, nhưng lúc này truy kích tàn binh, nhưng là được nhiều thành tựu xuất sắc. Lấy hắn thái chân cảnh cửu tầng thiên thực lực, muốn đuổi giết một đám tàn binh, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, phần lớn thánh đường chiến tướng, toàn bộ bị Mạc Hoàng Tể, Tu Di Thánh Tăng đám người đuổi theo giết chết, chỉ có mười mấy người, may mắn chạy ra ngoài. Thánh đường chiến tướng trăm nghìn người, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người sống trở về, cái này thương vong to lớn, cho dù là đối với cân nhắc quyết định thánh đường mà nói, cũng là một cái tổn thất to lớn. Hai ngày sau, Diệp Thần tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại, liền thấy mình ngủ ở trên giường, Mạc Hàn Hy ngồi ở bên cạnh mình, đang cầm một cái chén thuốc, tựa hồ là muốn cho hắn mớm thuốc. Diệp đại ca, người tỉnh. Mạc Hàn Hy thấy Diệp Thần thanh tỉnh, nhất thời đại hỉ. Ta là ở nơi nào? Diệp Thần mới vừa tỉnh lại, có chút mê mang. Mạc Hàn Hy nói, nơi này là chúng ta Mạc gia tộc, người cứu vãn ba tộc nguy nan, uy danh truyền khắp toàn bộ địa tâm vực, Gia Gia ta và Hồng Kỳ Sơn, đế thích ma hầu bọn họ theo lý tranh thủ, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, không truy cứu nữ người xứ lạ người thân phận, cho phép người tự do tại địa tâm vực hoạt động. Nghe được có thể tự do hoạt động, Diệp Thần cười khổ một tí, nói tự do hoạt động ngược lại không cần, ta chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại ngoại giới, Hồng gia chìa khóa đâu. Mạc Hàn Hy thần sắc buồn bã, nói, Hồng Hân đã đem chìa khóa đưa tới, Diệp đại ca, ngươi lại không thể dừng lại lâu mấy ngày sao. Vừa nói, Mạc Hàn Hy móc ra một tấm thần thụ phù chiếu, chính là Hồng gia phù chiếu chìa khóa. Đại chiến kết thúc, Diệp Thần cứu vãn ba tộc nguy nan, như vậy hiển hách công lao, vô luận là ai đều không thể chối che giấu. Hồng Hân tuân thủ lời hứa, đem chìa khóa cho mượn liền Diệp Thần, cũng đem Hồng gia đệ tử, toàn bộ từ Tử Vi Ngân Hà bên trong rút lui. Hiện tại, Tử Vi Ngân Hà đã quay về Mạc gia tất cả. Diệp Thần thấy chìa khóa này, nhất thời đại hỉ, liền đem chìa khóa thu xuống, trong đầu nghĩ, ba cái chìa khóa, rốt cuộc gom đủ, ta có thể đi về. Nhìn Mạc Hàn Hy ảm đạm thần thương hình dáng, Diệp Thần hồi tưởng lại cùng nàng trải qua một màn, lại có chút không đành lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mặt nàng, cười nói ta rốt cuộc có thể trở về đi, ngươi không thay ta cao hứng không? Ta sau này còn sẽ trở lại xem ngươi. Mạc Hàn Hy trong lòng run lên, nghĩ đến tương lai mình nhân quả, thật ra thì đã cùng Diệp Thần quấn cố định, Mạc gia tương lai khí vận, vậy đánh cuộc ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần tại phi thăng trước, tuyệt không thể nào ném xuống Mạc gia bỏ mặc. Nghĩ tới đây, Mạc Hàn Hy trong lòng an tâm một chút, mỉm cười nói, Diệp đại ca, ngươi có thể trở về đi, ta rất vì ngươi cao hứng. Nhưng mà, nụ cười này bên trong nhưng thủy chung mang một chút thương cảm. Diệp Thần nói, gia gia ngươi đâu, ta đi cùng hắn nói tạm biệt. Mạc Hàn Hy nói, gia gia đi Tử Vi Ngân Hà, hắn huyết mạch khô kiệt rất nghiêm trọng, cần Tử Vi Ngân Hà bồi bổ, nhưng tối đa vậy không sống qua 30 năm. Ở lôi đài tỷ võ trên, Mạc Hoàng Tể liều chết cùng Hồng Kỳ Sơn tranh nhau, không tiếc cháy hết sức tự thân máu tươi, vốn là hắn còn sót lại tuổi thọ, sẽ không vượt qua 3 tháng, hiện tại có Tử Vi Ngân Hà bồi bổ, có thể miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ đến 30 năm, nhưng vậy là đặc biệt dồn dập, chết khó mà tránh khỏi. 30 năm, vậy là đủ rồi, ta sẽ trong khoảng thời gian này, viên mãn phi thăng thái thượng, để cho các ngươi Mạc gia được hưởng đại khí vận, gia gia ngươi tự nhiên cũng có thể thoát khỏi khốn cảnh. Nếu như cái này 30 năm thời gian, Diệp Thần có thể phi thăng mà nói, Mạc gia khí vận cùng hắn quấn cố định, tự nhiên cũng có thể được thiên đại tạo hóa, cái gì khốn cảnh nguy nan đều có thể thoát khỏi. Nếu như là người khác nói lời nói này, Mạc Hàn Hy nhất định là nhìn hờ hững. Nhưng Diệp Thần giọng bình tĩnh mà tự tin, nhưng cho người một loại cực lớn lòng tin. Tựa như 30 năm ngắn thời gian ngắn, Diệp Thần thật có thể thuận lợi phi thăng như nhau. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Mạc Hàn Hy có vẻ cảm kích, nghĩ đến Diệp Thần sắp rời khỏi, lại tràn đầy không thôi, không nhịn được ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt một chút, chợt thư thái, vậy nhẹ nhàng ôm một cái Mạc Hàn Hy. Hai người vuốt ve một hồi, lập tức tách ra.
Diệp Thần nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, ta phải đi về địa tâm miếu một chuyến, trả lại ba vị lão tổ nhân quả, sau đó liền trở lại ngoại giới, sau này ta nhất định sẽ hồi đến thăm ngươi, Hàn Hy, không nên quá nhớ mong ta. Lúc này Diệp Thần không gọi nữa cái gì Mạc tiểu thư, mà là gọi Mạc Hàn Hy tên chữ, là biểu thị ý gần gũi. Mạc Hàn Hy trong lòng mừng rỡ không thôi, nói, được, Diệp đại ca, ta sẽ chờ ngươi. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức đứng dậy, chuẩn bị lên đường đi địa tâm miếu. Mạc Hàn Hy nói, Diệp đại ca, chờ một chút. Diệp Thần nói, thế nào? Mạc Hàn Hy móc ra một cái ngọc tịnh bình, đưa cho Diệp Thần nói, nơi này có một chai tử vi ngân hà linh thủy, là nhất ngọn nguồn, nhất trong suốt, linh khí nhất đậm đà chỗ, ra ra ta nói đưa cho ngươi, coi là lễ vật, có thể tư bổ huyết mạch, khôi phục nguyên khí. Diệp Thần trong lòng động một cái, nghĩ ngợi, tử vi ngân hà linh thủy, có lẽ có thể phụ trợ huyết thần tiền bối, để cho hắn khôi phục. Trước đây cùng nho tổ ước chiến bên trong, huyết thần chi nhiều hơn thu tương lai, đã tiêu hao hết huyết khí, đổi được tóc bạc hoa dâm, vô cùng giải yếu. Mà đây bình tử vi ngân hà linh thủy, có lẽ có thể đến giúp huyết thần. Đa tạ. Diệp Thần nhận lấy tử vi linh thủy, liền cùng Mạc Hàn Hy nói tạm biệt, đi địa tâm miếu đi. Mạc Hàn Hy đưa mắt nhìn Diệp Thần rời đi, mắt đẹp bên trong mang không thôi cùng thương cảm. Cung tiễn Diệp đại nhân. Mạc gia trưởng lão, rất nhiều tinh nhuệ các cường giả, biết Diệp Thần phải đi, liền rối rít đi ra cung tiễn. Cung tiễn Diệp đại nhân. Chúc Diệp đại nhân võ vận xương long. Diệp đại nhân, non xanh còn đó, nước biếc còn dài, hy vọng chúng ta ngày khác có thể lần nữa gặp nhau. Rất nhiều Mạc gia các tộc nhân, rối rít hướng Diệp Thần tạm biệt. Người người trong lòng cũng ôm sùng bái vẻ cảm kích. Đa tạ các vị đưa tiễn, tại hạ cáo từ. Diệp Thần chắp tay một cái, tạm biệt Mạc gia đám người, ngự gió bay khỏi đi. Hiện tại gom đủ ba cái chìa khóa, Diệp Thần hận không được lập tức trở lại ngoại giới đi, nhưng địa tâm miếu bên kia nhân quả, vẫn là cần phải trả. Cùng giải quyết hết địa tâm miếu bên kia nhân quả, ta liền có thể đi về. Diệp Thần trong lòng tràn đầy mong đợi. Liền lần nữa trở lại Yên Vân Tử Giới, thẳng hướng địa tâm miếu đi. Yên Vân Tử Giới vẫn là sương mù nồng nặc, tử khí nồng nặc, nhưng Diệp Thần có phong vũ linh thụ bảo vệ, dĩ nhiên là thông suốt không trở ngại. Không cần thiết nửa ngày thời gian, Diệp Thần liền đi tới địa tâm miếu. Nhưng gặp Tu Di Thánh Tăng, trấn thủ ở miếu trước, thấy Diệp Thần tới, đọc một tiếng Nga Di Đà Phật, nói thí chủ, người rốt cuộc đã tới, hôm đó người giết bại cân nhắc quyết định thánh đường. Thần thông ngút trời, làm người ta cực kỳ kính nể. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói Tu Di Thánh Tăng, ba vị lão tổ đâu? Ta muốn trả lại nhân quả. Tu Di Thánh Tăng nói, thí chủ mượn các lão tổ máu tươi, ngày đó đã bị cực lớn phản chấn, hôm nay ngắn ngủi hai ngày, đã khỏi rồi sao? Diệp Thần cảm ứng mình một chút thân thể, đúng là đã không việc gì, nói ta đã không sao. Hắn luân hồi huyết mạch, chân thực cường hãn. Năng lực khôi phục có 102 chư thiên, ngắn ngủi thời gian 2 ngày, đủ để cho hắn hoàn toàn hết bệnh. Tu Di Thánh Tăng kinh hãi, nói, luân hồi huyết mạch, quả nhiên không giống vật thường, nhưng ba vị lão tổ nguyên khí không phục, sợ rằng còn muốn lại chờ một ngày. Hồng Bi Trần, Lâm Pháp Minh, Mạc Thanh Huyền ba vị lão tổ, dâng ra tự thân máu tươi, tuy chỉ là một giọt, nhưng cũng là căn nguyên chỗ, cho nên tiêu hao to lớn. Hiện tại Diệp Thần cũng khôi phục. Nhưng ba vị lão tổ còn không phục hồi như cũ. Lại chờ một ngày sao? Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn tâm niệm suy nghĩ trở lại ngoại giới, chính là một ngày vậy không muốn chờ. Bất quá đương thời giây phút, cũng chỉ có thể lại chờ một ngày, nói, được rồi, ta liền lại chờ một ngày. Tu Di Thánh Tăng nói, gọi không chu toàn, xin thí chủ thứ lỗi. Lập tức hắn dẫn Diệp Thần, bước vào miếu thờ bên trong. Cũng cho Diệp Thần an bài một cái tĩnh lặng phòng khách. Ngày đó Tu Di Thánh Tăng, một bộ hùng hổ dọa người hình dáng, tựa hồ khắp nơi nhằm vào Diệp Thần, nhưng lúc này nhưng vô cùng cung kính, khiêm tốn lễ độ, rõ ràng cho thấy mắt thấy đến Diệp Thần thực lực, đã là tâm phục khẩu phục. Cái này chính là cường giả đãi ngộ, người mạnh là vua, chính là vạn cổ không phá chí lý. Diệp Thần liền ở miếu thờ trong phòng khách, tạm thời nghỉ ngơi. Là thời điểm rèn luyện phong bi. Diệp Thần trong lòng động một cái, tiến vào hoàng tuyền thế giới. Hoàng tuyền thế giới bên trong, hai bụi cây thần thụ, đong đưa ảnh lượn vòng.
Cái này hai bụi cây thần thụ, một bụi là thanh long sa la cây, một bụi khác là phong vũ linh thụ. Tôn chủ, người tới. Sa la hướng Diệp thần thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Linh hài nhi đang sa la dưới tàng cây điều dưỡng, thấy Diệp thần đi vào, cũng là khẽ mỉm cười, kêu lên ca ca, thân thể không việc gì. Diệp thần cười nói, ta không có sao, các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta chuẩn bị trở lại ngoại giới. Linh hài nhi nói, nhanh như vậy đi trở về sao? Nơi này tốt vô cùng. Địa tâm vực linh khí đầy đủ, ở chỗ này tu luyện, địa tâm diệt châu có thể được lớn nhất tăng thêm hiệu quả. Diệp thần cười nói, bên ngoài còn có rất nhiều sự việc phải giải quyết, tổng không thể một mực ở lại chỗ này, cùng giải quyết hết địch nhân bên ngoài, chúng ta vẫn là có cơ hội trở lại nơi đây. Linh hài nhi cười nói, được, ca ca đi nơi nào, ta liền đi theo đi nơi nào. Diệp thần khẽ mỉm cười nói, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn tu luyện. Vừa nói, Diệp thần đi tới phong vũ linh thụ hạ, ngồi xếp bằng. Sau đó, Diệp thần liền sử dụng một khối đá bia, vậy trên tấm bia đá, in một cái cổ xưa gió chữ. Chính là phong bi. Phong vũ linh thụ mang theo đặc biệt phong thuộc tính linh khí, giờ khắc này, phong bi đang cùng phong vũ linh thụ đồng tình, đúng tấm bia đá ông tác hưởng, toát ra thanh mang. Gió vũ linh khí, bơm vào thần mạch. Diệp thần bóp một cái pháp quyết, phong bi lơ lửng, không ngừng hấp thu phong vũ linh thụ hơi thở, thanh mang càng ngày càng đậm hơn, đến cuối cùng giống như hãn biển xoay quanh vậy ở Diệp thần quanh thân. Diệp thần không ngừng hô hấp thổ nạp trước, chỉ cảm thấy trong cơ thể lăng phong thần mạch, cũng ở đây mơ hồ lột xác. Quả nhiên có hiệu quả. Diệp thần trong lòng đại hỉ, xem ra phong vũ linh thụ linh khí, đích xác có thể để cho phong bi đi về phía viên mãn. Mà phong bi đạt tới viên mãn sau đó, hắn lăng phong thần mạch, vậy là theo chân thăng lột xác. Cái này cổ lột xác quá trình, tự nhiên cần một chút thời gian. Diệp thần thong thả rèn luyện, không ngừng rèn luyện lăng phong thần mạch. Lăng phong thần mạch hiệu quả, là có thể hấp thu địch nhân sát thương, lại tích góp đổi thành, hóa thành tự thân công kích. Như vậy qua một ngày, phong bi rốt cuộc hoàn toàn viên mãn, mà Diệp thần lăng phong thần mạch, cũng là thành công lột xác. Mơ hồ tới giữa, Diệp thần cảm thấy tự thân tu vi, cũng có đột phá dấu hiệu. Cũng nhanh muốn đột phá, không nghĩ tới như thế khó khăn. Diệp thần xúc động một tiếng, hắn võ đạo nội tình quá sâu dày, muốn đột phá, muốn so với thường nhân khó khăn gấp trăm ngàn lần. Đi tới địa tâm vực lâu như vậy, Diệp thần lấy được cơ duyên quả thực không thiếu, nhưng tu vi đến nay vẫn là thủy nguyên cảnh bảy tầng thiên, một mực không có thể đột phá, có thể tưởng tượng được hắn đột phá khó khăn. Mà hiện tại, lăng phong thần mạch lột xác sau đó, Diệp thần rõ ràng cảm thấy, đột phá đã không xa, còn kém một chân bước vào cửa. Từ hoàng tuyền thế giới bên trong đi ra, Diệp thần đẩy cửa đi ra ngoài, đúng dịp thấy Tu Di Thánh Tăng ở bên ngoài. Tu Di Thánh Tăng chắp tay nói, thí chủ, ba vị lão tổ đã xuất quan, mời thí chủ đi trước gặp nhau. Diệp thần gật gật đầu nói, được. Lập tức liền ở Tu Di Thánh Tăng dưới sự hướng dẫn. Diệp thần đi tới địa tâm miếu Đại Hùng Bảo Điện, đang gặp Hồng Gia Lão Tổ Hồng Bi Trần, ngồi ngay ngắn ở Bảo Điện thủ tọa trên. Mạc Gia Lão Tổ Mạc Thanh Huyền, Lâm Gia Lão Tổ Lâm Pháp Minh, ngồi ở Hồng Bi Trần hai bên trái phải. Hồng Bi Trần ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chăm Diệp thần, nói, luân hồi chi chủ, người huyết mạch lại có tinh tiến. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Diệp thần cảnh giới tu vi không đột phá, nhưng luân hồi huyết mạch lại cường đại một phần chia. Diệp thần khẽ mỉm cười, nói, không quan trọng tiến bộ mà thôi, không đáng giá để ra. Hắn lăng phong thần mạch lột xác viên mãn, luân hồi huyết mạch tự nhiên cũng là tiến một bước mạnh mẽ. Hồng Bi Trần sắc mặt hơi ngưng trọng, Diệp thần mạnh mẽ, đối với Hồng Gia mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Dẫu sao, Hồng Gia và Diệp thần tới giữa, nhất định là địch thủ cũ. Chỉ là, hiện tại cân nhắc quyết định thánh đường mắt lom lom. Hắn cũng không tốt xé rách ra mặt, miễn được hai bên nội đấu, bị thánh đường lượm tiện nghi. Ngừng lại một chút, Hồng Bi Trần liền nói, ngươi thiếu chúng ta ba người nhân quả, ngày hôm nay nên là thường lại thời điểm. Diệp thần nói, không biết phải thế nào trả lại. Lòng hắn bên trong không kịp chờ đợi, chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết nhân quả, trở lại ngoại giới. Hồng Bi Trần hướng Mạc Thanh Huyền, Lâm Pháp Minh hai người nhìn một mắt, Mạc Lâm hai lão đều là gật đầu một cái. Hiển nhiên bọn họ là thương lượng qua.
Lập tức Hồng Bi Trần nói, chúng ta muốn ủy thác ngươi một chuyện, đi năm phương thánh địa đoạt lại một kiện pháp bảo. Diệp Thần vừa nghe đến năm phương thánh địa bốn chữ, nhất thời trong lòng rét một cái. Vậy năm phương thánh địa, là ngày xưa nắm trong tay tiên thiên năm phương cờ thế lực, Lão Phong chính là xuất thân từ này, sau đó năm phương thánh địa bị cân nhắc quyết định thánh đường tiêu diệt, chỗ này, hiển nhiên cũng bị thánh đường chiếm cứ. Ta đoán không lầm, năm phương thánh địa trước mắt là thánh đường địa bàn chứ? Diệp Thần ngưng trọng hỏi. Hồng Bi Trần nói, không sai. Năm phương thánh địa phòng bị xâm nghiêm, do, hoa trong gương, trăng trong nước, ở giữa Trần Túy Nguyệt trông chừng, muốn bước vào bên trong cướp lấy pháp bảo, chính là khó hơn lên trời chuyện. Cân nhắc quyết định thánh đường có tứ đại trưởng lão, số là hoa trong gương, trăng trong nước, tam trưởng lão Tư Đồ Thanh Thủy, đã bị Diệp Thần tru diệt. Vậy Trần Túy Nguyệt, muốn đến chính là tứ trưởng lão. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ba vị lão tổ. Các người cái này không phải cố ý làm khó người sao? Ta một thân một mình, như thế nào có thể tiến vào thánh đường địa bàn đoạt bảo? Ban đầu tru diệt Tư Đồ Thanh Thủy, Diệp Thần là dựa vào ba tộc lão tổ máu tươi, mới có thể thành công, hơn nữa còn là ở Tử Vi Ngân Hà cái loại này vùng khác. Nếu như hắn một thân một mình, tiến vào cân nhắc quyết định thánh đường sân nhà, đừng nói giết người đoạt bảo, liền tự vệ cũng khó khăn. Hồng Bi Trần nói, chúng ta tự nhiên biết rõ khó khăn. Cho nên cũng không phải là kêu ngươi mãng đụng vào, ta đã làm xong an bài, ngươi đi trước Đế Thích Gia Hồng Liên bí cảnh, tìm được bí cảnh lãnh chúa Đế Thích Long, hắn là chúng ta an bài một con cờ, hắn sẽ mang ngươi từ một cái bí ẩn đường mòn, tiến vào năm phương thánh địa, như vậy liền không cần bị canh phòng phát hiện. Diệp Thần nói, Đế Thích Gia bí cảnh, Đế Thích Gia không phải đã diệt vong sao, còn có người sống sót. Hồng Bi Trần nói, Thiên Quân Thế Gia, có dòng chánh cùng thứ hệ phân chia. Dòng chánh là tông gia, thứ hệ là dòng thứ, năm đó Đế Thích Gia diệt vong, dòng chánh tông gia chỉ có một người còn sống, chính là vậy thánh anh Đế Thích ngày, nhưng thứ hệ dòng thứ lại có không thiếu huyết mạch lưu lại, tuy nói một mực gặp phải thánh đường diệt giết, thế nhưng Hồng Liên bí cảnh, ở chúng ta ba người dưới sự che chở, vậy may mắn tích chữ lưu lại, bên trong có mấy ngàn cái Đế Thích Gia đệ tử. Diệp Thần hơi kinh hãi, nói, lúc đầu ba vị lão tổ, lại có thể âm thầm che chở Đế Thích Gia tộc nhân. Hồng Bi Trần nói, đây là chúng ta bố trí, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, tóm lại, ngươi mau sớm lên đường, đi Hồng Liên bí cảnh, tìm được Đế Thích Long, hắn sẽ mang ngươi tiến vào năm phương thánh địa, ngươi động tác cần phải mau, lập tức liền lên đường đi. Ta trong sâu thẳm, suy diễn đến Hồng Liên bí cảnh bên kia, sắp có động trời biến cố, con cờ này rất nhanh liền không giữ được, ngươi phải lập tức tới ngay. Diệp Thần nói, ta tiến vào năm phương thánh địa, cần cướp lấy pháp bảo gì? Hồng Bi Trần nói, không kịp nói tỉ mỉ, tấm phù chiếu này ngươi cầm, trên đường tự đi tính toán, ngươi lập tức lên đường đi Hồng Liên bí cảnh, chính là một khắc cũng không thể trì hoãn. Hắn vung ra một tấm phù chiếu, giọng thật là ngưng trọng, tựa như Hồng Liên bí cảnh bên kia, sẽ có cái gì động trời biến cố lớn xuất hiện, nếu như Diệp Thần đi trễ, liền cái gì cũng trễ. Diệp Thần vội vàng nhận lấy phù chiếu, thấy cái khác hai vị lão tổ, cũng là một mặt ngưng trọng hình dáng. Trong lòng ngầm ám nhất lắm, nói ta lập tức liền lên đường. Nói xong, Diệp Thần xoay người rời đi, đạp một cái ra địa tâm miếu, liền dọc theo phù chiếu lên thiên cơ hơi thở, phong tỏa Hồng Liên bí cảnh vị trí, thẳng hướng Hồng Liên bí cảnh đi. Vậy ba vị lão tổ, nhìn Diệp Thần rời đi bóng người, thần sắc biến hóa không chừng. Mạc gia lão tổ Mạc Thanh Huyền nói, năm phương thánh địa hung hiểm trùng trùng, thằng nhóc này tiến vào, thật có thể còn sống đi ra không? Hồng Bi Trần ha ha cười một tiếng, nói, đây cũng là cho hắn một cái khảo nghiệm, nếu như hắn liền như vậy ủy thác cũng không làm được, vậy cũng không tư cách đi đối kháng cân nhắc quyết định đứng đầu, vẫn là thừa dịp chết sớm thì tốt hơn. Diệp Thần một đường đi tới trước, cảm ứng phù chiếu hơi thở. Phù này chiếu bên trong, các loại nhân quả ngưng tụ, nhiệm vụ ủy thác nội dung cụ thể, vậy núp ở phù chiếu bên trong. Nguyên lai là kêu ta cướp lấy một kiện hồ lô pháp bảo sao. Diệp Thần cảm ngộ phù chiếu, trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai tâm miếu ba vị lão tổ ủy thác, gọi là hắn đi đoạt lại một kiện hồ lô pháp bảo. Hồ lô kia pháp bảo, tên là Đan Thiên Hồ, tiên thiên địa nhi sinh, đã từng thập đại thiên quân thế gia có chung pháp bảo. Cái này Đan Thiên Hồ kỳ diệu nhất địa phương, liền là có thể cuồn cuộn không ngừng nổi lên ra Đan Thiên Linh Rượu. Vậy Đan Thiên Linh Rượu, đối với rèn luyện gân cốt,
bồi bổ mạch máu, tăng tiến khí vận, có cực lớn công hiệu, so bất kỳ đan dược đều phải dễ xài. Đan tiên hồ không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, cách mỗi trăm năm, liền sẽ tạo ra một hồ lô linh tử, thập đại thiên quân thế ra phân mà lấy linh tử đào tạo nhà mình đệ tử, hiệu quả vô cùng cường đại. Năm đó 10 đại thế gia đệ nhất lão tổ, có thể viên mãn phi thăng thái thượng, thật ra thì cũng có đan tiên hồ tăng thêm hiệu quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chính là bởi vì đan tiên hồ linh tử nghịch thiên vậy bồi bổ hiệu quả, cho nên vậy thập đại lão tổ võ đạo căn cơ, so với thường nhân cường đại hơn, một phi thăng thái thượng, là được chí cao vô thượng thiên quân nắm giữ, hùng bá vạn giới, lần nữa lập ra quy tắc. Thời đại thái cổ, cân nhắc quyết định thánh đường họa loạn, xúc diệt thiên quân thế gia, thành công cướp lấy đan tiên hồ. Dựa vào đan tiên hồ linh tử, thánh đường cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng được từng nhóm tinh nhuệ, kiêu căng vô cùng hừng hực, đã thành địa tâm vực khổng lồ. Muốn đánh bại thánh đường, trước hết đoạt lại đan tiên hồ. Đây là ba vị lão tổ bố trí mấu chốt nhất một chiêu, không cho sơ thất. Lại có thể đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ, ủy thác cho ta. Diệp Thần chau mày, đan tiên hồ quan hệ trọng đại, được mất không phải chuyện đùa, ba vị lão tổ lại có thể đem này cùng trách nhiệm nặng nề, ủy thác cho hắn, không biết là coi trọng hắn luân hồi huyết mạch, vẫn là vậy Hồng Bi Trần cố ý muốn gọi hắn đi chịu chết. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, nhưng phát hiện hai loại nguyên nhân đều có. Hồng Bi Trần đánh được một tay tốt tính toán, nếu như Diệp Thần có thể đoạt lại đan tiên hồ, dĩ nhiên là thiên đại hỷ sự, nếu như Diệp Thần thất bại, bị thánh đường giết chết, vậy đối với Hồng gia mà nói, cũng là tin tức tốt, giải quyết hết một cái tai họa ngầm. Nói cách khác, vô luận kết quả như thế nào, Hồng gia đều sẽ không thua thiệt. Ngươi tính toán ngược lại là đánh được vang, nhưng quyền quyết định nhưng ở ta trên tay. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong lòng đã có chủ ý, cùng lấy được rồi đan tiên hồ, hắn phải tự mình nắm trong tay. Ba vị lão tổ muốn mượn dùng đan tiên hồ linh tử, phải đi qua đồng ý của hắn. Chàng này bố trí, Diệp Thần tự nhiên sẽ không cam tâm lâm vào là con cờ, hắn phải đem quyền chủ động cầm nặn ở bên trong tay mình. Trong lòng có quyết định, Diệp Thần đầu óc liền nhẹ nhàng sảng khoái hơn, lập tức một đường bay vút, nhanh chóng đi Hồng Liên bí cảnh đi. Ước chừng đi một ngày, Diệp Thần bảy rẽ tám cong, xuyên qua trùng trùng di tích thành hoang, đi tới địa tâm vực một nơi vô cùng là địa phương vắng vẻ. Nếu như không phải là có phù chiếu chỉ dẫn, hắn là tuyệt đối không thể nào tìm tới nơi này, có thể gặp cái này Hồng Liên bí cảnh ẩn núp. Đế Thích Gia còn sót lại đệ tử, ẩn cư ở chỗ này, tự nhiên cũng là rất an toàn. Đứng ở Hồng Liên bí cảnh ra, Diệp Thần xa xa liền thấy, ở cuối đường chân trời, đứng sừng sững một bụi to lớn thần thụ. Cho dù cách nhau thiên bách lý, thần thụ kia cũng là rõ ràng có thể gặp. Thần thụ mặt ngoài, là phổ thông cây cối hình dáng, chỉ là đặc biệt là lá to lớn, nhưng thần thụ lá cây, nhưng đặc biệt, một phiến phiến lá cây bay xuống, trên không linh khí chảo đáng, lại hóa thành một đóa màu đỏ hoa sen, tung bay lên cao rơi xuống. Bầu trời phương xa, một đóa đóa hồng liên bồng bềnh chìm nổi, hiện ra vô cùng đẹp lạ thường khí tượng. Đế Thích Gia bảo vệ cây, tên là Hồng Liên Tiên Cây, chính là bụi cây này thần thụ. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, phù chiếu bên trong có Hồng Liên bí cảnh các loại tin tức, hắn tự nhiên cũng biết Hồng Liên Tiên Cây lai lịch. Diệp Thần đang muốn tiến vào Hồng Liên bí cảnh, ngay vào lúc này, lại nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền tới. Lòng hắn bên trong nhất thời phòng bị, nhưng phát hiện sau lưng xa xa truyền tới hơi thở, hết sức quen thuộc, cũng không phải là kẻ địch. Lập tức Diệp Thần quay đầu vừa thấy, liền thấy xa xa có hai người đi tới, một nam một nữ, lại là Lâm Thiên Tiêu cùng Hồng Hân. Lâm thiếu gia, Hồng cô nương, là các ngươi. Diệp Thần cả kinh, không nghĩ tới Lâm Thiên Tiêu và Hồng Hân hai người, lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệp huynh đệ, Lâm Thiên Tiêu thấy Diệp Thần, cũng là lớn vui, đi tới nóng bỏng chào hỏi. Hồng Hân môi khẽ nhúc nhích, do dự một tí, nhưng không có lên tiếng. Diệp Thần gặp Lâm Thiên Tiêu trên mình, nhưng ăn mặc đồ tang, trên mặt ẩn nhiên có bi thương vẻ, không khỏi rất ngạc nhiên, nói, Lâm thiếu gia, ngươi thế nào? Lâm Thiên Tiêu thần sắc buồn bã, nói ta phụ thân tối hôm qua qua đời. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Tiêu nói, ta phụ thân năm xưa bị thánh đường đả thương, một mực dựa vào quốc sư đại nhân chữa trị,
nhưng Tử Vi Ngân Hà đánh một trận, quốc sư đại nhân linh khí tiêu hao quá lớn, hồi tộc sau không có sức sẽ giúp ta phụ thân bị thương nặng không trị, cuối cùng là ôm hận mà chấm dứt. Diệp Thần trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng, nói, vậy các ngươi Lâm gia. Lâm Thiên Tiêu nói, quốc sư đại nhân tạm thời thành ta Lâm gia thiên quân nắm giữ, hắn nói chờ ta thực lực đủ sau đó, lại đem thiên quân vị truyền nhường cho ta. Diệp Thần nói, ngươi chưa thấy được cái này sau lưng, có cái gì địa phương cổ quái sao? Lâm Thiên Tiêu nói, ngươi là muốn nói quốc sư đại nhân, cố ý hại chết cha ta sao? Cái này sẽ không, quốc sư đại nhân không phải loại người như vậy, hắn là ta thụ nghiệp ân sư, làm sao sẽ đào hố hại ta đâu? Diệp Thần trầm ngâm một tí, muốn khuyên nói với cái gì, nhưng thấy Lâm Thiên Tiêu vẻ mặt này, cũng không tốt nói nhiều, liền hỏi, Lâm thiếu gia, vậy ngươi tới đây bên trong làm gì? Hắn cảm ứng một tí Lâm Thiên Tiêu và Hồng Hân hơi thở, phát hiện hai người cùng địa tâm miếu ba vị lão tổ bố trí, cũng không bất kỳ dây dưa dễ má. Muốn đến Lâm Thiên Tiêu biết nơi đây, cũng là Đế Thích Ma Hầu cho biết. Dẫu sao, Đế Thích Ma Hầu có một nửa Đế Thích gia huyết mạch, hắn thành tựu người sống sót, chắc chắn biết Hồng Liên bí cảnh tồn tại. Lâm Thiên Tiêu nói, là quốc sư đại nhân phái ta tới, chỗ này kêu Hồng Liên bí cảnh. Giữ Đế Thích gia năm đó còn sót lại một phần chia dòng thứ huyết mạch, quốc sư đại nhân muốn gọi ta thu phục bộ phận này lực lượng, dùng để đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nhớ tới địa tâm miếu ba vị lão tổ, khẩn trương thúc giục hình dáng, muốn đến cái này Hồng Liên bí cảnh, nếu như có cái gì kinh thiên biến cố, tất nhiên và Đế Thích Ma Hầu có liên quan. Vậy Hồng cô nương đâu? Diệp Thần ánh mắt nhìn về Hồng Hân, lại hỏi. Thời khắc này Hồng Hân đã địa vị là Hồng gia tộc trưởng, người mặc mây tím tiên y, phong tư thướt tha, tư thái vạn phương, cả người có đại khí vận vần quanh, tu vi rõ ràng đã đột nhiên tăng mạnh, muốn đến là lấy được vũ trụ thần thụ bồi bổ. Lâm Thiên Tiêu nói, Hồng cô nương là ta mời tới, cái này Hồng Liên bí cảnh bên trong nhân vật, đối với ta Lâm gia rất có phê bình kín đáo, một mực không chịu quy thuận, ta muốn bọn họ nếu như không chịu quy thuận Lâm gia, quy thuận Hồng gia cũng giống như nhau. Dù sao chúng ta ba tộc đã quyết định muốn kết minh đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường. Trước kia Hồng gia lang tử dã tâm, một mực có muốn tóm thâu cái khác hai nhà ý niệm, nhưng hiện tại Hồng Kỳ Sơn thối vị, Hồng Hân mới nhậm chức tộc trưởng, tự nhiên không có lại nội đấu tâm tư. Hồng Hân ý tưởng là kết minh đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường. Lâm gia cùng Mạc gia, dĩ nhiên là không có không cho phép. Diệp Thần nhìn chung quanh, không hề gặp có Mạc gia người theo tới. Lần này Lâm Thiên Tiêu muốn nhận phục Đế Thích gia dòng thứ, lại không có mời Mạc gia, hiển nhiên là có phòng bị Mạc gia dự định. Mạc gia đã lấy được Tử Vi Ngân Hà, hơn nữa sau lưng có Diệp Thần cái này tôn nhân vật lớn chống đỡ, kiêu căng đã vô cùng hừng hực, nếu như lại thu phục Đế Thích gia thế lực đó tiến một bước bành trướng, cục diện đem mất đi thăng bằng. Ba nhà tuy có kết minh ý, nhưng thế lực thăng bằng rất trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một nhà độc quyền. Lâm Thiên Tiêu tuy cùng Diệp Thần có giao tình, nhưng ở cái loại này phải trái rõ ràng về vấn đề, cũng không dám có nửa điểm lơ là. Hồng Hân tiến lên trước một bước, mắt đẹp nhìn Diệp Thần, nói, Diệp công tử, vậy ngươi lại làm sao sẽ tới Hồng Liên bí cảnh? Ngươi là làm sao biết chỗ này? Diệp Thần nhưng không nghĩ tiết lộ địa tâm miếu nhân quả, liền từ từ nói, thiên cơ bất khả lộ, xin thứ cho ta không có thể trả lời, tóm lại, ta cũng là vì đối kháng thánh đường. Lâm Thiên Tiêu và Hồng Hân nhìn nhau, tuy không biết Diệp Thần kế hoạch, nhưng đối với kháng thánh đường mục tiêu, đám người là giống nhau. Hồng Hân ha ha cười một tiếng, nói, nếu Diệp công tử không chịu nói, vậy cũng được, cùng đi đi. Nàng trong lòng nghĩ ngợi, muốn đến Diệp Thần là Mạc gia âm thầm phái ra người, cũng muốn chiêu nạp Đế Thích gia thế lực, lại không nghĩ rằng Diệp Thần sau lưng, thật ra thì cất giấu địa tâm miếu ba vị lão tổ nhân quả. Lâm Thiên Tiêu cũng giống như nhau tâm tư. Vậy lấy là Diệp Thần đại biểu Mạc gia. Đương thời giây phút, tổng không thể đem Diệp Thần đuổi đi, ba người liền kết bạn đi tới trước. Diệp Thần đi ở trong, Hồng Hân cùng Lâm Thiên Tiêu cùng ở trái và phải, rõ ràng cho thấy lấy Diệp Thần vi tôn, dẫu sao luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, hai người đều là kiến thức qua, cũng không dám có cùng Diệp Thần tranh phong ý. Ba người một đường đi tới trước, rất nhanh liền đến Hồng Liên trung tâm bí cảnh. Ở Hồng Liên tiên dưới tàng cây, là một mảng lớn cổ xưa cung điện, rất nhiều Đế Thích gia tộc nhân đang sinh tồn ở nơi này. Một phiến màu đỏ hoa sen,
theo gió ở trong không khí bồng bềnh, vừa rơi xuống đất liền hóa thành hồng mang tản ra, cảnh tượng như mộng như ảo, làm người ta hoa mắt. Diệp Thần ba người hơi thở, Đế Thích Gia sớm có phát hiện, làm ba người đến gần cụm cung điện rơi thời điểm, một phiến nghiêm nghị ý bay lên, rất nhiều mặc giáp cầm sắc bén Đế Thích Gia đệ tử, đạp sải bước đi ra, vây quanh đem ba người vây quanh. Ha ha, Lâm gia đại thiếu, Hồng gia thánh nữ, Mạc gia khách quý, ba vị thiên kiêu đại giá đến chơi, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Một đạo hồng trung đại lữ vậy thanh âm vang lên, chỉ gặp một cái lưng hùm vai gấu, thân hình người trung niên to lớn, lớn bước ra ngoài. Diệp Thần một nhìn người nọ, liền biết người này là Hồng Liên bí cảnh thủ lãnh, Đế Thích Long. Cái này Đế Thích Long, là địa tâm miếu ba vị lão tổ, âm thầm đào tạo con cờ, Diệp Thần cần trợ lực của hắn, tiến vào năm phương thánh địa. Xem Đế Thích Long hình dáng, hiển nhiên còn không biết địa tâm miếu mưu đồ, cho nên thấy Diệp Thần xuất hiện, hắn chỉ lấy là Diệp Thần là Mạc gia khách quý, đại biểu Mạc gia tới, nơi nào nghĩ đến Diệp Thần cũng là địa tâm miếu bố cục một vòng. Lâm Thiên Tiêu chắp tay một cái, nói, Đế Thích tộc trưởng, ta Lâm gia đã mời qua ngươi nhiều lần, ta ngày hôm nay lỗ mãng viếng thăm, vẫn là lấy trước ý, muốn mời ngươi thêm vào Lâm gia. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, rất muốn cùng Đế Thích Long nói rõ ràng, thật ra thì hắn là đại biểu đất tâm miếu tới, có trọng đại chuyện quan trọng muốn nhờ, nhưng đương thời giây phút, vậy không tiện mở miệng. Đế Thích Long cười một tiếng, nói, Lâm thiếu gia, chuyện này, ngươi không cần lại sách, trừ phi ngươi giết Đế Thích Ma Hầu cái này dã chủng, nếu không tuyệt không thương lượng chỗ trống. Lâm Thiên Tiêu sắc mặt trầm xuống, nói, Đế Thích tộc trưởng, có lời tốt dễ thương lượng, ngươi cần gì phải bêu xấu quốc sư đại nhân. Đế Thích Long vui vẻ cười to, nói, Lâm đại thiếu gia, người bị Đế Thích Ma Hầu lão kia tạp mao mê hoặc, người này một nửa huyết mạch là Đế Thích gia, một nửa huyết mạch là Lâm gia, vốn là huyết khí không thuần, tạp chủng một cái. Lâm Thiên Tiêu mang trên mặt vẻ tức giận, nói, người nói là ta Lâm gia huyết mạch có vấn đề sao? Đế Thích Long nói, không dám, chỉ là liền chuyện bàn về chuyện, các ngươi Lâm gia và chúng ta Đế Thích gia, huyết mạch đều là hàng đầu thượng thừa, nhưng phối hợp chung một chỗ, kết quả lại lớn lớn không ổn, sản sinh ra Đế Thích Ma Hầu này cùng nghịch tặc, năm đó hắn phụ trách trấn thủ ta Đế Thích gia cửa thành, kết quả thấy thánh đường xâm phạm, lại có thể hù được tè ra quần, cho cân nhắc quyết định thánh đường mở ra cửa thành, trực tiếp đưa đến ta Đế Thích gia chút nào không phòng bị, gặp thảm diệt tộc. Lâm Thiên Tiêu nói, quốc sư đại nhân không phải loại người này. Ở lòng hắn bên trong, vô cùng là tôn trọng Đế Thích Ma Hầu, bởi vì hắn năm xưa võ đạo tu luyện, từng được Đế Thích Ma Hầu chỉ điểm, hơn nữa phụ thân trọng thương, hắn từ nhỏ liền thiếu yêu thích, cũng là Đế Thích Ma Hầu một lòng chăm sóc. Tại hắn mà nói, Đế Thích Ma Hầu là vừa thầy cũng phụ tồn tại, tuyệt không cho phép người ngoài bêu xấu. Đế Thích Long nói, Lâm thiếu gia, người vì sao hết lần này tới lần khác sẽ không chịu tin đâu. Năm đó Đế Thích Ma Hầu vậy tiện chủng, cho cân nhắc quyết định thánh đường mở cửa thành, sau đó lại hèn yếu sợ chiến, giả chết giả trang thành thi thể. Mới miễn cưỡng tránh được một kiếp, hắn mới có thể có hôm nay võ đạo thần thông, đều là hắn ngày đó thừa dịp chiến loạn, len lén uống cạn sạch đan tiên hồ linh tử, tích lũy hùng hồn căn cơ, nếu không lấy vậy tiện chủng thiên phú nhân phẩm, hắn có thể đột phá thái chân cảnh. Đơn giản là thiên đại cười nhạo. Hắn nói chuyện bên trong, tràn đầy to lớn hận ý cùng giễu cợt, rõ ràng cho thấy cực hận Đế Thích Ma Hầu. Có Đế Thích Ma Hầu ở Lâm gia một ngày, hắn là tuyệt đối sẽ không thêm vào Lâm gia. Diệp Thần nghe được Đế Thích Long lời nói, nhưng trong lòng thì chấn động. Nếu như Đế Thích Long nói là sự thật, vậy trước đừng để ý Đế Thích Ma Hầu nhân phẩm, chỉ ít vậy đan tiên hồ linh tử, đích xác là thần diệu vô cùng. Đế Thích Ma Hầu uống linh tử, lại có thể mới có thể có hôm nay võ đạo thần thông, có thể gặp vậy đan tiên linh tử thần kỳ. Im miệng cho ta! Lâm Thiên Tiêu giận dữ, một quyền mãnh giết ra, hướng Đế Thích Long lướt đi. Lâm thiếu gia, bình tĩnh một chút. Hồng Hân thấy Lâm Thiên Tiêu ra tay, thân thể mềm mại thoáng một cái, ngăn ở trước mặt hắn, tiêm giơ tay lên một cái, dễ như trở bàn tay chặn lại nắm đấm của hắn. Lâm Thiên Tiêu rất khiếp sợ, Diệp Thần cũng là hơi kinh hãi, xem Hồng Hân cái này cử trọng nhược khinh hình dáng, võ đạo tu vi rõ ràng cho thấy tiến nhiều, đã vượt xa trước kia. Hồng Hân môi đỏ mọng khẽ mở, hướng Đế Thích Long nói, ngươi nếu không chịu quy thuận Lâm gia, gia nhập ta Hồng gia như thế nào? Đế Thích Long nghe được Hồng Hân mà nói, trong lòng khẽ nhúc nhích,
Hồng gia nắm giữ xếp hạng thứ nhất thần thụ, thế lực căn cơ hùng hậu, nếu như có thể gia nhập Hồng gia nói, ít nhất có thể gìn giữ ở đây một chi đế thích tộc huyết mạch. Ta cân nhắc một chút. Đế thích Long cũng không có lập tức đáp ứng, bởi vì sau lưng hắn, còn có địa tâm miếu ba vị lão tổ nhân quả, chuyện lớn như vậy, phải đi qua ba vị lão tổ đồng ý. Thậm chí đối với tại hắn mà nói, ba vị lão tổ mệnh lệnh so bất kỳ lợi ích cũng trọng yếu hơn hơn. Hồng Hân hướng Lâm Thiên Tiêu nói, Lâm thiếu gia, chuyện này liền giao cho ta xử lý, người phụ thân mới vừa qua đời, người tâm cảnh không thể có quá lớn chập chờn, nếu không rất dễ dàng nảy sinh tâm ma, phù tu hơi lớn lớn bất lợi. Lâm Thiên Tiêu nghe Hồng Hân mà nói, tuy biết nàng là ý tốt, nhưng nghĩ tới đế thích Long ác độc lời nói, trong lòng vẫn là khó che giấu tức giận. Đế thích tộc trưởng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Một mực không nói gì Diệp Thần, lúc này rốt cuộc mở miệng. Hồng Hân mắt đẹp đông lại một cái, nói, Diệp công tử, người Mạc gia đã có Tử Vi Ngân Hà, còn muốn cùng ta Hồng gia tranh đoạt Hồng Liên bí cảnh sao? Diệp Thần nói, không phải, ta ngoài ra có trọng đại công việc, mời đế thích tộc trưởng mượn một bước nói chuyện. Đế thích Long ánh mắt khẽ nhúc nhích, gặp Diệp Thần cùng Hồng Hân tranh nhau, nghĩ thầm hai nhà tranh nhau, hắn liền có thể bắt được càng nhiều tiện nghi, lập tức cười một cái, nói, được rồi, nghe tiếng đã lâu Diệp đại nhân luân hồi huyết mạch uy danh, hôm nay được gặp, có vẻ chuyện may mắn, không biết ngài có gì chỉ giáo. Mời. Vừa nói, hắn liền muốn mời Diệp Thần tiến vào bên trong điện bên trong. Diệp Thần gật đầu một cái, đang muốn đi theo Đế Thích Long đi vào, ngay vào lúc này, lại nghe bầu trời ùng ùng một hồi sấm sét, có một đạo âm u lạnh nhạt tiếng cười, từ trên trời vang lên. Chỉ gặp bầu trời bên trong, một phiến phiến màu vàng đài sen tách thả ra, các loại Phật gia kinh văn lưu chuyển, hình thành vạn Phật kim tràng, từng cái kim tràng màn che thổi không, Phật quang chào đãng. Chư thiên Phật quang chìm nổi tới giữa, một đạo uy nghiêm bóng người, dần dần hiện lên. Thân ảnh kia ngồi xếp bằng ở hoa sen ngai vàng bên trên, mái tóc dài bù xù, ánh mắt lạnh lùng, trong tròng mắt có thấy rõ vạn cổ bể râu, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy vô cùng áp lực. Người này, chính là Đế Thích Ma Hầu. Quốc sư đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thiên Tiêu thấy Đế Thích Ma Hầu, trong lòng chấn động một cái. Đế Thích Ma Hầu cười nói, ha ha, Thiên Tiêu, ta kêu ngươi thu phục Đế Thích nhà Tàn Dư. Ngươi chạy thế nào đi và Hồng gia hợp tác? Cái này Đế Thích nhà Tàn Dư, nếu là bị Hồng gia thu phục, ta Lâm gia há chẳng phải là máu thua thiệt. Lâm Thiên Tiêu nói, quốc sư đại nhân, ta không phải cái ý này, ta chỉ là... Đế Thích Ma Hầu nhàn nhạt nói, ngươi không cần giải thích, thật may ta suy diễn thiên cơ, nhận ra được nơi đây có biến cố trọng đại, cho nên liền tự mình hạ xuống, nếu không ắt phải bị ngươi làm hư đại sự, cái nhóm này Đế Thích nhà Tàn Dư. Nắm trong tay Hồng Liên tiên cây, nhưng không thể để cho người ngoài. Lâm Thiên Tiêu mơ hồ phát hiện không ổn, nói, quốc sư đại nhân, người linh khí không phải khô kiệt sao? Hôm nay khí tượng sao như vậy khổng lồ, thậm chí thắng được trước kia. Đế Thích Ma Hầu nói, ta phục chút đan dược, hôm nay đã khôi phục. Lâm Thiên Tiêu tim đập bịch bịch, nói, người tối hôm qua còn nói linh khí khô kiệt, không có sức thay ta phụ thân chữa trị, trơ mắt nhìn hắn chết đi. Ngày hôm nay tại sao lại đột nhiên khôi phục? Nơi nào có trùng hợp như vậy? Mơ hồ tới giữa, hắn đã phát hiện không ổn, trong lòng có vô cùng dự cảm bất an. Đế Thích Long vui vẻ cười to, nói, Lâm thiếu gia, ta sớm cùng ngươi nói, cái này Đế Thích Ma Hầu là một cái dã trùng, lão tạp mao, tiện trùng. Hắn mai phục ở ngươi Lâm gia nhiều năm, rốt cuộc tìm được mượn cớ, có thể không chịu nhân quả cắn trả, hại chết ngươi phụ thân. Người phụ thân bị thương nặng nhiều năm chưa lành, liền Mạc gia lão thiên quân cũng bình phục, hắn tại sao còn không khôi phục? Người dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi. Lâm Thiên Tiêu cả người phát run, nội tâm không dám ngẫm nghĩ đi xuống. Om sòm. Đế Thích Ma Hầu ánh mắt run lên, mắt lạnh nhìn chằm chằm Đế Thích Long, bỗng nhiên chỉ điểm một chút giết ra. Hắn lăng thiên chỉ một cái, Phật quang nổ tung, chính là thái cổ thánh Phật xuyên qua hư không, uy thế đơn giản là ngút trời. Đây là đại thừa Phật Pháp bên trong đại hoang phục ma chỉ, là Đế Thích nhà tuyệt kỹ. Đế Thích Long con người có giúp một cái, nhưng giác cả người khí cơ ngưng động chất, mắt gặp cái này chỉ điểm một chút giết xuống, lại có thể không có sức phản kháng. Hắn tu vi không hề yếu, đạt tới thái chân cảnh hậu kỳ, nhưng cùng Đế Thích Ma Hầu so sánh, nhưng là con kiến hôi tồn tại.
Tiểu Trọng Lâu trưởng, mắt xem Đế Thích Long sẽ bị Đế Thích Ma Hầu giết chết, Diệp Thần đột nhiên đứng ra, hồn thể chuyển hóa, đốt máu quyết và thiên yêu huyết mạch đồng loạt bùng nổ, thậm chí Hồng Mông Đại Tinh không diễn hóa ra, vô số lực lượng hội tụ, một trưởng gào thét bạo giết, cuồng bạo trưởng phong phóng lên cao. Một trưởng này uy lực, cực kỳ kinh người. Suy, Tiểu Trọng Lâu trưởng cùng Đại Hoang Phục Ma chỉ giao phong, vô tận đợt khí lăn lộn. Toàn bộ mặt đất cũng đang chấn động và biến dạng. Thậm chí địa tâm vực quy tắc tựa như đều phải mơ hồ muốn phá hoại. Diệp Thần biết rõ mình và đối phương thực lực có chênh lệch cực lớn. Thậm chí còn mượn một chút Huyền Hàn Ngọc lực lượng. Cho dù như vậy, Đế Thích Ma Hầu chỉ một cái vẫn là ở Diệp Thần trên lòng bàn tay phá ra liền một cái lỗ máu, máu tươi chảy hạ, lại là có chút dữ tợn. Diệp Thần nhìn một cái, thần sắc càng thêm ngưng trọng, không chỉ lỗ máu, bàn tay hắn còn gặp phải một cổ vô cùng kinh khủng cự lực đánh vào, mơ hồ cảm giác đau đớn. Thật là cường hãn chỉ lực. Diệp Thần trong lúc nói chuyện, khóe miệng có chút máu đỏ tươi ý, cắn răng, cường đại sinh mệnh lực hồi phục, đồng thời, linh bia vạn linh thần mạch vận chuyển, trên bàn tay lỗ máu khép lại, gân cốt nhưng vẫn lưu lại một chút đau đớn. Cái này Đế Thích Ma Hầu thực lực, đích xác là vô cùng mạnh mẽ, Diệp Thần vận dụng Tiểu Trọng Lâu trưởng, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản hắn nhất kích. Đế Thích Ma Hầu sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng là kinh ngạc Diệp Thần cường hãn. Phải biết, lúc này Diệp Thần, cũng không có ba tộc lão tổ máu tươi phụ trợ, lấy thủy nguyên cảnh bảy tầng thiên thân, lại còn có thể chống đỡ hắn nhất kích, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn có thực lực chu diệt Diệp Thần, nhưng Diệp Thần nếu như bùng nổ lá bài tẩy mà nói, phỏng đoán mình vậy không có được chỗ tốt gì. Bất quá hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như Diệp Thần thần phục mình, vậy có phải hay không thì chẳng khác nào mình có một chuôi kinh thiên kiếm. Dẫu sao Diệp Thần trưởng thành chân thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thiên Tiêu tiến lên trước một bước, thần sắc có chút phức tạp, do dự mấy giây, lớn tiếng nói, quốc sư đại nhân, người rõ ràng nói cho ta, ngươi là không phải cố ý không cứu cha ta. Đế Thích Ma Hầu nhìn đau buồn muốn chết diễn cảm, trên mặt nhưng là mỉm cười, lộ vẻ được cao hứng vô cùng, nói, Thiên Tiêu, chẳng lẽ ngươi còn muốn không rõ ràng sao? Ta luôn muốn mưu đoạt ngươi Lâm gia thiên quân khí vận ngôi thôi. Nếu các ngươi rừng không hồng ba nhà thiên kiêu, cũng ở chỗ này, vậy rất tốt, ta đem các ngươi toàn bộ độ hóa, liền có thể hoàn toàn nắm giữ ba tộc. Lâm Thiên Tiêu là Lâm gia nhân vật thiên kiêu, mà Diệp Thần đại biểu Mạc gia, Hồng Hân đại biểu Hồng gia, ba nhà thiên tài tề tụ nơi này, chỉ cần toàn bộ độ hóa, vậy Đế Thích Ma Hầu liền vô địch. Đến lúc đó, Diệp Thần, Hồng Hân, Lâm Thiên Tiêu, đều biến thành hắn con rối, vậy hắn liền có thể khống chế ba tộc. Đại thừa phổ độ thiện quang, cho ta trấn áp. Đế Thích Ma Hầu một tiếng quát to, bàn tay giết ra, từng tầng một Phật quang nổ tung, trong phảng phất hồng liên tiên cây câu thông. Vậy Đế Thích nhà hồng liên tiên cây, hắn lại có thể nắm trong tay. Giờ khắc này, hồng liên tiên cây tựa như thành Đế Thích Ma Hầu pháp bảo, ở nơi này bụi cây tiên cây bơm vào hạ, hắn phổ độ thiện quang, đổi được vô cùng nồng nặc, chư thiên tinh không có cuồn cuộn vang dội Phật hát dâng lên. Đế Thích Ma Hầu một trưởng đè xuống, nồng nặc kia phổ độ thiện quang, chính là bao phủ toàn bộ Hồng Liên bí cảnh. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần, Lâm Thiên Tiêu, Hồng Hân ba người, đều cảm thấy vô cùng áp lực. Đế Thích Long và Đế Thích nhà các đệ tử, cũng là một cái mặt lộ vẻ thống khổ, bọn họ cảm giác được, đang có một cổ cực kỳ tàn nhẫn bá đạo phổ độ hơi thở, xông vào bọn họ trong thần hồn, phải đem bọn họ hoàn toàn độ hóa. Ta ẩn nhẫn không biết nhiều ít vạn năm. Ngày hôm nay rốt cuộc chấp trưởng Lâm gia đại bảo, đại khí vận thêm thân, các ngươi không phải ta địch thủ, mau mau quy thuận thôi, tội gì vùng vẫy. Đế Thích Ma Hầu lãnh đạm mỉm cười, đầu đầy tóc đen tung bay. Đối với Đế Thích Ma Hầu mà nói, Lâm Thiên Tiêu phụ thân chết đi, hắn đã thừa kế Lâm gia tộc trưởng ngôi, mặc dù chỉ là tạm thời, tương lai cam kết muốn lần nữa nhường ngôi cho Lâm Thiên Tiêu, nhưng coi như là tạm thời, hắn đã đạt được Lâm gia thần thụ đồng ý, có đại khí vận thêm thân. Ở ngập trời khí vận ra chỉ xuống, Đế Thích Ma Hầu thậm chí có thể điều động ngày xưa Đế Thích nhà thần thụ. Hồng liên tiên cây năng lượng, toàn bộ bơm vào đến Đế Thích Ma Hầu trên mình, hắn đại phổ độ thiện quang, sáng chói đến so mặt trời còn huy hoàng bước. Lâm Thiên Tiêu tại chỗ không chịu nổi áp lực, quỳ ngã xuống, mặt đầy thống khổ bi tuyệt vẻ. Rồi sau đó, nỗi thống khổ của hắn, dần dần đổi được ôn hòa, ánh mắt vậy dần dần đổi dỗi rãnh động.
ngay lập tức tới giữa, Lâm Thiên Tiêu hoàn toàn bị độ hóa, hoàn toàn quy thuận Đế Thích Ma Hầu, thành con rối vậy tồn tại. A-di-đà Phật, quốc sư đại nhân, đệ tử trước kia tội nghiệt quá sâu, hôm nay quy theo Phật Pháp, mời quốc sư đại nhân tẩy thoát ta nghiệt đếm. Lâm Thiên Tiêu chắp hai tay, lại có thể giống như một cái thành kính Phật môn tín đồ vậy, hướng Đế Thích Ma Hầu quỳ bái. Đế Thích Ma Hầu vui vẻ cười to, nói, rất tốt, Thiên Tiêu, ngươi ở một bên nhìn, trước mắt ngươi những thứ này tội nhân, vậy rất nhanh quy thuận ta. Lâm Thiên Tiêu nói, Nói xong, Lâm Thiên Tiêu liền yên lặng đứng ở một bên, nhìn Diệp Thần, Hồng Hân, Đế Thích Long các người vùng vẫy. Độ hóa phương pháp, là trấn áp người thần hồn. Lâm Thiên Tiêu phụ thân qua đời, lại mắt thấy Đế Thích Ma Hầu âm mưu, tâm cảnh tinh thần đã mau tan vỡ, cho nên một lần đến Đế Thích Ma Hầu độ hóa, hắn nhất không chịu nổi trước. Diệp công tử, ta mau không chịu nổi, sắp một kiếm giết ta. Hồng Hân cắn chặt môi đỏ mọng, lảo đảo đi tới Diệp Thần bên người, tinh thần tán loạn dưới, lại nhuyễn miên miên ngã xuống Diệp Thần trong ngực, mắt đẹp mang bi thương ý, tuyệt vọng nhìn Diệp Thần. Đế Thích Ma Hầu ra tay quá nhanh, Hồng Hân còn chưa kịp điều động vũ trụ thần thụ, tinh thần đã bị áp chế. Bị áp chế, vậy thì vĩnh viễn không trở mình có thể, nàng chỉ cảm thấy ý thức của mình, đang dần dần đổi được mơ hồ, phỏng đoán không bao lâu, thì phải hoàn toàn bị Đế Thích Ma Hầu độ hóa, lâm vào làm nô lệ con rối, mặc cho người bố trí. Cho nên, nàng khẩn cầu Diệp Thần, mau mau một kiếm giết chết nàng. Nàng tình nguyện là chết, cũng không muốn làm Đế Thích Ma Hầu nô lệ. Đế Thích Ma Hầu cười nhạt, quét nhìn toàn trường, cả người Phật quang tầng tầng trấn áp xuống đi. Hắn biết Diệp Thần, Lâm Thiên Tiêu, Hồng Hân ba người mạnh nhất, cho nên đại phổ độ thiện quang, đặc biệt nhằm vào ba người, hơi thở đặc biệt là nồng nặc. Hồng Hân đã mau không chịu nổi, thân thể mềm mại liền liên chiến run rẩy. Diệp Thần ôm Hồng Hân, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lại nhìn chung quanh, rất nhiều đế thích nhà tộc nhân, cũng không chịu nổi, lục tục quỳ xuống. Bái kiến quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân thiên thu vạn năm, văn thành võ đức, hùng bá thiên hạ. Một đám đế thích nhà tộc nhân, rối rít bị độ hóa, thành con rối vậy, hướng Đế Thích Ma Hầu quỳ bái. Đế Thích Long có vẻ tức giận, đột nhiên rút ra trường kiếm, đi trên cổ mình xóa đi, kêu lên, Đế Thích Ma Hầu, lão tử cho dù chết, vậy không quy thuận ngươi cái này lão tạp mao. Hắn một kiếm đang muốn tự vận, nhưng vào lúc này, tinh thần hoàn toàn bị độ hóa, ánh mắt một hoảng hốt, trường kiếm loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất, đã mất đi ý thức của chính mình, ánh mắt đổi dỗi rãnh độc, lại cũng quỳ ngã xuống, hướng Đế Thích Ma Hầu màng bái. Quốc sư đại nhân ở trên, tiểu nhân tội nghiệt sâu nặng, xin quốc sư đại nhân khai ân thứ lỗi. Vừa nói liền bình bịch bịch thẳng dập đầu, cầu xin tha. Diệp Thần trong ngực Hồng Hân, vậy sắp bị độ hóa, ánh mắt đang từ từ đổi được mê ly. Diệp Thần vội vàng vung ra một trường, đem nàng đánh xỉu. Toàn trường bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần còn không bị độ hóa. Ha ha, luân hồi chi chủ, quả nhiên huyết mạch phi phàm, lại có thể chống đỡ đến lúc này. Đế Thích Ma Hầu cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét nhìn toàn trường, lúc này toàn trường người, đều bị hắn độ hóa, hắn nhưng là có thể tập trung tinh lực, toàn lực đối phó Diệp Thần. Thôi, độ hóa người quá mức phiền toái, hay là trực tiếp giết ngươi thì tốt hơn. Đế Thích Ma Hầu ánh mắt run lên, đột nhiên lăng không phi hàng, hai tay cuồng như vậy hướng Diệp Thần vỗ tới. Hắn rất rõ ràng, luân hồi huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Diệp Thần còn có võ tổ đạo tâm, muốn độ hóa hắn, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Xem Diệp Thần hạng nhân vật này, chỉ có thể giết chết, không thể hàng phục, liền như mãnh hổ sói hoang một loại. Thật ra thì, trừ võ tổ đạo tâm bên ngoài, Diệp Thần còn có phong vũ linh thụ trợ lực, có thể hữu hiệu đối kháng tinh thần xâm nhập phạt công kích. Đế Thích Ma Hầu muốn độ hóa hắn, đó là tuyệt đối không thể nào. Thiên Tiêu, Đế Thích Long, giúp ta giúp một tay. Đế Thích Ma Hầu cũng không có đơn đả độc đấu ý, coi như hắn cảnh giới tu vi vượt xa Diệp Thần, nhưng luân hồi huyết mạch chân thực quá mức mạnh mẽ, vạn nhất Diệp Thần bí quá hóa liều, tự bạo huyết mạch, hậu quả tự nhiên thiết tưởng không chịu nổi, hắn nội tâm vô cùng kiêng kỵ sợ hãi. Cho nên, hắn lại là ra lệnh một tiếng, kêu Lâm Thiên Tiêu và Đế Thích Long cũng tới trợ chiến. Quốc sư đại nhân. Lâm Thiên Tiêu và Đế Thích Long cùng kêu lên đáp dạ, liền một trái một phải chạy giết tới, bàn tay cuồng chụp, mãnh công hướng Diệp Thần.
Lúc này hai người đều bị độ hóa, thành đế thích ma hầu con rối, dĩ nhiên là nghe theo đế thích ma hầu mệnh lệnh. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần thuộc về vô cùng hung hiểm tình cảnh, sống chết một phát. Nếu như đơn thuần là một cái đế thích ma hầu, hắn liều mạng lá bài tẩy dốc hết, vẫn là có chiến thắng cơ hội. Nhưng hiện tại, hơn nữa Lâm Thiên Tiêu và đế thích Long trợ trận, bên ngoài còn có một bụi hồng liên tiên cây, vậy Diệp Thần cơ hồ không có thắng lợi có thể. Lâm Thiên Tiêu và đế thích Long thực lực, đều đến thái chân cảnh hậu kỳ, coi như là đơn độc đối phó, đều không giao dịch giải quyết, huống chi hai người vẫn cùng đế thích ma hầu liên thủ. Lăng Phong thần mạch, mở. Diệp Thần gầm thét một tiếng, thấy Lâm Thiên Tiêu cùng đế thích Long đánh tới, lập tức mở Lăng Phong thần mạch. Bịch bịch, Lâm Thiên Tiêu cùng đế thích Long hung hăng một trường, đánh vào Diệp Thần trên mình. Trường phong kích động, chung quanh bụi đất tung tóe, một bên Hồng Hân thân thể, trực tiếp bị thổi bay, sau đó chật vật té ngã trên đất, sống chết không biết. Diệp Thần chỉ cảm thấy hai cổ minh mông cự lực, trào vào bên trong cơ thể, thật may hắn đã khai mở liền Lăng Phong thần mạch. Lăng Phong thần mạch một vận chuyển, liền hấp thu hai người trưởng lực công kích. Ồ! Lâm Thiên Tiêu và đế thích Long, phát hiện trưởng lực như châu đất xuống biển, không khỏi kinh ngạc. Lập tức Lâm Thiên Tiêu lui về phía sau một bước, hướng đế thích ma hầu nói, quốc sư đại nhân, thằng nhóc này huyết mạch có cổ quái. Đế thích ma hầu ha ha cười nói, luân hồi huyết mạch, cổ quái pháp môn nhiều lắm, không cần phải để ý đến, dụng hết toàn lực công kích, ta đây muốn xem thằng nhóc này có thể chống đỡ tới khi nào. Nói xong, đế thích ma hầu vung tay lên, hướng bên ngoài mấy ngàn đế thích nhà tộc nhân, quát lên, kết trận. Chuẩn bị vây giết luân hồi chi chủ. Hắn điều động Lâm Thiên Tiêu và đế thích Long, lại còn cảm thấy không đủ, muốn tập hợp đế thích nhà tất cả tộc nhân, vây giết Diệp Thần. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, nói, đế thích ma hầu, người thật là để mắt ta à. Thanh Long Sa La, Hoàng Tuyền cuộn sạch. Diệp Thần đã biết tự thân tình thế vạn phần hung hiểm, hơi lơ là chính là chết không có chỗ chôn kết quả, lập tức thả ra Thanh Long Sa La cây. Phịch, Thanh Long Sa La cây thả ra, chấn rơi xuống đất, xa xa cùng vậy hồng liên tiên cây rằng co. Diệp Thần rất rõ ràng, đến hắn và đế thích ma hầu cái loại này cấp bậc, quyết định chiến đấu thắng bại, trừ thực lực bên ngoài, còn muốn xem khí vận. Đế thích ma hầu nắm trong tay hồng liên tiên cây, đối với Diệp Thần khí vận thật to bất lợi. Cho nên, Diệp Thần thả ra Thanh Long Sa La cây, áp chế hồng liên tiên cây khí vận, miễn được ở khí vận tầng bên trên, bại bởi đế thích ma hầu. Hống! Thanh Long Sa La trên cây, một cái thanh long không ngừng quanh quẩn gầm thét, chính là Sa La. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét để gặp, kết vân vải mưa, mưa như chút nước mưa to rơi xuống, ngay tức thì hội tụ thành nước lũ. Vậy từng giọt nước mưa, đều là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, một hội tụ thành nước lũ. Lập tức điên cuồng đi bốn phía sông lên xoát đi. Những cái kia đế thích nhà các tộc nhân, vốn là muốn kết trận vây giết Diệp Thần, nhưng bị Hoàng Tuyền nước một sông lên, nhất thời tan rã không được trận, mất đi sức chiến đấu. Giải quyết hết cái này uy hiếp, Diệp Thần trong lòng thoáng an thần. Hừ, luân hồi chi chủ, quả nhiên thật là thủ đoạn à. Đế thích ma hầu thấy một màn này, cũng không khỏi cắn răng, tin đồn luân hồi chi chủ Hoàng Tuyền đồ. Có cuồn cuộn không dứt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, có thể cọ rửa hết thảy, ngày hôm nay hắn coi như là thấy được. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Diệp Thần cũng không dám khinh thường chút nào, đột nhiên rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, chư thiên thần mặt trời chiếu rọi nổ, một kiếm vô cùng hung hãn hướng đế thích ma hầu chém tới. Nếu như bị đế thích ma hầu, Lâm Thiên Tiêu, đế thích Long ba người bao vây, vậy Diệp Thần liền giữ nhiều lành ít, cho nên hắn ra tay một cái, chính là bùng nổ toàn lực. Chỉ muốn tổn thương nặng đế thích ma hầu. Chỉ có bị thương nặng đế thích ma hầu, những người còn lại tự nhiên có thể khôi phục bình thường. Đế thích ma hầu con người hơi co rúm một cái, Hoang Ma Thiên Kiếm ác liệt mũi nhọn, liền hắn cũng không dám đón đỡ. Mắt gặp Diệp Thần một kiếm giết tới, đế thích ma hầu vội vàng cấp tốc lui về phía sau, đồng thời triển khai một quyển thiên thư, cao giọng ngâm sướng nói. Phật Phú Thiên Thư, ngự. Cái cuốn thiên thư này, Phật quang màu vàng sáng chói, có từng tầng một cổ xưa Phật Đà khí tượng, không ngừng đan vào, còn tràn ra từng tia vô thượng nguyên đạo hơi thở. Diệp Thần chém xuống một kiếm, chém vào vậy cuốn thiên thư trên, lại không thể đem thiên thư chạm phá, chỉ là chém ra một cái vệt trắng. Ừ, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, hắn Hoang Ma Thiên Kiếm hạng sắc bén,
lại có thể bị bữa trước sách chặn lại. À, là Phật Phú Thiên Thư, bốn cuốn đại thiên thư một trong. Vừa lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra Phong Thiên Thương thanh âm kinh ngạc. Cái gì Phật Phú Thiên Thư? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Phong Thiên Thương nói, tiểu thiên sách có bốn cuốn, đều là nhỏ nguyên thuật, kêu Đao Kiếm Nhật Nguyệt, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua. Diệp Thần khẽ gật đầu, Đao Kiếm Nhật Nguyệt bốn cuốn thiên thư, hắn tự nhiên biết, Hạ Nhược Tuyết chính là chấp trưởng Minh Nguyệt thiên thư tồn tại. Phong Thiên Thương nói tiếp, tiểu thiên sách có bốn cuốn, đại thiên thư cũng có bốn cuốn, số là Tiên Phật Ma Yêu, đều là lớn nguyên thuật, hơn nữa không chỉ là nguyên thuật như thế đơn giản, thiên thư bản thân cũng là vô cùng cường hãn pháp bảo, có thể chống đỡ vạn pháp, vậy Đế Thích Ma Hầu trong tay, chính là bốn cuốn đại thiên thư bên trong Phật Phú Thiên Thư. Phong Thiên Thương một câu nói xong, vậy Đế Thích Ma Hầu thúc dục thiên thư, một mảng lớn màu vàng kim giọt mưa, phá không bạo giết ra, giống như ám khí đầy trời vậy, bắn chết hướng Diệp Thần. Vậy từng giọt màu vàng hạt mưa bên trong, cũng khảm nạm có Phật Đà Đồ Đằng, một giọt mưa tựa như ẩn chứa một cái Phật môn đại thế giới, chư thiên Phật mưa đánh tới, tình cảnh vô cùng cuồn cuộn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vội vàng mở xích trần thần mạch, điều động quanh mình canh kim tinh khí, dương ra một mặt màu vàng kim tấm thuẫn, ngăn trở Phật mưa đánh vào. Đinh đinh đinh, dày đặc Phật mưa, bắn vào tấm thuẫn bên trên, phát ra liên tiếp thanh âm thanh thúy. Mà vào lúc này, Diệp Thần nhưng giác tiếng gió sau lưng hô hô, nhưng gặp Lâm Thiên Tiêu và Đế Thích Long hai người, một người cầm trường kích, một người cầm trường kiếm, từ phía sau lưng đánh lén đánh tới. Diệp Thần hai mặt thụ địch, nhất thời vô cùng chật vật, xoay tay một kiếm rời ra Lâm Thiên Tiêu trường kích, nhưng không kịp ngăn cản Đế Thích Long kiếm, bị một kiếm cắt vỡ đầu vai, máu tươi đầm đìa xuống. Thằng nhóc, ngày hôm nay cục diện này, người sợ là khó mà thoát thân. Phong Thiên Thương nhìn chàng diện này, gương mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Đế Thích Ma Hầu đã khống chế toàn trường, mà Diệp Thần chỉ có một thân một mình mà thôi. Ha ha, luân hồi chi chủ. Có thể ép được ta vận dụng Phật Phú Thiên Thư, ngươi cho dù chết, cũng không uổng cuộc đời này. Đế Thích Ma Hầu ánh mắt lạnh lùng, thúc giục Phật Phú Thiên Thư, Diệp Thần mới vừa phóng thích ra Hoàng Tuyền Thánh Mưa, toàn bộ bị hắn áp chế xuống. Trên bầu trời, tung bay sái sái, phiêu rơi xuống hạt mưa, toàn bộ là màu vàng kim Phật Mưa. Đầy trời Phật Mưa tung bay, để cho được Đế Thích Ma Hầu khí vận, vậy đang mãnh liệt tăng vọt, nơi này đã trở thành hắn sân nhà. Hắn chiếm hết thiên thời địa lợi. Rút lui. Diệp Thần cắn răng, quyết định thật nhanh, lập tức đi bên ngoài phi độn đi. Ngày hôm nay cục diện này, lại chiến đấu tiếp, đã không có ý nghĩa, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm, cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Nhưng mà, Diệp Thần còn không bay ra Hồng Liên Tiên cây phạm vi, lập tức bị một cổ vô hình bức tường khí, hoàn toàn chặn lại. Phong Thiên Thương nói, không cần chạy, tên kia vận dụng Phật Phú Thiên Thư. Đã bày Phật môn kết giới, trừ phi ngươi giết hắn, hoặc là phá hỏng hắn thiên thư, nếu không tuyệt không khả năng chạy khỏi đi ra ngoài. Đế Thích Ma Hầu nhìn Diệp Thần muốn phi độn đi hình dáng, không khỏi cười to, nói, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, làm sao bây giờ tự nhiên chó chết chủ. Muốn cụp đuôi chạy trốn, ngươi đối mặt thánh đường thời điểm, không phải rất phách lối sao. Hắn lúc này chiếm hết thiên thời địa lợi, một bộ nắm vững thắng lợi hình dáng. Giọng lộ vẻ được đặc biệt đắc ý. Diệp Thần giận dữ, lòng bàn tay có luân hồi đường vân hiện lên, huyền yêu tinh máu cháy, chuẩn bị toàn lực cháy máu tươi và luân hồi huyết mạch liều mạng. Phong Thiên Thương trầm giọng nói, chậm đã, ngươi luân hồi huyết mạch và huyền yêu tinh máu lại cháy, nhất định tổn hại căn cơ, sau này vậy đền bù không trở lại. Diệp Thần cắn răng nói, Phong tiền bối, trừ cái này ra, chẳng lẽ còn có thoát khốn biện pháp? Phong Thiên Thương yên lặng một hồi, sau đó trong mắt mang một chút đoạn tuyệt ý, nói ta có thể giúp ngươi. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói tiền bối, ý ngươi là. Nhưng gặp luân hồi mộ địa bên trong, Phong Thiên Thương nhắm hai mắt lại, hư ảnh kia vậy thân thể lại vào thời khắc này cháy. Mấy ngày nay ta ở địa tâm vực hấp thu rất nhiều lực lượng. Vốn là muốn hơn cùng ngươi một đoạn thời gian. Nhưng dưới mắt tới xem, hẳn không được. Thằng nhóc. Ta đi trước một bước, hy vọng một ngày kia, có thể thấy ngươi chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp hình ảnh. Nói xong, Phong Thiên Thương thần niệm hoàn toàn tiêu tán, tất cả còn sót lại năng lượng, toàn bộ hiến tế, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Tiền bối. Diệp Thần thất kinh,
nhưng cảm thấy phong thiên thương linh khí năng lượng, điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể. Oanh! Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần cả người linh khí nổ, vô luận là tu vi thực lực, hay là tức vận, đều ở đây ổn định leo lên. Ừ! Đế Thích Ma Hầu cảm nhận được một màn này, nhất thời con người co giúp một cái, kinh hãi được tột đỉnh. Có cổ quái, tiểu tử này hơi thở, làm sao đột nhiên lợi hại như thế nhiều. Đế Thích Ma Hầu chỉ cảm thấy Diệp Thần hơi thở, đang không ngừng tăng vọt, linh khí cuộn sạch dưới, mơ hồ tới giữa, hắn thậm chí cảm thấy tự thân Phật Vũ Thiên Thư, lại có thể không bị khống chế. Phong Thiên Thương là thượng cổ khí linh sư, có thể nắm trong tay khí linh, Diệp Thần lấy được hắn toàn bộ năng lượng bơm vào, nhất thời bắt được Phật Vũ Thiên Thư khí linh hơi thở. Hoàng Tuyền Mẫn Thiên Quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, vung tay lên, đầy trời Hoàng Tuyền Thánh Thủy dâng trào ra, mang một cổ vô cùng cường hãn mất đi hơi thở, hướng Đế Thích Ma Hầu lướt đi. Đế Thích Ma Hầu hô hấp nghẹt thở, muốn thúc giục Phật Vũ Thiên Thư ngăn cản, nhưng phát hiện vô luận mình như thế nào thúc giục, Phật Vũ Thiên Thư cũng không có nửa điểm đáp lại. Cái cuốn Thiên Thư này khí linh, đã bị Diệp Thần nắm trong tay. Giờ khắc này, Phật Vũ Thiên Thư chủ nhân, là Diệp Thần, không phải Đế Thích Ma Hầu. Cái này không thể nào, nắm trong tay khí linh thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi là... Đế Thích Ma Hầu hoảng hốt, nhớ lại một cái truyền thuyết lâu đời, liên quan tới thượng cổ khí linh sư truyền thuyết. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Diệp Thần Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đã trải thiên giết tới. Nước chảy kích động, vậy Phật Vũ Thiên Thư, đầu tiên bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy cắn nuốt hết, thành Diệp Thần pháp bảo. Luyện hóa cho ta. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, lại là trên không luyện hóa Phật Vũ Thiên Thư. Cái này Phật Vũ Thiên Thư bên trong, có Đế Thích Ma Hầu máu tươi đóng dấu, nhưng ở Hoàng Tuyền Thánh Thủy rội rửa, cái gì đóng dấu cũng mất đi. Diệp Thần hô hấp tới giữa, cả người kim quang tách thả ra, Phật khí vạn đạo, đỏ nghê cuồn cuộn, thủy khí nhô lên, lại có thể tại chỗ luyện hóa hết liền Phật Vũ Thiên Thư, tự thân cảnh giới tu vi, vậy vào lúc này, mãnh liệt leo lên. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần tu vi, từ thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên, đột phá đến tầng 8 thiên. Sốt cuộc đột phá. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ tự thân tăng lên tu vi cùng khí vận, nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Đi tới địa tâm vực lâu như vậy, hắn cơ duyên vô số, tích lũy hùng hậu nội tình, hiện tại luyện hóa Phật Vũ Thiên Thư, rốt cục thì thọt phá cuối cùng một tầng cửa sổ giấy, thành công đột phá. Ở Đế Thích Ma Hầu trong mắt, Diệp Thần tu vi hơi thở, cũng không có biến hóa quá lớn, bởi vì Diệp Thần mượn phong thiên thương năng lực, bề ngoài không nhìn ra hắn tự thân tu vi. Nhưng, Đế Thích Ma Hầu nhưng rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần khí vận, kịch liệt tăng lên, trong huyết mạch luân hồi uy áp, càng cho người nghẹt thở cảm giác. Quốc sư đại nhân, Lâm Thiên Tiêu cùng Đế Thích Long quát to một tiếng, thấy Đế Thích Ma Hầu tình cảnh không ổn, một trái một phải sách binh khí giết tới. Phật Vũ Thiên Thư, lọc sạch. Diệp Thần trong mắt trầm tĩnh, thả ra Phật Vũ Thiên Thư. Thoáng chốc tới giữa, một phiến Phật quang bao phủ lại Lâm Thiên Tiêu hai người. Hai người trên khuôn mặt, lộ ra thống khổ dẫy dụa thần sắc, sau đó hơi có điểm chật vật ngã nhào trên đất, cuối cùng lại ngất xỉu. Phật quang tràn ngập dưới, toàn bộ Hồng Liên bí cảnh, tất cả Đế Thích nhà các tộc nhân, cũng là thống khổ vùng vẫy, người người ngã xuống đất ngất xỉu. Không, không. Đế Thích Ma Hầu lộ ra vô cùng thần sắc khủng hoảng, lại cũng không có mới vừa khí định thần nhàn. Ai có thể nghĩ tới, mình nắm trong tay đồ, sẽ đối với tự mình ra tay à? Thật là khó lòng phòng bị. Toàn trường người choáng váng mê, nhưng thật ra là thanh tỉnh điềm báo trước. Diệp Thần vận dụng Phật Vũ Thiên Thư, đã đem Lâm Thiên Tiêu các người, từ bị độ hóa khốn cảnh bên trong khoác cứu ra, cùng bọn họ tỉnh lại, ý thức liền có thể khôi phục, sẽ không lại bị Đế Thích Ma Hầu khống chế. Giờ khắc này Diệp Thần, cả người kim quang vạn trượng, Phật thụy ngút trời, uy mãnh trang nghiêm tới cực điểm. Cái này chiến trường, hắn mới thật sự là nắm giữ. Nhỏ trọng lâu, phong lôi dậy, phá. Diệp Thần nhìn chằm chằm Đế Thích Ma Hầu, một trường gào thét ra. Hắn lòng bàn tay bên trong, nhúc nhích màu xanh sấm sét tinh mang, rực rỡ tươi đẹp mà sáng chói, một trường này lại mang thiên địa phong lôi oai. Đây là tiểu trọng lâu trường và đại phong lôi bạo, hai môn giả thần thuật xung hợp, một trường cuốn lên kinh thiên phong lôi, chấn động, lăng không đánh phía Đế Thích Ma Hầu đầu.
Đế Thích Ma Hầu sắc mặt thảm biến, hắn mất đi Phật Phú Thiên Thư, mà giờ khắc này Diệp Thần, có phong thiên thương ở địa tâm vực hấp thu toàn bộ năng lượng thêm thân, bực nào cường hãn, hắn như thế nào là địch thủ. Đại Hoang Phục Ma Chỉ. Đế Thích Ma Hầu không cam lòng sa sút, cả người máu tươi cháy, chỉ điểm một chút giết ra, một cổ vô cùng cương mãnh chỉ lực, hướng Diệp Thần đâm đi. Diệp Thần trong mắt ác liệt, không tránh, rất miễn cưỡng một trưởng bạo đánh tiếp. Sắc sắc, Đế Thích Ma Hầu Đại Hoang Phục Ma Chỉ, trong nháy mắt bị Diệp Thần phá hỏng, xương ngón tay, trưởng cốt, xương cánh tay, bị phong lôi cự lực phản chấn, tấc tấc nổ tung nghiền, đầu đầy tóc đen kích động, nội tạng vậy được cực lớn đánh vào. Phốc xích, một ngụm máu tươi, xen lẫn chút nội tạng, từ Đế Thích Ma Hầu trong miệng phun ra, hắn gương mặt ngay tức thì thảm trắng, mất đi màu máu, chật vật từ không trung rơi xuống, bị trọng thương. Địa tâm vực loại cấp bậc này cường giả, quả nhiên hung hãn. Như không có phong thiên thương năng lượng và xuất kỳ bất ý, sợ rằng ta cũng không khả năng sống sót. Diệp Thần thấy trọng thương Đế Thích Ma Hầu, cũng không khỏi khen ngợi. Phong thiên thương tự mình hy sinh, hiến tế tất cả năng lượng, Diệp Thần mượn dùng này cùng lực lượng, khống chế nữa liền Phật Phú Thiên Thư, tu vi khí vận khắp mọi mặt đều đủ để áp chế Đế Thích Ma Hầu. Nhưng cuối cùng, cho dù Diệp Thần còn sử xuất giả thần thuật, đều không thể đánh chết tại chỗ Đế Thích Ma Hầu, có thể thấy vậy cùng cảnh giới cường giả, có bao nhiêu khó đối phó. Phong tiền bối, người hiến tế không có uổng phí. Nhìn trọng thương Đế Thích Ma Hầu, Diệp Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không có phụ lòng phong thiên thương thượng cổ khí linh sự uy danh. Thời khắc này Đế Thích Ma Hầu, mặc dù còn chưa có chết, nhưng đã trải qua vô cùng thương thế nghiêm trọng, mất đi phản kháng lực lượng. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía. Lâm Thiên Tiêu các người hôn mê chưa tỉnh, Hồng Hân cũng là hôn mê nằm trên đất. Bất quá, Hồng Hân tình huống, và Lâm Thiên Tiêu không cùng. Hồng Hân cũng không có bị độ hóa, nàng là bị chiến đấu liên lụy bị thương. Diệp Thần phi thân xuống, đi tới Hồng Hân bên người, đem nàng đỡ dậy, thoáng xem kỹ xem nàng thương thế, thật may không hề coi là quá nghiêm trọng. Lập tức Diệp Thần liền thi triển ra bát quái thiên đan thuật. Một món đạo gia linh khí bơm vào nhập Hồng Hân trong cơ thể. Hồng Hân rên một tiếng, tỉnh lại, nhìn chung quanh, nhưng phát hiện Đế Thích Ma Hầu trọng thương ngã xuống đất, Lâm Thiên Tiêu các người toàn bộ hôn mê, nàng không khỏi ngạc nhiên. Diệp công tử, đã xảy ra chuyện gì? Hồng Hân nhìn Diệp Thần, chẳng lẽ là Diệp Thần đánh bại Đế Thích Ma Hầu? Cái này không thể nào. Phải biết, Đế Thích Ma Hầu thực lực, đã vượt qua Diệp Thần quá nhiều. Hơn nữa lại chiếm hết thiên thời địa lợi khí vận, Diệp Thần muốn giết ngược, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Hồng cô nương, đã không sao. Diệp Thần mở ra mở một cái nụ cười, lại không có giải thích quá nhiều, lần này có thể giết ngược Đế Thích Ma Hầu, hắn hy sinh quả thực không nhỏ, phong thiên thương thần hồn là hoàn toàn tiêu tán. Hồng Hân ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nhưng là không nói ra lời. Diệp Thần thả ra Phật Phú Thiên Thư, một cổ kim quang bao phủ xuống. Lâm Thiên Tiêu, Đế Thích Long các người, vậy đi theo chậm rãi thức tỉnh. Diệp huynh đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Tiêu một thanh tỉnh, nhìn chung quanh bừa bãi cảnh tượng, còn có Đế Thích Ma Hầu suy sụp tinh thần hình dáng, hoàn toàn ngây ngẩn. Trí nhớ do như mây khói vậy tấn công tới, hắn ngay tức thì nhớ tới, mình mới vừa bị Đế Thích Ma Hầu độ hóa, thậm chí còn hướng Diệp Thần ra tay. Bị độ hóa sau trải qua, bộ phận này trí nhớ. Hắn dĩ nhiên là cất giữ, nghĩ đến mới vừa một màn, lòng hắn bên trong lại là xấu hổ, vừa tức giận, lại là tuyệt vọng. Quốc sư đại nhân, người đã phạm xuống di thiên đại họa. Lâm Thiên Tiêu cắn răng, nhìn chằm chằm Đế Thích Ma Hầu. Đế Thích Long lúc này thanh tỉnh, nghĩ đến mới vừa bị Đế Thích Ma Hầu khống chế hình ảnh, cũng không khỏi giận dữ, nói, Lâm thiếu gia, ta sớm cùng ngươi nói, cái này Đế Thích Ma Hầu là một cái lão tạp mao, cẩu tạp trùng. Nếu không phải là có Diệp đại nhân ngăn cơn sóng dữ, chúng ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế Thích Ma Hầu thần sắc bình tĩnh, đã đón nhận thực tế, nhàn nhạt nói, ta khí vận không bằng Luân Hồi Chi Chủ, hôm nay thua ở Luân Hồi Chi Chủ dưới quyền, ta không có cậu oán hận, các ngươi muốn giết cứ giết. Lâm Thiên Tiêu quả đấm nắm chặt, khớp xương rắc 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 nổ vang. Diệp thần nói, Lâm thiếu gia, cái này Đế Thích Ma Hầu, ta liền giao cho ngươi xử trí. Lâm Thiên Tiêu im lặng một hồi, nói, đa tạ. Hôm nay chàng này đổi họa, thật may có Diệp Thần ngăn cơn sóng dữ,
nếu không tất cả mọi người đều bị đế thích ma hầu độ hóa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến nhà mình quốc sư, lại là này cùng phản đồ, Lâm Thiên Tiêu trong lòng rất là bi thương tức giận, lập tức liền bắt được đế thích ma hầu tay chân, đem tay chân hắn kinh mạch toàn bộ phế bỏ. Đế thích ma hầu ngược lại cũng có khí phách, kinh mạch bị phế, chịu đựng cực lớn thống khổ, lại hừ cũng không hừ một tiếng. Lâm Thiên Tiêu sử dụng một bản yêu sương mù tràn ngập thiên thư, đem đế thích ma hầu thu vào. Hắn cái này bản thiên thư, chính là tiên Phật ma yêu bốn cuốn đại thiên thư bên trong yêu sương mù thiên thư, tự thành một khối yêu đạo thế giới, yêu sương mù vạn cổ không tiêu tan, là lâm gia đứng đầu pháp bảo, có thể dùng để trấn yêu trừ ma, đem kẻ địch bắt giữ đến yêu sương mù thiên thư bên trong, kẻ địch liền phải chịu đựng vĩnh viễn thống khổ, cả đời cũng tránh thoát không ra. Diệp thần gặp đế thích ma hầu bị bắt đặt vào yêu sương mù thiên thư, liền biết người này từ nay về sau, sống không bằng chết, sẽ không lại có trở mình cơ hội. Cáo từ. Lâm Thiên Tiêu thu hồi thiên thư, liền hướng Diệp thần, Hồng Hân các người nói tạm biệt. Hắn Lâm gia gia này cùng đại biến, hắn cần muốn trở về xử lý, thu phục đế thích nhà những người khác sự việc, hắn là không muốn nhúng tay nữa. Hồng Hân trong mắt lưu chuyển, hơi có chút thổn thức. Rồi sau đó hướng Diệp thần nói, Diệp công tử, người ngày hôm nay cứu ta, đại ân đại đức, ta tất tương báo. Diệp thần nhìn Hồng Hân, nhưng không nói lời nào, không biết nàng muốn báo đáp thế nào mình. Hồng Hân nói, không biết Diệp công tử có nghe hay không qua đan tiên hồ. Diệp thần trong lòng chấn động một cái, ngoài mặt tỉnh bơ, nói tự nhiên nghe qua, đó là tiên thiên địa nhi sinh pháp bảo, có thể cuồn cuộn không ngừng tạo ra đan tiên linh tử. Vậy đan tiên linh tử người uống một hớp, là được tư bổ gân cốt, tăng lên khí vận, có thiên đại chỗ tốt, nhưng ta nghe nói, vậy đan tiên hồ đã bị cân nhắc quyết định thánh đường cướp lấy. Hồng Hân cười nói, không sai, đan tiên hồ đang cân nhắc quyết định thánh đường trong tay, cũng đặt ở ngũ phương thánh địa, ta Hồng gia ở ngũ phương thánh địa, nằm vùng có tai mắt, năm nay chính là đan tiên linh tử dựng dục thời điểm, cùng đan rượu tiên cất làm ra tới, ta có thể hướng Diệp công tử tặng uống một ly. Nàng lời nói này nói ra, cũng không có tận lực hướng đế thích nhà tộc nhân giấu giếm. Đế thích Long và đế thích nhà đệ tử, cũng nghe được rõ ràng, trong lòng một hồi rung động. Hồng Hân rõ ràng cho thấy có ý lấy le, có thể ở cân nhắc quyết định thánh đường địa bàn bên trong cài nằm vùng, đủ thấy Hồng gia thực lực, nếu như đế thích nhà có thể đầu dựa vào Hồng gia nói, dĩ nhiên là tiền đồ vô lượng. Diệp thần trong lòng trầm xuống, địa tâm miếu ba vị lão tổ. Đang ủy thác hắn đi ngũ phương thánh địa, cướp lấy đan tiên hồ. Hắn lại không nghĩ rằng, cái này đan tiên hồ sau lưng, còn có Hồng gia nhân quả. Vậy thì cảm ơn Hồng cô nương, nếu có thể uống đến một ly đan tiên linh tử, vậy thì thật là ta cực lớn vận khí. Diệp thần không có bại lộ, hướng Hồng Hân chắp tay nói cảm ơn. Hồng Hân khẽ mỉm cười, sau đó hướng đế thích Long nói, đế thích tộc trưởng, không biết ngươi ý như thế nào. Có không có hứng thú gia nhập ta Hồng gia? Đế thích Long quay đầu cùng mấy cái gia tộc cao tầng thương lượng chốc lát, cuối cùng, hắn trầm giọng nói, Hồng cô nương, chúng ta còn cần suy nghĩ một chút nữa. Hồng Hân ngược lại cũng không để ý, nói tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức tốt, như các ngươi đế thích nhà, chịu đầu dựa vào ta Hồng gia nói, ta có thể đem đan tiên linh tử tặng uống cho các ngươi, cáo từ trước. Nói xong, Hồng Hân cáo từ rời đi. Đế thích Long nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng khẽ động. Đế thích nhà các tộc nhân, cũng là vô cùng động tâm. Dẫu sao, có thể uống đến đan tiên linh tử, đối với tu vi khí vận, đều có thiên đại tăng thêm. Diệp thần tự nhiên vậy nhớ đan tiên hồ sự việc, thấp giọng hướng đế thích Long nói, đế thích tộc trưởng, mượn một bước nói chuyện. Sau đó, hắn lặng lẽ lấy ra địa tâm miếu phù chiếu. Đế thích Long vừa nhìn thấy vậy phù chiếu. Nhất thời mặt liền biến sắc, vội vàng mời Diệp thần tiến vào bên trong điện, cũng mình lui chừng. Bên trong điện bên trong, chỉ còn lại Diệp thần cùng đế thích Long hai người. Đế thích Long nói, Diệp đại nhân, ngươi là địa tâm miếu ba vị lão tổ phái tới. Diệp thần nói, đúng vậy, ba vị lão tổ kêu ta tìm ngươi, là muốn gọi ngươi dẫn ta đi ngũ phương thánh địa. Sau đó, Diệp thần liền đem phù chiếu đưa cho đế thích Long. Đế thích Long nhận lấy phù chiếu, cẩn thận cảm ứng một tí phía trên hơi thở, bỗng nhiên sắc mặt thảm biến, cả người không nhịn được lay động, trong lòng tựa hồ là có cực lớn khủng hoảng. Diệp thần nhướng mày một cái, không biết hắn vì sao sẽ như vậy kinh biến, hỏi, đế thích tộc trưởng,
thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết tiến vào ngũ phương thánh địa đường hầm sao? Đế Thích Long trán mồ hôi như mưa rơi, khủng hoảng vẻ sợ hãi sâu hơn, nói ta. Ta tự nhiên biết, Diệp đại nhân, ngươi thật muốn đi ngũ phương thánh địa sao? Ở trong đó phòng thủ xâm nghiêm, ngươi liền tính vào, cũng chưa chắc có thể cướp lấy đan tiên hồ. Diệp thần nói, Đế Thích tộc trưởng, ngươi dẫn ta đi vào là được, ta tự nhiên có biện pháp. Thật ra thì có thể hay không cướp lấy đan tiên hồ, Diệp thần cũng không có tuyệt đối chắc chắn, nhưng bất kể như thế nào, đi vào trước nói sau, hắn cần phải trả ba vị lão tổ nhân quả. Đế Thích Long nuốt nước miếng một cái, rung giọng nói ta. Ta. Diệp thần nói, Đế Thích tộc trưởng, ngươi vì sao như vậy kinh hoàng,